Mời các bạn nghe phần 4. Ha ha ha, đại lão ra cười mỉa mai mấy tiếng, đôi mắt ông ta đỏ lên, cả giận nói, người cũng biết là chỉ là chút chuyện trong nhà nhưng bây giờ cả triều đình đều đã biết chút chuyện nhà này của chúng ta rồi. Sáng nay bệ hạ kêu công công của ti lễ giám đứng ở trước cửa công sự, khiển trách nhi tử ngay trước mặt mọi người, ngài ấy nói rằng nhi tử quản gia không nghiêm, dung túng phụ nhân làm chuyện xấu. Còn cách trước nhi tử nửa tháng, quay về tự chỉnh đốn. Đại lão ra nói xong câu cuối đã tức giận đến mức giọng nghẹn lại, khắp văn võ bá quan trong triều chưa có ai bị sỉ nhục đến nhiều này. Một chiêu này của hoàng đế trông thì có vẻ như chỉ là phàn nàn, thật ra là cắt đứt cả con đường làm quan của đại lão gia. Còn ảnh hưởng đến việc thi cử của các thiếu gia của đại phòng và nhị phòng, cũng làm cho con cháu của đại phòng và nhị phòng thư gia phải mang tiếng xấu cả đời. Lão thái thái ngẩn ngơ, chiếc ly trong tay tuột xuống, đôi môi bà ta tái nhợt trong nháy mắt, sao, làm sao có thể. Đại lão gia giận dữ đứng phát dậy, sao mà không thể được bây giờ nhi tử đã trở thành trò cười cho cả kinh thành ông ta tức giận đi qua đi lại trong phòng thấy trên mặt nhị phu nhân vẫn còn ý cười trên sự đau khổ của người khác giận dữ không có chỗ chút nên lập tức chỉ tay về phía bà ta ngươi cái người đàn bà ngu dốt này ngươi còn cảm thấy không liên quan đến mình đúng không nhi tử ngươi không cần phải đọc sách sao chẳng lẽ sau này hai đứa con trai của ngươi không cần phải tham gia khoa cử hay là ngươi định dẫn bọn chúng về dương ra các ngươi co đầu giúp cổ nhị phu nhân cũng không phải người hiền lành vừa nghe thấy lời này sắc mặt bà ta đã nhanh chóng thay đổi cũng tiến lên chống nạnh phẫn nộ nói đại bá huynh đừng gắp lửa bỏ tay người người cướp hôn sự của thư quân chính là nữ nhi của huynh không phải nữ nhi ta hôm qua ta còn bị nàng ta đánh cho một trận huynh nhìn mặt ta này trên mặt nhị phu nhân có vết đỏ trải dài khóe miệng còn có mấy vết đóng vẩy đẫm máu nếu không phải hôm nay muốn đến nghe chuyện cười của tô thị thì bà ta căn bản không muốn bước ra ngoài bởi vì môi bà ta đã bị thư quân xé rách lúc này nói chuyện thì vết thương sẽ bị rách ra thêm vô cùng đau đớn làm cho khí thế của bà ta cũng yếu đi mấy phần đại lão ra nhìn dáng vẻ càn quấy của nhị phu nhân ông ta tức giận đến mức rậm chân hai đều do nhị đệ quá nhu nhược nên mới nung chiều người đàn bà chua ngoa như ngươi người đâu kêu nhị lão ra đến thư phòng ta ta muốn để ấy hưu thê nói là hưu thê chẳng qua cũng chỉ là để hù dọa dương thị nhưng bà ta lại tưởng thật đôi mắt chừng đến mức xít lồi ra điên tiết lao lên sau lưng đại lão ra huynh giám. Đại lão gia bị dáng vẻ như vậy của bà ta dọa giật mình. Ban đầu ông ta cảm thấy đại phu nhân Phương Thị không được dịu dàng và săn sóc, tính tình lại kiêu căng. Hôm nay nhìn nhị phu nhân Dương Thị như một người đàn bà tranh chua, ông ta mới cảm thấy rằng phu nhân mình đã tốt đẹp lắm rồi. Ông ta giận dữ hất bà ta ra, làm cản. Một chút sức lực kia của Dương Thị làm sao có thể so được với một nam nhân cao to. Bà ta bị đại lão ra hất một cái, cả người đã ngã về phía sau rồi đập vào giá sách toàn bộ đồ vật trên đó đổ ầm ầm xuống vừa hay đập vào người của bà ta dương thị gào khóc đau đến mức thở hồn hển bắt đầu vừa khóc lóc om sòm vừa lăn lộn trong nhà đại lão ra đã đi thật xa mà vẫn nghe thấy tiếng khóc lóc làm loạn của bà ta cảm thấy lời khiển trách của hoàng đế cũng không sai cái nhà này thật sự là không ra gì đúng là cần phải nghiêm túc chỉnh đốn lại một phen ông ta vừa hùng hổ đi vào thư phòng vừa nghiêm khắc căn dặn quản gia khóa cửa lại không có lệnh của ta không được cho phép bất cứ người nào đặt chân ra khỏi phủ tính cách nhị lão gia nhu nhược nên làm sao dám hưu thê dĩ nhiên là sẽ van nài huynh trưởng khai ân đại lão gia cũng hiểu được rằng khả năng xảy ra việc hưu thê không cao dù sao thì dương thị còn sinh mấy đứa trẻ còn phải suy nghĩ cho tương lai của đứa trẻ chỉ là ông ta quyết không tha cho dương thị dễ dàng như vậy được nếu không thì phải gọi người của dương ra đến đón dương thị về để hù dọa bà ta một phen Lúc đầu Dương Thị còn làm ẩm ý nhưng sau đó thấy đại lão ra thật sự hành động thì không còn được một nửa khí thế như lúc trước. Bà ta bắt đầu tỏ vẻ đáng thương khóc lóc cầu xin sự tha thứ, còn nói rằng sau này mình sẽ cư xử phải phép và không rời trò nữa. Lúc này đại phu nhân mới lộ mặt, tính tình ngươi như thế nào ta còn không biết sao. Ta nói cho ngươi biết, muốn ở lại thư gia thì cũng được. Thứ nhất là giao lại quyền quản gia, thứ hai là đến am Nico ngoài thành tu hành một năm. Lúc này đại lão ra kiên quyết ủng hộ phu nhân mình hoặc là hưu thê, hoặc là đến am ni giữa hai cái này bỏ nặng tìm nhẹ, nhị lão ra chọn cái sau. Trong lòng đại lão ra cũng hiểu được hôm nay những ngự sử trong chiều đã bắt đầu nhìn chằm chằm ông ta. Cũng không nói hai lời, dứt khoát gọi người dọn đồ nhét dương thị lên xe ngựa rồi đưa đi ngay trong đêm. Còn về lão thái thái, đại lão ra để bà ta ăn chay niệm Phật ở Phật đường, không cho bà ta xen vào chuyện trong phủ nữa. Lão thái thái làm mưa làm gió nhiều năm cứ thế bị làm tức giận đến chóng váng rồi ngất xỉu bên tam phòng không ai dính đến chuyện của đại phòng và nhị phòng thư lan phong nghỉ mấy ngày thư quân hết lòng hết dạ chăm sóc cho mẫu thân có thái y dày công điều dưỡng bệnh tình của tô thị cũng ngày một khá hơn bà ấy như đã từng chết một lần vậy suy nghĩ trong lòng cũng trở nên thông suốt hơn không còn thúc giục chuyện hôn sự của thư quân nữa trong khi đó trần văn châu nghe nói tô thị bị bệnh nặng nên mang theo lễ vật đến phủ thăm hỏi hắn ta không thể đến hậu trạch nên đã đến thư phòng thỉnh an thư lan phong do hỏi chuyện hôn sự mấy lần nhưng thấy tâm trạng thư lan phong không tốt nên đành phải nhẫn nhị không nói đợi đến khi tên sai vặt đưa hắn ta ra cửa lại thấy một cô nương xinh xắn hoạt bát đứng ở lối vào con đường lát đá trong rừng trúc đây chỉ là lần thứ hai trần văn châu nhìn thấy thư quân nhưng mà lần gặp mặt ngày hôm đó dáng vẻ của nàng đã khắc sâu trong tâm trí hắn ta không thể nào xua tan được hắn ta kìm nén cảm xúc trong lòng đứng từ xa chắp tay với nàng chào thư cô nương khuôn mặt thư quân lộ vẻ e thẹn đáp lễ Nàng lập tức nói đến chuyện chính, ta mạo muội ngăn bước chân công tử, thật sự là có một chuyện muốn nói với công tử. Lúc trước Văn công tử đến phủ cầu hôn, thư quân cảm thấy vô cùng xấu hổ, hôm nay ta đột nhiên đến đây là để nói cho công tử biết rằng trong lòng ta đã có người thương. Đời này nếu không phải là ngài ấy thì sẽ không gả, e là phải phụ tấm chân tình của công tử. Trần Văn Châu sững sờ, trong chớp mắt, trên khuôn mặt vẫn luôn bình thản thoáng qua rất nhiều cảm xúc phức tạp. Chỉ là cuối cùng thì hắn ta và thư quân chỉ là hai người xa lạ. Nào dám hỏi nhiều, cô nương người ta đã kiên quyết như vậy, có thể thấy là trong lòng nàng đã quyết tâm. Tất nhiên là lòng hắn ta cảm thấy buồn bã nhưng cũng không dám tùy tiện biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể thở dài đầy tiếc nuối, lại chắp tay với nàng. Do ta đường đột, vậy tại hạ xin phép cáo tử. Hắn ta nói rồi cũng rời đi không hề ngoảnh lại. Thư quân quay về khuê phòng, nhớ đến những lời nói của mình lúc nãy, gò má nàng nóng hổi, nàng ôm đôi má ngồi bên dưới cửa sổ chạm trổ, lòng thầm nghĩ đã nửa tháng rồi không gặp hắn. Hắn đã giúp mình một chuyện lớn như vậy thì nàng cũng nên đích thân đi nói lời cảm tạ với hắn mới được. Bây giờ mẫu thân đã khỏi bệnh, trong phủ còn có dược đồng trong non, nàng cũng không cần phải lo lắng. Thư quân lại trang điểm một hồi rồi quay về hạnh hoa đường, thấy mẫu thân mình đang mỉm cười nhìn nha hoàn theo hoa, nàng thẹn thùng đứng ngoài cửa, làm nũng với mẫu thân. Mẫu thân, ấu quân tỷ tỷ đã đến phủ vài lần, tỷ ấy rất lo lắng cho bệnh tình của người. Con thấy thời tiết hôm nay tốt nên muốn đến vương gia hỏi thăm sức khỏe tỷ ấy để tỏ lòng cảm ơn tô thị làm sao có thể không đồng ý lần trước vương phu nhân đến thăm sức khỏe ta không tốt nên không thể tiếp đón chu đáo cũng không tiếp đãi nồng hậu con tự mình đến khấu đầu với bà ấy một cái tạ lỗi thay cho mẫu thân đi tô thị lại dặn dò thiện ma ma đưa ngân phiếu cho thư quân thư quân nhận lấy ngân phiếu một ngàn lượng bạc vô cùng phấn khởi bước ra ngoài nàng sợ mẫu thân bận tâm nên thật sự đến vương ra một chuyến khấu đầu tạ ơn vương lão phu nhân rồi lại nài nỉ vương ấu quân ra ngoài cùng với nàng hai cô nương đi dọc theo hiên nhà đến khuê phòng của vương ấu quân vương ấu quân lặng lẽ đánh giá nàng muội muốn đi đâu thư quân đỏ mặt nhỏ giọng nói ta muốn vào cung tạ ơn nói xong đã xấu hổ cụp mắt vương ấu quân che miệng hưng phấn cười một hồi lâu muội đó nhưng mà ta nói cho muội biết sáng nay mẫu thân và ta vừa đi thỉnh an hoàng thái hậu về biết được bệ hạ không có trong hoàng cung trong lòng thư quân cảm thấy hơi thất vọng vậy à hai người vừa mới dùng bữa trưa xong vương ấu quân nhìn thấy trời trong nắng ấm thật sự không muốn ủng phí khoảng thời gian tốt đẹp này nàng ấy lập tức kéo nàng đi ra ngoài đi thôi xem nhà kính trồng hoa của muội đã sửa xong chưa dẫn ta đi xem thử một chút ta có rất nhiều chậu hoa lan nhưng không còn chỗ đặt nữa đưa ta đến nhà kính trồng hoa của muội đi cảm xúc của tiểu cô nương đến nhanh mà đi cũng nhanh hơn nửa tháng thư quân không đến vườn riêng nàng lập tức cảm thấy hứng thú vương ấu quân căn dặn xuân hoa và thực dược đi ôm hoa lan bản thân mình thì dẫn thư quân lên xe ngựa trước cuối buổi trưa đoàn người đi đến vườn riêng của thư quân. Vườn riêng nằm ở phường Sùng Nam, tiếp giáp cổng phía đông, nơi này gần kề rất nhiều hồ nước, phong cảnh cũng đẹp đẽ. Thời còn trẻ Hoài Dương Vương cũng khá phong lưu, thường ngày hay gọi bằng hữu đến nơi này, vườn thiên nhiên được xây dựng hết sức tinh xảo và lộng lẫy. Đình đài lầu các, các hành lang giao nhau, chạm khắc phức tạp, cửa sổ xanh tường quét vôi trắng. Nơi này cũng không hề kém so với vườn cây của Hoàng gia. Cả khu vườn được chia thành hai phần, đi dọc theo trung tâm về phía tây là nơi nghỉ ngơi và tiếp đãi khách, phía đông thì cả khu đều là vườn cây. Nhà kính trồng hoa mới xây kia nằm ngay ở phía đông của vườn. Lần trước sau khi nhà ấm trồng hoa bị hư hại, thư quân đã xây lại một căn nhà mới, mái tre bên trên làm bằng lưu ly, bốn phía đều trong suốt. Đi dọc theo nhà ấm trồng hoa vào trong chính là một chiếc giàn nho hẹp dài, mùa này trên giàn nho chỉ còn lại một vài dây mây trơn bóng. Nếu đến mùa hè thì từng tầng cây xanh và rừng trùng điệp sẽ mọc trồng chất ở đây, cũng không biết là sẽ mát mẻ đến đâu. Nơi này được trồng một vài loại hoa phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Thư quân cũng không nghiên cứu quá nhiều về việc trồng trọt và hoa cỏ. Ngược lại là vương ấu quân vô cùng có hứng thú với việc này. Nàng ấy lao đầu vào nghiên cứu, chậu hoa này nên tưới nước, chậu hoa kia cần cắt tỉa. Nàng ấy dẫn xuân hoa bận rộn đến quên cả trời đất. Thư quân bị ánh nắng mùa thu chiếu vào, cả người đều trở nên uể oải. Nàng định đi tìm quản gia để xem thử sổ sách, Mặc dù nàng được tặng tòa nhà này nhưng tất cả chi tiêu cho nô bộc và mọi nơi trong vườn hoa đều phải chi trả. Nhà thì có được dễ dàng nhưng việc giữ gìn thì lại khó khăn, nàng dặn dò thực dược, "Ngươi đi giúp Vương tỷ tỷ đi." Sau khi để lại lời này, nàng đi dọc theo đường lát đá ra ngoài sân một mình, đến phía tây của sân là một rừng trúc. Rừng trúc khô héo thưa thớt, ánh sáng xuyên qua kẽ lá trúc đang lay động làm cảnh sắc hồ nước và núi non trở nên rực rỡ nàng đi theo con đường đá uốn lượn quanh rừng trúc thì đột nhiên nhìn thấy có một bóng người đứng cây cầu có vòm trước mặt hắn mặc một chiếc áo choàng có hoa văn tối màu màu xanh nhạt đội đỉnh bằng bạch ngọc khi chất lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày được ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống làm hắn trở nên vừa dịu dàng vừa thong dong. thư quân đã lâu chưa được gặp hắn lồng ngực nàng dâng lên một luồng hơi nóng chạy từng bước về phía trước bệ hạ giọng nói của nàng quá đỗi ngọt ngào giống như xuyên qua cơn gió mùa thu vắng lặng mang theo sức sống của ngày xuân lao về phía hắn. Ánh mắt Bùi Việt vừa tỉnh táo vừa kiềm chế, hắn tự nhiên vươn tay ra, nàng vội gì chứ, chẫm cũng đâu có bỏ đi. Thư Quân chạy lên cầu đá, vô thức đưa hai tay ra. Bùi Việt nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dắt nàng đi qua bờ bên kia. Bàn tay hắn to, nắm cả bàn tay mềm mại của nàng mà vẫn còn thừa. Bùi Việt nắm không hề chặt nhưng Thư Quân cũng không vùng ra, chỉ là từ từ, cảm xúc ấm áp kia bất trí bất giác đã lan đến tay nàng. Khuôn mặt nàng nóng rực. Không đúng, sao đã nắm tay rồi có chuyện gì xảy ra vậy đêm đó nàng thật sự đã có ý định làm phi tử của hắn chỉ là khi đến bước này thư quân lại cảm thấy vô cùng mất tự nhiên nàng len lút liếc nhìn nam tử bên cạnh một cái dáng người hắn cao lớn bình thản như nước đọng gặp được hắn là may mắn của nàng chỉ là hoàng cung nghiêm khắc vẫn làm nàng e sợ mũi tên đã bắn ra không thể nào quay đầu lại được nàng không thể nào nhận được lợi ích từ hắn rồi lại bắt đầu lùi bước được thư quân từ từ thả lỏng vừa mới thả lỏng bàn tay được tay hắn nắm lấy bắt đầu đổ mồ hôi hắn sẽ không thật sự nắm tay nàng như vậy rồi dắt nàng vào hoàng cung chứ nhưng nàng còn chưa kịp chuẩn bị sắc mặt thư quân như đám mây bị bốc hơi bùi việt mới quay về từ chuyến tuần tra vùng ngoại ô phía nam đêm qua quân đội phía nam lại gây chuyện có vài tướng sĩ uống rượu rồi làm loạn đánh nhau đến mức xảy ra chuyện chết người bùi việt nổi trận lôi đình nên đích thân đến doanh trại phía nam trong quân cũng có rất nhiều phe phái cũng không phải ai cũng đều là tâm phúc của hắn ở đây chỉ có một vài binh lính là được hắn dẫn ra, còn có một vài người là lính cũ đã có công lao, rất rắc rối. Hắn đang suy nghĩ làm cách nào có thể mượn lực tấn công, thu phục được nhóm người cũ kia, ánh mắt đã chạm vào cái tay kia của thư quân. Động tác nắm tay nàng của hắn lúc nãy là làm trong lúc vô thức, quay đầu nhìn lại khắp cầu có vòm, hai người đi xuống từ cầu có vòm được khoảng một chung trà. Nếu nàng cảm thấy bị mạo phạm thì chắc chắn sẽ rút tay ra, nhưng mà cô nương này không hề làm vậy. Đây là ngầm cho phép sao? Chuyện tình cảm không cần phải cố gắng hỏi cho ra lẽ, có đôi khi chính là lòng đã hiểu mà không nói ra. Mặc dù thư quân không tránh thoát khỏi hắn nhưng vẻ mặt hiện rõ sự căng thẳng và thẹn thùng. Thôi, cứ từ từ bước đến. Bùi Việt âm thầm buông lỏng nàng ra, hắn nói, các nàng đang làm gì thế, chấm đã đứng nghe được một lúc. Thư quân vội vàng giấu tay dưới chiếc khăn thêu, nàng chắp hai tay trước bụng, thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi xấu hổ đáp, ấu quân tỉ tỉ giúp thần nữ sửa sang lại hoa trồng trong nhà kính. Gió mùa thu dần trở lạnh nhưng cũng không tản hết được luồng nhiệt nóng ấm trên chóp mũi và tai nàng. Bùi Việt thong thả thưởng thức biểu cảm vụng về của thư quân, hắn nói, nàng đã từng này tuổi đầu rồi, sao phải nhờ người bên ngoài đến giúp nàng, đây là sân viện của nàng. Thư quân tưởng Bùi Việt đang trách mắng nàng nên cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, nàng không phục, nói, "Âu Quân tỷ tỷ là một trong những người chăm sóc hoa cỏ lành nghề, dù thân nữ có tự làm thì cũng không thể nào bằng nàng ấy được." Thân nữ định sẽ xem sổ sách quản lý nội cung. Cuối cùng nàng ấy nhỏ giọng tuổi thân lẩm bẩm thân nữ không ngốc như ngài nghĩ ánh mắt bùi việt nhìn nàng chăm chú không rời mắt nàng không hề ngốc chẳng qua lòng dạ của nàng rất đơn thuần chung sống cùng nàng khiến người ta vui vẻ bùi việt giơ tay lên định vỗ về nàng khi lại gần hắn thấy rõ gương mặt nàng nháy mắt trở nên đỏ bừng cánh mi đen dày như lông quạ cụp xuống dáng vẻ xấu hổ nhưng không thể né tránh trông nàng quá ngoan ngoãn làm lòng bùi việt bỗng nảy sinh cảm giác tội lỗi thư quân vẫn còn rất nhỏ lòng bàn tay giơ lên gần gò má thì mu bàn tay chuyển hướng dán vào sau ót nàng ngốc cũng có chỗ tốt thư quân cho rằng bàn tay rộng lớn của bùi việt giơ lên sẽ xoa đầu nàng nhưng thực tế hắn chỉ vỗ nhẹ vào ót nàng một cái chắc nàng đã suy nghĩ quá nhiều thư quân vừa chột dạ vừa xấu hổ nàng cắn môi nói thần nữ không ngốc bùi việt chỉ cười không nói hai người đi đến đình thủy tạ bên hồ uống trà gió thu hơi xe lạnh toàn bộ mảnh cuộn lên gọn gàng bị thả xuống bên trong đình thủy tạ không quá sáng trong lòng bùi việt vẫn đang suy ngẫm chuyện công vụ hắn ngồi dưới cửa sổ không nói gì mặt hồ bên dưới phản chiếu ánh sáng lấp lánh gợn sóng lăn tăn theo cơn gió những đốm sáng hắt lên hai gò má của hắn trong bùi việt đẹp đến mức không chân thật trong lòng thư quân cũng không quá yên ổn nàng lo bùi việt sẽ gọi nàng vào cung bệ bệ hạ thân nữ có thể về phủ một chuyến không nếu nàng không dặn dò trước chỉ cần một đạo thánh chỉ ban xuống cha mẹ nàng chắc sẽ hoảng sợ lắm hơn nữa nàng còn có chút y phục và đồ dùng hàng ngày cần phải thu dọn. Càng nghĩ, thư quân càng căng thẳng, vâng chán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Bùi Việt nghe nàng nói xong thì hơi ngẩn ra một chút. Bùi Việt rất giỏi quan sát lời nói và cử chỉ, hắn nhanh chóng hiểu ý đồ của nàng. Nhìn dáng vẻ lúng túng của thư quân, hắn đột nhiên cảm thấy có phần không nỡ. Để xoa dịu tâm trạng của nàng, hắn cố ý trêu gẹo, nếu không thì sao, nàng muốn đi đâu. Hả, đến lượt thư quân giật mình, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào khẽ mở, trông vừa ngơ ngác vừa đáng yêu làm sao bộ dạng mặt cho người ta hái trái tim bùi việt bùng lên một luồng nhiệt hắn cần tách trà bị gió thổi lạnh ngắt lên uống một ngụ dù thư quân chậm hiểu đến đâu thì nàng cũng biết bản thân đã nghĩ nhầm rồi nàng đang nghĩ gì thế không biết thư quân xấu hổ gãi gò má thậm chí nàng còn nắm tay rồi khẽ gõ bản thân một cái bùi việt vẫn biểu hiện như bình thường thư quân chỉ đành cho rằng bùi việt tạm thời không có ý định đưa nàng vào cung điều đó để cho nàng có thời gian thích nghi từ nay về sau nàng sẽ không ngớ ngẩn đi hỏi hắn nữa hắn không mở miệng nói thì nàng sẽ giả ngu có thể kéo dài thêm ngày nào hay ngày đấy sau đó thư quân tỏ vẻ thoải mái hơn nhiều bùi việt thu hết một loạt biến đổi tâm trạng của nàng vào trong mắt lòng hắn như tấm gương sáng hắn xuất cung một ngày một đêm công vụ trồng chất không thể ở lại quá lâu hắn để lại một hộp sủi cảo tôm thủy tinh một đĩa bánh ngọt ngũ phúc và một lồng cua hấp lúc rời đi hắn chỉ vào lồng cua và nói đây là lồng cua cuối cùng trong năm nay ngày sau không còn cua ngon như thế để ăn nữa. Thật ra cũng không phải không còn nữa, trong ao của Thái Thượng Hoàng vẫn còn, chẳng qua hắn cũng không thể để mắt đến ao của ông mãi rồi lén lút ăn trộm được. Mọi món ăn ngon đều theo mùa của nó. Thư quân thoải mái tiễn hắn ra cửa, sau đó nàng vội vã quay lại tiếp tục bàn bạc chi phí với vương ấu quân. Sau khi ăn ngon lành, chán chê một trầu, hai cô nương đi tản bộ dọc theo hành lang tránh gió, thong thả dự định về phủ. Vương ấu quân nắm tay nàng, hỏi, nói vậy, muội đã hạ quyết tâm muốn ở cạnh bệ hạ thư quân bình tĩnh gật đầu đúng vậy vương ấu quân thấy gò má nàng nhanh chóng đỏ ửng lên nàng ấy cầm ống tay áo của nàng lắc lư sao vậy lúc trước còn nói chắc như đinh đóng cột là không chịu vào cung đột nhiên thay đổi chủ ý đừng nói là vì bệ hạ cứu thím nên muội muốn lấy thân báo đáp không phải muội đôi mắt thư quân như phủ một lớp sương mù nàng cực kỳ bối rối nàng suy nghĩ một lúc rồi nói bất kể là ai cứu mẫu thân muội muội chắc chắn sẽ báo đáp họ nếu đối phương thật sự muốn cưới muội tất nhiên muội sẽ đồng ý gả cho người đó vương ấu quân nhìn nàng đầy ẩn ý nàng ấy kéo nàng tiếp tục đi về phía trước vậy thì không chắc đâu hả tỷ có ý gì thư quân hỏi vương ấu quân lạnh lùng nhìn nàng nếu trần văn châu cũng muốn cưới muội nếu người mời đại phu đến đêm đó là hắn ta thì muội cũng bằng lòng gả cho hắn ta sao bước chân thư quân khựng lại nàng im lặng xem đi trong lòng muội không nghĩ thế đâu giọng điệu vương ấu quân cực kỳ thoải mái nàng ấy thay nàng phân tích muội thích bệ hạ chẳng qua ngăn cách vì thân phận của ngài có phần hơi mâu thuẫn mà thôi nếu bây giờ ngài chỉ là một người bình thường trong một gia đình bình thường thì có lẽ muội sẽ vui mừng hơn ấy thư quân nhớ đến quãng thời gian ở tàng thư các thậm chí nàng còn chủ động nảy ý đồ với hắn nếu thật sự không có chút suy nghĩ gì thì vì sao mỗi một lần hắn đến gần thậm chí kề sát lại mà nàng không hề né tránh mãnh liệt nói trắng ra nàng động lòng rồi thư quân xấu hổ đến mức đầu như muốn úp vào ngực vương ấu quân liếc nhìn ngực nàng chép miệng một tiếng, được rồi, đừng ngại nữa, nếu đè nó thêm thì nó sẽ nhỏ đi đấy. Khuôn mặt thư quân nóng bừng lên, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thở phì phò liếc nhìn nàng ấy, tỷ cũng đâu chạm vào nó được. Dứt lời, thư quân vắt chân lên cổ chạy về phía trước. Vương ấu quân trừng mắt, thạnh quá hóa giận, hung hăng tóm lấy lưng nàng, muội đừng chạy, nhãi con này, xem xem tỷ có xé nát cái miệng muội ra không, nàng ấy nhanh chóng đuổi theo. Ngự thư phòng, bùi việt xử lý công vụ xong, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua sắc trời sẩm tối, không đầu không đuôi hỏi, đã về chưa? Lưu Khuê đứng một bên sắp xếp sổ con thay hắn, cái nào phải gửi về trung thư tỉnh, cái nào gửi về thông chính ti, còn có một số cái trả lại. Nghe Hoàng thượng hỏi, ông ấy hiểu rõ Bùi Việt muốn hỏi về ai. Cô nương đã quay về phủ, chẳng qua không biết vì sao lại chọc giận tiểu thư phủ Đông Đình Hầu, bị nàng ấy đuổi đánh cho một trận, khóc lóc về phủ. Vẻ mặt Bùi Việt một lời khó nói hết, tiểu cô nương kia đúng là nhẫn tâm. Lời này tất nhiên là mắng vương ấu quân. Lưu Khuê yên lặng mỉm cười. Buổi chiều gặp mặt, hắn lo lắng cô nương người ta ở bên ngoài không an toàn nên đã âm thầm sắp xếp thị vệ bảo vệ. Biết rõ có thị vệ trong nom nhưng hắn vẫn muốn hỏi một câu. Chủ tử quan tâm đến thư quân như vậy, đúng là đã không giữ được trái tim của bản thân nữa rồi. Lưu Khuê dám chắc ngay cả Thư Lan Phong và Tô thị cũng không lo lắng cho thư quân bằng Bùi Việt. Hiện tại, hai cô nương người ta chẳng qua chỉ đùa giỡn trêu nhau chút thôi mà đã khiến cho mặt hắn biến sắc hắn còn không chịu thừa nhận là nuôi nữ nhi lưu khuê thầm chê bai hoàng đế một chặp sau đó ông ấy nhắc đến công vụ bệ hạ ngài xem thử xem đã đến lúc soạn thảo chiếu chỉ rồi chăng trạng vạng hôm nay bùi việt quay lại tâm trạng rõ ràng khá vui vẻ có thể thấy hai người trung đụng rất hòa hợp xét thấy khoảng thời gian trước bùi việt đã điều động cẩm y vệ và thái y viện để cứu thư phu nhân lưu khuê hầu như khẳng định chắc chắn thư quân hoàn toàn bằng lòng vào cung bùi việt nghe vậy lạnh lùng nhìn ông ấy sao phải gấp sao không gấp cho được hoàng đế không vội nhưng thái giám vội ạ vẻ mặt lưu khuê khổ sở thái thượng hoàng tóm lấy nô tài hỏi mấy lần lão nhân ra ngài ấy bị ngài tiễn về cung vạn thọ trong lòng giận dỗi không muốn gặp ngài nhưng đêm nào cũng lại nhảy hỏi nô tài chẳng phải ngài ấy nóng lòng muốn ngài cưới cô nương ngài ưng ý vào cung sao giọng điệu bùi việt không chút phập phồng hắn đặt bút son trong tay xuống nói nàng đã đồng ý rồi nhưng chẳng không thể làm vậy lưu khuê mệt tim ông ấy hỏi thứ cho nô tài không hiểu, xin bệ hạ chỉ dạy. Bùi Việt ngước mắt nhìn ông ấy, thái độ của nàng ấy nhanh chóng thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, nguyên cớ do đâu? Chẳng phải do chấm đã cứu mẫu thân nàng nên lòng nàng mang ơn chấm. Nếu chấm thuận theo đó, không khác nào khiến nàng lấy thân báo đáp. Hắn dụi đôi mắt mỏi mệt, than thở, chấm có được một nữ nhân rất đơn giản, đúng không? Hắn không chỉ muốn có được thân thể của nàng mà cả trái tim của nàng nữa. Sau đó, Bùi Việt không lên tiếng, tiếp tục phê duyệt sổ con thư phòng yên lặng một lúc lâu lưu khuê suýt chút nữa đã quên mất đề tài này thì hắn đột nhiên yếu ớt nói trong chiều sắp có biến lớn không được để ai biết đến sự tồn tại của nàng lưu khuê hiểu hắn làm vậy để bảo vệ thư quân ánh trăng bạc chiếu lên ngọn cây giải đầy xương giá trong veo xuống mặt đất thư quân nằm trên giường cảm thấy lồng ngực đau rát tiểu cô nương kia quá đáng ghét không hổ là tiểu bá vương lăn lộn trong quân doanh kế châu tính cách không chịu thua ai bao giờ không nên để nàng ấy nhéo thật ra vương ấu quân không dùng nhiều lực nhưng da thịt thư quân trắng nõn nà mịn màng non mềm biết bao chỉ cần sờ vào đã để lại vết đỏ thực dược ngủ trên sạp dưới chân giường nghe thấy tiếng động nên khẽ hỏi cô nương người chưa ngủ à thư quân thấy thực dược ngáp nên nàng nhích vào trong trừ một chỗ bên ngoài rồi nói ngươi lên trên này ngủ với ta thực dược không từ chối nàng ấy vội vã vén chân ngồi dậy nhanh nhẹn chui vào trong chân thư quân hai chủ tớ lâu lắm mới ngủ chung người còn đau không thực dược biết chuyện thư quân bị vương ấu quân đánh mặt thư quân nóng bừng lên không đau nàng thuận miệng nói bừa vậy sao người vẫn chưa ngủ thực dược buồn ngủ hỏi thư quân không nói nàng nhớ lại lời mà vương ấu quân nói hôm nay nhiệt độ toàn thân nàng không hề giảm bớt kể ra hiện tại nàng có thể ngông cuồng ở đây nhưng đến khi nàng gả cho hoàng đế chẳng biết hắn sẽ trừng trị nàng như thế nào trong đầu thư quân nghĩ miên man nàng không tự chủ nhớ đến chuyện ở mái vòm nàng hơi sợ nếu hoàng đế không quá nóng vội thì đoán chừng ngày ra chiếu chỉ cũng không kéo dài lâu lắm những ngày tháng an nhàn của nàng sợ rằng sắp chấm dứt thư quân nhờ ánh trăng chiếu vào mà nhìn thực dược bên cạnh tiểu cô nương buồn ngủ con mắt nhắm một nửa thực dược à nếu ta vào cung ngươi có theo ta không thực dược không cần nghĩ đã đáp tất nhiên nô tỳ sẽ theo cô nương rồi nô tỳ lớn lên cùng cô nương chưa từng rời khỏi người người đi đâu thì nô tỳ theo đó viên mắt thư quân nóng lên nàng ôm chặt thực dược vào trong ngực cảm ơn ngươi nếu không có ngươi theo ta một mình ta trong cung chắc chắn sẽ rất buồn chán thực dược biết thư quân đang lo lắng điều gì nàng ấu trấn an nàng người đừng sợ hoàng cung chỉ lớn hơn các hộ bình thường mấy viện mà thôi chỉ cần bệ hạ đối xử tốt với người người xem như gả cho một nam nhân bình thường nếu phu quân không tốt dù cho người có gả vào một gia đình bình thường thì vẫn sẽ có một đống chuyện phải buồn lo thế gian không có gì là hoàn hảo có được có mất nếu người đã quyết tâm đi trên con đường này thì hãy yên tâm chấp nhận những gì nó mang lại giả sử một ngày nào đó bệ hạ có niềm vui mới thì người chỉ cần rời đi là được thư quân ghi nhớ những điều đó trong lòng chỉ một tấm lệnh bài chưa đủ nàng phải yêu cầu hắn cho một đạo thánh chỉ như vậy mới không phải lo lắng tương lai về sau ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy thư quân bắt đầu cân nhắc phải làm gì cho hoàng đế làm túi thơm các cô nương bình thường rất hay tặng túi thơm cho vị hôn phu thì phải thực dược ghé vào bàn nghĩ kế cho nàng thư quân lắc đầu bệ hạ không có thói quen đeo túi thơm thường xuyên nàng cô nhớ lại trang phục thường ngày của bùi việt hắn thích mang món đồ gì ngoại trừ thi thoảng thấy hắn cầm một chuỗi hạt bồ đề ra thì quả thật không tìm thấy món đồ nào hắn ưa thích toàn thân không đeo trang sức gì tặng khăn lụa thì sao ở chỗ hắn đã có một cái khăn lụa của nàng hơn nữa tặng khăn lụa cho đế vương nàng cứ cảm thấy không phù hợp không thì làm chút xiêm áo và đồ dùng hàng ngày thực dược một lần nữa đề nghị dù ta muốn tặng thì cũng không biết nên tặng thứ gì thư quân khổ não nói hơn nữa ta không có số đo cụ thể thì sao mà làm thực dược cười hì hì nhìn nàng nô tỳ thấy cô nương muốn vào cung gặp bệ hạ đúng không ta không muốn thư quân tức giận đi đến cào thực dược ngay cả ngươi cũng chọc ta hai chủ tớ ẩm ý một lúc quyết định tặng một cái áo choàng ngắn cho bùi việt áo bối tử không phải thứ đồ gì riêng tư làm to hay nhỏ đều được to thì mặc bên ngoài nhỏ thì mặc bên trong Thư quân lén lút mở nhà kho, tìm mấy cuộn vải mẫu thân để dành may áo cho phụ thân, lấy cuộn gấm hàng châu tốt nhất đi. Vì để không bị tô thị phát hiện, thư quân nói dối là may xiêm áo cho phụ thân, quay đầu làm đồ cho bùi việt trước. Phần vải còn dư lại thì làm cho phụ thân một cái, nếu mẫu thân có hỏi đến thì nàng sẽ bảo làm hỏng cuộn vải rồi, chắc hẳn mẫu thân sẽ không nói gì nàng. Sắp vào đông, mặc áo bối tử bên trong rất ấm. Trong lòng thư quân cảm thấy ngọt ngào, may áo có khổ đến mấy cũng không thấy cực không có viền bằng lông thỏ thượng hạng nên nàng tự mình thêu viền hoa vóc dáng bùi việt cao to làm dày quá chắc hắn sẽ không thích nên thư quân làm độ dày vừa phải mất khoảng chừng 3 ngày là làm xong tìm một ngày nắng đẹp thư quân lấy cớ đi gặp vương ấu quân để ra ngoài để tránh bị lộ tẩy trước đó nàng sai thực dược đưa tin cho vương ấu quân thế nên khi nàng đến cửa cung thì gặp được bà cô này ngay vương ấu quân huyên hoang đứng dưới cổng đông hoa phất tay với nàng mẫu thân ta cũng làm cho thái hoàng thái hậu một cái áo bối tử bằng lông thỏ bảo ta vào cung đưa cho bà vừa hay chúng ta cùng đi thư quân vừa nghe đến áo bối tử thì gương mặt nóng lên vương ấu quân nhìn túi đồ trong tay nàng hỏi muội làm cái gì thế nàng ấy đưa tay muốn xem thử thì thư quân vội giấu túi đồ ra sau lưng xem của tỷ trước đi thư quân ngây thơ nói vương ấu quân nở nụ cười khoe khoang lấy áo bối tử do chính tay mẫu thân ruột may ra cho thư quân xem lông thỏ trắng phao được xe thành hình tròn chất liệu dùng vải gấm tứ xuyên tốt nhất tay nghề và hoa văn rực rỡ không gì sánh nổi thư quân cảm thấy tự ti xấu hổ nàng đột nhiên cảm thấy áo mình làm không thể lấy ra cho người khác xem nàng hơi khó chịu nhìn thoáng qua thực dược hận không thể đưa túi đồ cho thực dược sao vương ấu quân không nhìn ra suy nghĩ của nàng nàng ấy đưa áo bối tử cho xuân hoa cất rồi lặng lẽ ôm cánh tay thư quân nói muội so sánh với ta làm gì bao nhiêu người muốn tặng lễ cho thái hoàng thái hậu nếu không xuất sắc thì sao có thể khiến bà liếc mắt nhìn đến muội thì khác đừng nói là một cái áo dù là một miếng vải chỉ cần người tặng là muội thì chắc chắn bệ hạ sẽ vui đến mức không ngủ được thư quân cắn răng nghĩ thầm cho dù thế nào thì cũng là một phần tâm ý của nàng bùi việt có thích hay không thì kệ hắn được muội theo vào cung hai người đi về hướng cửa cung vương ấu quân dụ dỗ thư quân cho nàng ấy xem thoáng qua nhưng thư quân không chịu ánh mắt vương ấu quân lóe lên ý cười hừ lát nữa vào cung sẽ phải kiểm tra túi đồ và soát người ta còn sợ không xem được à Kết quả, khi đến trạm gác, lính canh nhìn thấy tấm thẻ bài trong tay thư quân thì không nhìn nàng thêm nữa. Ngược lại, vương ấu quân bị lính canh giữ lại ngoài cổng kiểm tra từ trong ra ngoài mấy lần. Có cần phải phân biệt đối xử rõ ràng đến vậy không? Vương ấu quân hơi giận dỗi, bản tiểu thư vào cung quanh năm, có cần phải kiểm tra tỉ mỉ như thế không? Ma ma ung dung mỉm cười, bệ hạ đã hạ lệnh, mỗi lần tiểu thư phủ đông đình hầu vào cung đều phải lục soát cẩn thận. Nhất là phải kiểm tra kỹ móng tay của tiểu thư, tránh để cho móng tay cào người ta. Mama nói xong, biểu cảm cười lúng túng, tiểu tiểu thư thứ tội, đây là nguyên văn lời bệ hạ nói. Vương ấu quân, nàng ấy nhìn thư quân mê mang đứng bên cạnh, hận đến ngứa răng, hoàng đế đang báo thủ cho thư quân đây mà. Nàng ấy không biết nên ngưỡng mộ thư quân ngốc nghếch nhiều phúc hay tức giận vì hoàng đế quá tính toán chi ly. Điện Phụng Thiên và Cung Từ Ninh đều nằm ở phía tây của cổng Đông Hoa, hai người đi từ Điện Văn Hoa rồi đi theo đường từ cổng Hoàng Cực dẫn đến Cung Từ Ninh. Đường trong cùng hướng về phía bắc, đến cổng sau Điện Phụng Thiên, mỗi người đi một ngả. Đợi đi đến cửa hông, thư quân không ngờ gặp được công công nhỏ tuổi trắng trẻo mũ mĩm. Tiểu công công hành lễ với hai người. Hôm nay là sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu, bệ hạ đang ở cung Tử Ninh. Vương ấu quân vỗ vào ót, ôi trời, đều tại ta quên nói cho muội biết. Hôm nay là mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu. Chẳng qua bà không muốn bày biện lãng phí quá nên không thông báo với phía triều đình và dân gian. Ngay cả cung điện cũng không định tổ chức tiệc rượu. Mẫu thân ta không được Thái Hoàng Thái Hậu cho phép thì không dám vào cung, chỉ đành để ta trình diễn miễn phí tiết mục dập đầu tặng xiêm áo rồi đi, nếu muội đã đến thì cứ đi theo ta là được. Thư quân đã đến tận đây, tất nhiên không thể từ chối không đi được. Nàng thầm nghĩ, Thái hoàng thái hậu chưa từng gặp nàng, có lẽ nàng chỉ cần dập đầu quỳ lạy ở cửa là được đi. Tiểu công công đoán chắc hẳn túi đồ dành cho hoàng đế, lo nàng vào cung Từ Ninh khó lòng giải thích nên đã nhận lấy túi đồ, cầm giúp nàng và đi trước dẫn đường. Ba người rẽ về phía tây, qua một cánh cổng là đến cửa cung Từ Ninh sau khi cung nhân thông báo thoáng chốc lão công công từng phụng sự thái thượng hoàng xuất hiện vẻ mặt ông ấy ôn tồn nhìn thư quân thái hoàng thái hậu có chỉ mời hai vị cô nương vào trong ghi chép thư quân hơi căng thẳng vương ấu quân nắm tay nàng đi vào trong nàng ấy nhắc nhở bên tai nàng tỏ ra đoan trang một chút để lại ấn tượng tốt với thái hoàng thái hậu nếu là tần phi thì thái hoàng thái hậu vốn chẳng cần phải đoái hoài hỏi han đến nàng nhưng nếu ngày sau lập làm hậu bà chắc chắn phải nghiên cứu kỹ lưỡng trong lòng vương ấu quân ôm suy nghĩ chắc chắn thư quân sẽ trở thành chính thê của hoàng đế trong đầu nàng ấy tất nhiên hết lòng giúp đỡ có thể người bên ngoài nói thư quân chẳng qua là một kẻ mơ mộng hão huyền không có ra thế mà tính cách lại còn yếu mềm dù thế nào cũng không phải người phù hợp chọn làm hoàng hậu vương ấu quân không gật đầu bừa ngày ấy ở biệt uyển hoàng đế biết rõ thư quân bằng lòng nhưng lại không dẫn nàng vào cung có thể thấy hắn đối xử với thư quân cực kỳ cẩn thận sự cẩn thận đó gieo cho vương ấu quân một niềm tin hoàng đế cữu cữu chưa bao giờ ra bài theo lẽ thường hắn đợi mãi mà chưa lập hậu một là muốn tìm một cô nương hợp ý hai là không muốn bên ngoại có thế lực lớn hậu cung can dự vào triều chính thư quân không phải là ứng cử viên tốt nhất sao nàng ấy có lòng tin đối với thư quân thư quân căn bản không biết vương ấu quân nghĩ như thế nào chỉ ghi tạc hai chữ đoan trang trong lòng đợi đến lúc theo cung nhân vào trong sảnh bên của cung từ ninh lúc này nàng mới phát hiện trong căn phòng không tính là quá lớn ngồi đầy người oanh oanh Yên yến, yến mà ngồi ở chính giữa là đế vương mặc long bào vàng trói, bùi việt. Trong điện, ngoài trừ hoàng đế và thái thượng hoàng ra thì còn có vài nữ quyến khác. Đại trưởng công chúa dắt theo nhi nữ tạ vân, công chúa Bình Lan nhi nữ đầu lòng của thái thượng hoàng dắt theo nhi nữ của mình là quận chúa Hương Hà, ngoài ra còn có vài gương mặt xa lạ khác nữa. Lý Anh và Thôi Phượng Lâm cũng ở đây, các nàng đều ăn mặc long trọng, tươi sáng, ai cũng cầm một quyển kinh thư trong tay, có lẽ là dùng để cầu phúc cho thái hoàng thái hậu. Chỉ có thư quân là hai tay trống trơn lòng nàng thấp thỏm nhưng cái áo choàng ngắn kia là nàng làm cho hoàng đế không thể tặng cho thái hoàng thái hậu may mà dù cười hay không cười thì chân mày của nàng đều mềm mại dịu dàng đôi má cũng đỏ hay hay người khác chỉ nghĩ là do nàng nhát gan thư quân và vương ấu quân cùng nhau vào dập đầu mắt của thái hoàng thái hậu đã không còn được như xưa ban đầu cũng chỉ nhìn thấy vương ấu quân con khỉ con nhà ngươi sao lại nhớ đến việc tiến cung thế này thường ngày thái hoàng thái hậu không mấy khi gặp khách dù là hậu phi công chúa trong cung cũng không phải là ai cũng có thể bước vào cung tử ninh này nhưng hôm nay là ngày mừng thọ của thái hoàng thái hậu bà không từ chối được tấm lòng của các vãn bối nên bèn gọi mấy người quen thuộc đến vương ấu quân biết nói ngọt diện mạo cũng là kiểu rất được người khác yêu thích nàng ấy vội vàng nâng chiếc áo choàng ngắn trong tay lên cho thái hoàng thái hậu trong lòng mẫu thân nhớ mong ngày sinh của lão tổ tông nhưng không dám quấy dày người vậy nên sai con khỉ con này tới dập đầu cho người lại dùng ảo thuật để biến ra một chiếc áo choàng ngắn chúc người sống lâu sống thọ, bình an mạnh khỏe. Ha ha ha, Thái Hoàng Thái Hậu ngửa đầu bật cười, lệnh cung nhân nhận lấy áo rồi bóp má vương ấu quân. Người đó, nghịch ngợm, còn không phải sao, vương ấu quân đánh bạo liếc nhìn hoàng đế một cái, ngay cả cữu cữu cũng chê quân nhi nghịch ngợm, sợ quân nhi làm loạn quy củ. Đây là đang mách lẻo. Thái Hoàng Thái Hậu giật mình, kinh ngạc nhìn hoàng đế, trước kia hoàng đế không chú ý tới vãn bối, sợ là con chẳng nhận ra được hết ấy chứ, ấu quân làm mích lòng bệ hạ à. Bùi Việt không buồn nhìn Vương Ấu Quân, Hoàng Tổ Mẫu đừng nghe con bé nói bừa, tiểu cô nương làm việc không biết nặng nhẹ, chấm chỉ dân dạy vài câu mà thôi. Thư quân đoán được rằng Bùi Việt đang binh vực nàng nên mặt đỏ bừng lên. Mọi người đang ngồi ở đó không khỏi âm thầm hâm mộ, không biết Vương Ấu Quân lọt được vào mắt Hoàng đế từ khi nào. Hoàng đế có nhiều điệt tử điệt nữ, cháu trai cháu gái, như vậy, ai được Hoàng đế dân dạy một câu thì chẳng khác nào nhận được ân huệ ngoài mong đợi. Thái Hoàng Thái Hậu cười, vỗ về đứa chất đang quỳ gối trước mặt mình, được bệ hạ dân dạy là may mắn của ngươi, còn tới mách lẻo nữa. Vương ấu quân chu môi, sau đó chỉ vào thư quân người đang đứng ở vị trí sau cùng. Lão Tổ Tông, hôm nay quân nhi dẫn theo một người tới cho người gặp, người nhìn xem mũi ấy có xinh đẹp hay không. Thái Thượng Hoàng đang ngồi bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhi tử, thấy Hoàng đế ung dung thản nhiên thì không khỏi thất vọng. Thái Hoàng Thái Hậu lớn tuổi, thích nhìn cô nương xinh đẹp, bà vội nói, ai vậy? Thái Thượng Hoàng đưa mắt ra hiệu với thư quân ý bảo nàng bước lên. Thư quân cúi mặt, ngoan ngoãn bước lên trước rồi quỳ gối trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Từ đầu đến cuối, Bùi Việt đều chưa từng nhìn về phía nàng, chỉ mải mê thưởng thức chuỗi hạt bồ đề trong tay. Thư quân dập đầu cho lão nhân ra trước, nói câu thỉnh an rồi thẳng lưng, ngẩng mặt để Thái Hoàng Thái Hậu đánh giá. Tuy mắt của Thái Hoàng Thái Hậu không tốt lắm nhưng bà vẫn có thể phân biệt được cái xấu và cái đẹp. Đôi mắt hạnh của thư quân long lanh như hồ nước mùa thu, hai bên má như hai đóa hoa hồng nở rộ, làn da mềm mại. Mỏng manh như có thể chảy nước, vừa nhìn đã biết đây là cô nương ngây thơ hồn nhiên, lòng dạ không quanh co lòng vòng. Người lớn tuổi rất thích những cô nương chân chất như vậy, bà thầm cảm thán, cả phòng sắc xuân này, chỉ riêng thư quân đã chiếm 7 trên 10 phần, xinh đẹp động lòng người đến thế, thảo nào vương ấu quân lại nhắc tới nàng. Thái hoàng thái hậu cười mỉm, đang định khen vài câu thì quận chúa Hương Hà bỗng quỳ xuống trước mặt bà như muốn tham gia vào cảnh tượng náo nhiệt này. Nàng ta dịch đầu gối, đẩy thư quân sang một bên, ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên. Thái tổ mẫu, người nhìn xem rốt cuộc là Hương Nhi đẹp hay là nàng ấy đẹp, nàng ta chỉ thư quân. Mẫu thân của quận chúa Hương Hà chính là nhi nữ đầu lòng của Thái Thượng Hoàng, năm đó từng được Thái Hoàng Thái Hậu nuôi dưỡng trong một thời gian. Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương Bùi Việt nhất, sau đó chính là trưởng công chúa Bình Lan, vậy nên tất nhiên quận chúa Hương Hà cũng là một trong số những vãn bối được bà yêu chiều nhất. Quận chúa Hương Hà tự kiêu vì vẻ đẹp của mình, nàng ta từng được khen là mỹ nhân hàng đầu của kinh thành, điều nàng ta không thích nhất chính là có người tự khen đẹp trước mặt nàng ta thư quân lui sang một bên lo lắng thấp thỏm ý cười trong mắt thái hoàng thái hậu càng rõ ràng hơn bà chép miệng về phía hoàng đế mắt thái tổ mẫu của ngươi đã không được tốt hay là hỏi hoàng đế cữu cữu của ngươi thử xem quận chúa hương hà lập tức đổi hướng hoạt bát mà nhìn hoàng đế cữu cữu ngài nói xem thư quân ngẩn ra trong lòng lo sợ nàng túm lấy làn váy theo bản năng nhưng rồi lại nghĩ sợ cái gì đã chuẩn bị sẵn sàng để vào cung thì sớm hơn hay muộn hơn chút cũng đâu có gì khác nhau nàng nhớ kỹ hai chữ đoan trang mà vương ấu quân nói vậy nên nàng vẫn quỷ hướng hoàng đế không hề nhúc nhích lặng yên như tượng mọi người đều nghĩ do lòng hiếu thắng của tiểu cô nương cao nên không mấy để ý dù gì thì câu hỏi này cũng rất dễ trả lời qua loa vài câu là có thể lấp liếm cho qua chỉ riêng thái thượng hoàng và vương ấu quân biết rằng lời này đã gây ra rắc rối thái thượng hoàng nhìn chằm chằm nhi tử như đang xem kịch hay hoàn toàn không có ý định nói đỡ bùi việt nhìn thoáng qua thư quân như thường cuối cùng dừng mắt lại trên người hương hà biểu cảm vẫn lạnh lùng trước sau như một sao ngươi còn có mặt mũi để hỏi thế loãn các lập tức yên lặng thư quân cúi đầu càng thấp quận chúa hương hà chề môi mặt đỏ hồng không biết nên tiếp lời kiểu gì những người khác thì vô cùng bất ngờ ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bùi việt và thư quân bùi việt thật sự thấy thư quân đẹp hay là không chịu được ngoại xanh nữ đang yên lành lại gây sự nghe giọng điệu thì khả năng cao là vì lý do thứ hai Trưởng công chúa Bình Lan nhanh chóng cất tiếng cười, đánh tan bầu không khí gượng gạo, "Con bé ngốc này, thấy ai xinh đẹp là lại so sánh với người ta, con không biết cữu cữu con không thích cô nương háo thắng nhất à, con đây là đâm phải họng súng rồi." Ngụ ý là Bùi Việt chỉ không kiên nhẫn mà thôi, nói vậy là để lấy lại mặt mũi cho Nhi nữ mình. Quận chúa Hương Hà đứng dậy, nhào vào lòng trưởng công chúa để làm nũng. Thái thượng hoàng cười xòa, trêu chọc nói, "Đúng thế thật, chấm nhắm hai mắt lại cũng biết con bé đẹp hơn ngươi một chút." càng có vẻ như lời bùi việt nói là câu vui đùa mọi người đều cười theo thái hoàng thái hậu híp mắt tuy bà đã cao tuổi nhưng bà không hề lẫn cẫn đầu tiên là vương ấu quân cố ý dẫn tới giới thiệu sau đó lại thêm thái thượng hoàng ở một bên đưa mắt ra hiệu có thể thấy đây không phải cô nương bình thường lại nhớ đến hơn nửa năm trước bùi việt từng yêu thích một cô nương trong lòng thái hoàng thái hậu nảy ra suy đoán vậy nên bèn mượn lời quận chúa hương hà để thử xem quả nhiên là đã thử ra chân tướng bà gật đầu với thư quân ban ngồi hai chữ này có ý tán thành quận chúa hương hà vẫn còn nhìn chằm chằm vào thư quân thư cô nương nếu hôm nay ngươi đã cố ý tới dập đầu thỉnh an cho thái hoàng thái hậu vậy thì ngươi có tặng quà gì hay không nàng ta thấy rõ là thư quân đi vào với hai tay trống trơn điều thư quân sợ nhất vẫn đến bùi việt siết chặt chuỗi hạt bồ đề trong tay sự tức giận hiện lên trong mắt vương ấu quân đã nghĩ tới việc này từ sớm nên vội vàng nói đỡ cho nàng quân muội muội cũng không biết hôm nay là ngày sinh của lão tổ tông chỉ vào cung thỉnh an thư thái phi nương nương theo lệ thường hai chúng con tình cờ gặp mặt muội ấy biết ngày sinh của thái hoàng thái hậu nên muốn đến trước cửa từ ninh cung để dập đầu không ngờ lão tổ tông nhân hậu đồng ý cho muội ấy đi vào muội ấy vui vô cùng không biết trong lòng cảm ơn ân đức của thái hoàng thái hậu đến nhường nào đâu thái hoàng thái hậu khen thư quân con có lòng rồi nếu là người khác thì chắc chắn sẽ mượn lời vương ấu quân nói quy xuống tỏ lòng một phen lại nhân cơ hội này mà hứa hẹn món quà nào đó để làm Thái hoàng Thái hậu vui lòng. Nhưng thư quân thì không, nàng thật sự không biết nên nịnh nọt lấy lòng người khác như thế nào, vậy nên dứt khoát đứng ở một bên không nói gì. Nàng không biết rằng Thái hoàng Thái hậu đã nghe rất nhiều lời tâng bốc, vậy nên bà rất thích cô nương thành thật chân chất như nàng, bà bỗng hiểu ra lý do tại sao Bùi Việt lại thích thư quân. Thái thượng hoàng lo Bùi Việt tức giận nên lập tức chừng mắt nhìn cháu ngoại gái, quận chúa Hương Hà trốn vào trong lòng mẫu thân, không dám hé răng nữa mọi người tiếp tục trò chuyện về mấy chuyện thường ngày với thái hoàng thái hậu lúc nước trà điểm tâm được mang lên thái thượng hoàng quan tâm thư quân vài lần như là lo lắng cung nhân không hầu hạ thư quân chú đáo tạ văn thấy vậy đẩy đẩy thôi phượng lâm đang ngồi bên cạnh rồi nhỏ giọng nói ta cứ thấy là lạ mỗi khi có thứ gì tốt là nhất định không thể thiếu thư quân ta thấy thái thượng hoàng bảo vệ nàng ta kín kẽ như vậy chẳng lẽ là nàng ta chớp chớp mắt với thôi phượng lâm ý bảo thái thượng hoàng thích thư quân thư quân trẻ tuổi xinh đẹp Thái thượng hoàng lại có tiếng là gặp ai thì yêu người nấy. Lúc trước hôn sự giữa thư quân và Bùi Ngạn Sinh rõ ràng là chuyện ván đã đóng thuyền nhưng đột nhiên lại không tiếp tục nữa, Tạ Vân nghi ngờ là do Thái thượng hoàng làm khó giữa chừng. Lý Anh ngồi trước mặt hai người họ, nghe xong lời này thì quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Vân, nàng ta cũng băn khoăn điều này. Thái thượng hoàng vài lần đối xử với thư quân khác hẳn bình thường, không có điều gì kỳ lạ mới không bình thường. Hai người họ đều không nghĩ đến Bùi Việt, tính tình Bùi Việt không lén lút, lại càng không có lý do phải lén lút. Hai thượng hoàng thì khác, dù gì cũng đã lớn tuổi, lại bị triều thần và nhi tử nhìn chằm chằm, không thể làm ra chuyện quá khác người. Chỉ có mình thôi phượng lâm nghi ngờ, nàng ta nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của thư quân và hoàng đế từng giao qua nhau trong giây lát. Bầu không khí giữa nam và nữ là thứ rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một ánh nhìn ngắn ngủi không đáng kể, nhưng có tình ý hay không lại khác nhau thấy rõ. Đến người biết tự kiềm chế như nàng ta, đôi khi cũng không thể kiềm chế được đấy thôi. Thôi phượng lâm cục mắt, thấy đã tới chưa? thái hoàng thái hậu dứt khoát ban ra yến yến hội kết thúc mọi người lục tục ra khỏi cung trước mắt bao người thư quân không dám dừng lại nàng đi theo phía sau vương ấu quân vương ấu quân nắm tay nàng cảm nhận được có vài ánh mắt âm thầm đang đánh giá thì biết hôm nay thư quân đã gây chú ý với mọi người chỉ là hoàng đế khó khăn lắm mới có thể gặp thư quân vương ấu quân há có thể không giúp chút sức mọn nàng ấy đi được một lúc thì lấy cớ đau bụng kéo thư quân đi tìm cung phòng lúc này mọi người đều đã rời khỏi cung từ ninh Thái Hoàng Thái Hậu thấy hơi mỏi mệt nên dựa vào gối mềm. Nhắm mắt nghỉ ngơi, Thái Thượng Hoàng ngồi trên giường la hán phía dưới thì đốt hương giúp Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu mở mắt ra, không nhìn thấy Bùi Việt đâu, ấy, Hoàng đế đâu rồi, còn chưa quay lại à. Lúc nãy Bùi Việt đã lấy cớ để đi ra ngoài. Thái Thượng Hoàng cười nhạo, người đoán xem hôm nay tôn nhi của người có trở về hay không. Thái Hoàng Thái Hậu chép miệng, mẫu tử cả hai vô cùng ăn ý, không cần nhiều lời cũng đã rõ rành rành lão thái thái tóc đã bạc trắng hiếm khi thể hiện niềm yêu thích rõ ra mặt ta thấy con bé trông không tệ thảo nào việt nhi lại thích thái thượng hoàng cũng cảm thán tự đáy lòng nếu không phải quốc sắc thiên hương thì tiểu tử thối kia có thể bảo vệ kỹ càng được như vậy chắc thái hoàng thái hậu cười nói cũng không hoàn toàn là do sắc đẹp nhìn là thấy con bé ngây thơ lương thiện không lắm mưu nhiều kế con xem con bé ở trước mặt ta mà mùng miệng còn vụng về đến vậy việt nhi lớn lên trong cung thằng bé thiếu cái gì nhất còn không phải là sự chất phác này ư việt nhi rất cần một người thật lòng không so đo tính toán mà đối xử tốt với thằng bé thái hoàng thái hậu cúi người về phía trước hỏi dò thành công chưa thế thái thượng hoàng xì một tiếng chê bai nói tôn nhi của người cũng thật là kém cỏi đã hơn nửa năm rồi sợ là đến tay cô nương nhà người ta cũng chưa chạm vào được thái hoàng thái hậu cười không khép miệng được bà bênh tôn nhi mình con nghĩ là thằng bé vội vàng như con chắc vừa gặp một cái là đã đưa vào hậu cung thái thượng hoàng không phục ông chỉ vào hướng điện Phụng Thiên. Sao mà không vội, không phải nó đang vội vàng đi gặp người trong lòng đấy ư. Mặt trời đang ngả dần về phía tây, trời xanh không mây, ánh sáng chói lòa chiếu vào qua chiếc cửa sổ làm bằng lưu ly ngũ sắc, làm thư quân hoa cả mắt. Nàng ôm gói đồ, chờ gần hai khắc ở điện sau của điện Phụng Thiên. Trải qua chuyện ở cung từ Ninh, nàng bỗng thấy bản thân thật ngốc mếch Bùi Việt không phải là thiếu gia nhà bình thường. Thái Hoàng Thái Hậu lại càng nhìn quen gấm hoa rực rỡ, thế mà nàng lại ngây ngốc, sử dụng đạo lý đối nhân xử thế nơi phố thị tầm thường để giao tiếp với hoàng gia. Thật là ngốc chết đi được. Những con cháu quý tộc nơi nhà cao cửa rộng đó nói chuyện với nhau không phải thơ từ ca phú thì cũng là bản kinh luận đạo. Tặng quà không tinh tế thì cũng sang quý, không giống nàng, chỉ tặng một chiếc áo choàng ngắn bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Không phải lúc trước mẹ con Vương Phi Hoài Dương Vương cũng vì vậy nên mới coi thường nàng đấy thôi. Thư quân không muốn chờ tiếp nữa, nàng kẹp gói đồ dưới nách, chuẩn bị rời đi. Tiếng rèm châu vang lên, một bóng dáng cao gầy bước vào, hắn bước đi rất nhanh, cứ như còn cuốn theo cơn gió. bốn mắt nhìn nhau, thư quân lùi về sau mấy bước, nàng không trốn thoát được nên đành cụp mắt hành lễ. bùi việt vừa nhìn đã thấy gói đồ kia, ban nãy nàng chưa từng lấy nó ra ở cung từ ninh, có thể thấy rằng đây là đồ tặng cho hắn. lòng bùi việt ấm áp, hắn bước lên trước một bước, thư quân thì lại lùi về phía sau một bước và phải cái bàn nhỏ trên giường lò rồi ngã ngồi xuống giường. nàng thấy bản thân thất lễ nên lại vội vàng đứng lên gói đồ trượt xuống khỏi cánh tay nàng xấu hổ mà nắm chặt nó trong tay nàng nghĩ thầm trong lòng bùi việt không hỏi thì nàng sẽ không tặng đây là cái gì bùi việt chỉ vào gói đồ hỏi thư quân tủi thân sụ mặt nàng đặt gói đồ lên bàn không vội mở nó ra chính là thân nữ làm chiếc áo choàng ngắn thân nữ vừa hỏi tiểu công công sợ là kích cỡ không phù hợp nàng tranh ánh mắt hắn tìm một lý do để lấp liếm bùi việt cười khẽ nhấc chân ngồi xuống trước mặt thư quân tầm mắt dừng lại trên gò má nàng. Khi đứng, ít nhất còn có sự chênh lệch chiều cao để nàng dễ bề tránh né. Nhưng khi hắn ngồi xuống, ánh mắt hắn thường xuyên nhìn đến nàng, làm nàng càng thấy áp lực hơn. Thư quân không tự chủ được mà lùi một bước nhỏ ra sau, nàng vẫn duy trì khoảng cách mà nàng nghĩ là an toàn. Bùi Việt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng bóng của nàng, kích cỡ có phù hợp hay không thì phải thử mới biết được. Hắn chậm rãi nói từng chữ, có cảm giác như ẩn ý sâu xa, thư quân nghe mà đỏ cả tai. Dường như Bùi Việt hiểu rõ nỗi băn khoăn của thư quân, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên cái bàn nhỏ, câu được câu không mà nói chuyện với nàng. Để chấm kể cho nàng một câu chuyện, ngày xưa, có một con ngựa con muốn đi qua sông, châu nói nước cạn, sóc nói nước sâu. Ngựa con không biết phải nghe ai nên quay về tìm ngựa mẹ, ngựa mẹ nói với nó, con đừng tin lời bâng quơ của người khác, cũng đừng băn khoăn vì những điều rắc rối. Con phải tự mình làm thử, sâu cũng được, cạn cũng thế, chỉ có thử rồi mới biết nước sông cao đến đâu, chỉ khi uống nước mới biết nước ấm hay lạnh. Có lẽ là thư quân nghe hiểu ý hắn muốn nói, nàng do dự một lát, nhìn gói đồ kia rồi từ từ mở nó ra, lấy chiếc áo choàng ngắn ra đưa cho hắn. Này, ngài nhìn xem, xem có thích hay không. Bùi Việt không cần phải suy nghĩ, chậm rất thích, hắn nhìn thẳng vào thư quân. Mặt thư quân nóng lên, nàng ấp úng nói, ngài còn chưa xem, sao biết là thích, không phải ngài nói là phải thử sao. Rõ ràng là hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Bùi Việt vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, chỉ là trong khóe mắt hơi cụp xuống của hắn có chút ý cười. Hắn duỗi tay nhận lấy cái áo choàng ngắn, quan sát tỉ mỉ, lòng bàn tay vuốt qua từng hoa văn và hình thêu. Chấm cũng không thiếu y phục, mỗi tháng ngự dụng giám đều phải làm mấy bộ, chấm thay qua thay lại cũng không mặc hết được. Thư quân lẩm bẩm một tiếng, nàng biết ngay mà. Nhưng, hắn lại nhìn vào mắt nàng thêm lần nữa, đây là lần đầu tiên có người tự tay khâu vá y phục cho chấm, nàng nói xem, chấm có thể không thích được sao. Bùi Việt cầm cái áo trong tay, ánh mắt sâu xa, trong sáng. Sợi dây trong đầu Thư Quân Lặng Yên mà đứt đoạn, nàng ngơ ngác nhìn hoàng đế. Bùi Việt duỗi tay kéo nàng qua, chấm mất mẫu thân từ khi mới 3 tuổi, từ nhỏ đã được nuôi nấng ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, đương nhiên là sẽ không thiếu ăn thiếu mặc. Có người làm y phục cho chấm, không phải đang nịnh nọt Thái Hoàng Thái Hậu thì chính là nịnh nọt chấm. Chấm cảm ơn trong lòng, nhưng cũng biết rằng đó không phải là yêu thương. Vậy nên, nàng có hiểu không? Thư Quân hiểu nhà nàng không quá giàu có cao sang, nhưng ít nhất là phụ mẫu đều còn sống, nàng cũng được nhận hết mọi tình yêu thương của họ. Lúc nàng còn bé, mẫu thân đều không mượn tay người khác để làm y phục cho nàng, mỗi khi ra ngoài, phụ thân đều sẽ mang về một món đồ chơi hay đồ ăn vật nào đấy. Từ trước tới nay nàng đều sống trong vui sướng, nếu không cũng không có được tính cách ngây ngô, hồn nhiên này. Sự thấp thỏm trong lòng thư quân đã không còn sót lại chút nào, nàng ngồi xuống bên cạnh bùi việt, nhưng vẫn không dám nhìn hắn, chỉ rũ cái áo choàng ngắn ra, đỏ mặt nói vậy ngài mặc thử một lần xem sao nếu không vừa thì thần nữ sửa lại cho ngài bùi việt ngẩn người giọng của nàng dịu dàng thân mật và săn sóc như thê tử nói chuyện với phu quân rất có cảm giác khói lửa nhân gian trong trái tim bùi việt bỗng có một mạch nước ngầm khác hẳn bình thường đang tuôn chảy hắn nhìn chằm chằm vào thư quân trong chốc lát sau đó cầm cái áo choàng ngắn đứng dậy đi ra phía sau bức bình phong thư quân nhìn bóng dáng của hắn không kiềm chế được mà nở nụ cười nàng cũng thấy chờ mong chỉ là đã qua một lúc mà Bùi Việt vẫn chưa đi ra, làm nàng hơi lo lắng, chẳng lẽ là vì kích cỡ quá không phù hợp. Nàng đứng dậy, cách bình phong mà gọi với vào trong, "Bệ hạ, có phải là không vừa chỗ nào không?" Đây là một bức bình phong bát bảo làm từ một tấm gỗ tử đàn, được khảm ngọc ngà đá quý, có 12 tấm vách, dày y như bức tường, thư quân không nhìn thấy được gì hết. Bên trong vẫn không có tiếng động, thư quân không yên tâm, dứt khoát không lo nghĩ mà vọt vào trong. Bùi Việt đã cởi long bào Bên trong chỉ mặc một chiếc trung y màu đen, áo được cắt may rất vừa vặn, khuôn ngực rắn chắc của hắn hơi căng lên. Ngay cả cơ bụng cũng rõ ràng thành từng múi, đôi chân thon dài thẳng tắp, tư thái oai hùng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn mà lại âm thầm kia. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, chỉ có cái áo choàng ngắn đang treo trên ngực của hắn là mở tung ra, hình như là không thể cài được. Thư quân xấu hổ đến mức không biết nên trốn đi đâu, nàng nhỏ giọng nói, "Bệ hạ, ngài mau cởi nó ra." Thần nữ thần nữ làm lại cho ngài, nàng tự cho là mình đã làm đủ rộng, ai ngờ vẫn ngắn mất một khúc, rõ ràng là hắn trông cao gầy, tuấn tú, không biết là khi cởi áo ra lại là như vậy. Thư Quân muộn màng mà nhận ra bản thân đang thất lễ, nàng cuống quýt xoay người sang chỗ khác. Khóe môi của Bùi Việt khẽ cong lên, gần như không thể thấy rõ, hắn cởi áo choàng ngắn ra, lại khoác long bào lên người, thong thả ung dung buộc vạt áo. Tuy là hơi nhỏ nhưng ta mặc thấy rất thoải mái, tay nghề của Quân Quân tốt đến như vậy sau này y phục của ta đều do quân quân làm có được không long bào của hắn cần phải do ngự dụng dám làm đồ thư quân có thể làm chỉ đơn giản là y phục mặc bên trong thư quân lại không biết bản thân bị rơi vào bẫy nàng hỏi ngài còn cần cái gì bùi việt liệt kê một đống thư quân nghe thấy tên món đồ sau cùng mặt nàng đỏ bừng cái khác thần nữ có thể làm nhưng hai món đồ cuối cùng thì thần nữ thần nữ thư quân cứ cắn răng mãi nàng không muốn thấy bùi việt được voi đòi tiên nên nói một cách chắc chắn thần nữ không làm. Bùi Việt đã mặc long bào xong, hắn thong thả đi đến phía sau lưng nàng, giọng điệu thoải mái. Được, vậy để chẫm bảo người khác làm. Sống lưng thư quân lập tức căng thẳng, để nữ tử khác làm tiết khố cho Bùi Việt. Lòng nàng bỗng thấy ghen tuông. Trước kia là người nào làm y phục cho bệ hạ thế. Bùi Việt sợ thư quân hiểu lầm nên giải thích, mẫu thân của ta có để lại một ma ma già, hiện giờ đang giúp ta trông coi hai cung cản, hồn. Lòng thư quân thoải mái hơn đôi chút, nàng không rảnh để ý tới tóc mai đang rũ xuống hai bên tai giống như là như vậy có thể che lấp đi vẻ ngượng ngùng nàng yên lặng một lát cuối cùng vẫn nhẫn tâm nói vậy sau này vẫn cứ để ma ma làm đi bùi việt không nói gì hắn đứng phía sau lưng thư quân hơi thở phả vào gáy nàng nhưng nhất định không chịu đồng ý thư quân nhắm mắt rõ là hắn muốn bắt nạt nàng thư quân nhớ lại những lời hắn vừa nói dường như không có ai thật lòng yêu thương hắn đầu óc thư quân nóng lên làm thì làm nàng bạo dạn quay đầu lại gian nan mà ngước mắt nhìn nam tử rắn giỏi mạnh mẽ trước mắt, hình như nàng nghĩ đến điều gì đó, người như vừa bị đánh một cái, sau đó ngơ ngác mà liếc nhìn xuống hông của hắn, một chiếc áo choàng ngắn thôi mà đã nhỏ nhiều như vậy, thế quần thì sao? lại nhớ lại lời nói đó một chút, thử một lần của Bùi Việt, đầu óc Thư Quân biến thành một đống hồ dán, dường như Bùi Việt đoán được suy nghĩ của nàng lúc này, ánh mắt hắn rõ ràng thẳng thắn mà cho nàng một đáp án, vậy nên trí tưởng tượng của Thư Quân cất cánh bay xa nàng xông ra ngoài trong cơn xấu hổ và giận dữ không quay đầu lại mà rời khỏi điện phụng thiên tâm trạng tốt đẹp của bùi việt không kéo dài được lâu ban đêm lưu khuê mang một tin tức đến bệ hạ lý tướng bị cảm lạnh đã ba ngày liền vẫn không dậy nổi mấy ngày nay triều thần ngày ngày đều chạy tới tướng phủ chuyện triều chính ở trung thư tỉnh đã bị trì hoãn không ít ngài xem nên làm gì bây giờ ạ à? trên thực tế bùi việt đã biết tin lý triệt bị bệnh từ sớm đồng ý cho ông ta nghỉ ngơi mấy ngày không ngờ triều thần đều không thể rời khỏi lý triệt lý triệt đang nằm trên giường bệnh mà vẫn còn phải xử lý công việc tuy là vậy nhưng cũng không thể thuận tiện như lúc ở trung thư tỉnh thường xuyên như vậy chuyện triều chính bị trì hoãn bệnh của lý triệt cũng chẳng thấy đỡ bùi việt suy nghĩ một lát giọng nói bình tĩnh không gấp cứ để cho bọn họ đi lại qua ba ngày công việc trồng chất trong trung thư tỉnh càng nhiều hơn lý triệt không chịu được gánh nặng này nên bệnh càng trở nên nghiêm trọng ông ta nghĩ đến lời bàn tán tung bay khắp nơi dạo gần đây triều thần tụ tập ở tướng phủ hoàng đế lại vừa như không nhìn thấy lý triệt bỗng nảy ra suy nghĩ muốn thử lòng bùi việt trong mắt lão thần như lý triệt bùi việt còn trẻ tuổi tuy có chút năng lực nhưng giang sơn này vẫn là do những lão thần như ông ta gánh vác ông ta không tin là bùi việt có thể rời khỏi ông ta vậy nên lý triệt dâng tấu xin khất hải cốt chú thích khất hải cốt nghĩa là tự xin từ chức xin được để hải cốt quay về an táng tại cố hương hết chú thích tấu chương này được đệ trình lên ti lễ giám đây cũng là chuyện phổ biến đối với triều thần từ khi thái thượng hoàng cầm quyền cho tới nay thường có triều thần xin khất hải cốt để thử vị trí của mình trong lòng đế vương thái thượng hoàng không chấp nhận lại an ủi một phen để biểu thị ân sủng cái này gọi là lấy lùi làm tiến nhưng bùi việt không làm theo lẽ thường hắn đồng ý với thỉnh cầu của lý triệt một cơn sóng lớn bỗng cuồn cuộn trong chiều lý triệt nằm trên giường bệnh suýt chút nữa thì phun ra máu nhưng ngay sau đó thủ đoạn của đế vương trẻ tuổi vô cùng cao tay hắn hạ chỉ tứ hôn hoàng muội thập công chúa cho con út của lý triệt ban thưởng cho ông ta một căn lâm viên vô cùng xa hoa ở thông châu để ông ta nghỉ ngơi lúc tuổi già lại ra phong lý triệt thành thái tử thái bảo minh thăng ám hàng chú thích minh thăng ám hàng bên ngoài được thăng chức thực ra là bị giáng chức hết chú thích chiêu này đánh cho lý triệt không kịp trở tay ông ta gọi mấy nhi tử tôn tử và phụ tá đáng tin cậy đến để bàn bạc kế hoạch đối phó một phụ tá trong số đó nói lý tướng chớ lo lắng bệ hạ hồi kinh còn chưa được một năm căn bản không hiểu biết chuyện triều chính tuy trong triều còn có hữu tướng cố vân sinh nhưng cố vân sinh là kẻ chỉ biết a dua nịnh hót không có mấy tài năng thật sự tả thừa và hữu thừa của trung thư tỉnh đều là người phe ngài dù ngài không ở trong triều nhưng vẫn có thể khống chế trung tâm triều đình một cách chặt chẽ phụ tá này suy tính không sai ngay sau đó hoàng đế thuận thế đề bạt cố vân sinh làm tả tướng thăng tả thừa tề tranh lên chức hữu tướng tề tranh là môn sinh của lý triệt là người đáng tin cậy được ông ta một tay nâng đỡ nghe tin tề tranh trở thành hữu tướng nỗi lòng của lý triệt lại được thả lỏng quả nhiên chỉ được ba ngày trung thư tỉnh hỗn loạn không thôi cố vân sinh không có chủ kiến chuyện lớn thì nghe hoàng đế quyết định chuyện nhỏ và chính vụ thì giao tất cho tề tranh mà tề tranh thì ngày nào cũng phải chạy tới lý phủ ba lần tuy lý triệt không ở trong triều nhưng lại khống chế cục diện triều chính từ xa lưu khuê bẩm báo tình hình cho hoàng đế bùi việt đang ở ngự thư phòng ung dung ngắm nhìn cái áo choàng ngắn kia không vội trong lòng chấm hiểu rõ chuyện chấm bảo ngươi điều tra ngươi đã tra được đến đâu rồi lưu khuê vội vàng trình một đống công văn và tấu trương mà ông ấy đã chuẩn bị sẵn lên đặt ở trên ngự án ôi chao lão nô tìm rất vất vả tốn không ít sức mới tìm được một ít này ở lại bộ đô sát viện và tỷ lễ giám ngài nhìn xem sao bùi việt cẩn thận đặt cái áo choàng ngắn xuống quay lại ngự án trên bàn chất đầy hạ biểu hết thỉnh công đến thỉnh tội còn có công văn báo cáo công tác, Bùi Việt chọn mấy cái để lật xem. Lưu Khuê đứng ở một bên kể rõ cho hắn nghe, vị tô huyện lệnh này là ân khoa năm giáp ngọ, lúc ấy là tiến sĩ có thứ tự đứng cuối cùng. Người này không có chỗ dựa trong chiều, tuy tỷ phu là ti nghiệp quốc tử giám, nhưng ti nghiệp thì có đường nào để nhờ cậy đâu. Sau khi quan chính kết thúc liền bị tống cổ đến nơi thâm sơn cùng cốc, làm 10 năm liền, trong 10 năm này, ngài ấy được thăng từ thôi quan lên huyện lệnh. Còn chưa dứt lời đã nghe thấy bùi việt khen ngợi, ồ, Tài văn chương của vị Tô huyện lệnh này đúng là cực kỳ tốt, tư duy nhanh nhạy. Lưu Khuê cười nịnh, ai bảo ngài ấy là cữu cữu của quân cô nương đâu, chắc chắn là tài văn chương phải tốt rồi. Bùi Việt vời như không nghe thấy, hắn bật cười, chỉ là tính cách có hơi bướng bỉnh. Đúng vậy ạ, à, Lưu Khuê thẳng lưng, chỉ vào công văn khảo hạch của lại bộ, nếu không thì với thân phận tiến sĩ, ngài ấy sớm đã không chỉ là người đứng đầu một huyện. Người này tính cách bướng bỉnh, trong mắt không thể chấp nhận được dù chỉ là hạt cát vậy nên gây thù kết oán với không ít người. Cấp trên không có ai muốn nâng đỡ ngài ấy, lo ngài ấy là người cứng đầu, sợ vác đá nện vào chân mình. Ừ, Bùi Việt gật đầu, nghiêm túc hỏi, công lao khi tại chức của ông ấy thế nào? Lưu Khuê lôi tấu trương khảo hạch của lại bộ và đô sát viện ra đưa cho hắn, ngài nhìn xem, ông trời phù hộ năm thứ ba ra cố đê đập. Cứu mấy chục nghìn bá tánh và dụng đồng khỏi cơn nguy, ông trời phù hộ năm thứ tám tập hợp quan binh quét sạch lũ thổ phỉ lục lâm ở quanh ly thủy, ông trời phù hộ năm thứ 9. Bùi Việt kiên nhẫn nghe Lưu Khuê nói xong, hạ chỉ, thăng Tô Triều Sơn thành tứ phẩm thiêm đô ngự sử. Lưu Khuê vừa nghe thấy chức quan này thì hoảng sợ, bệ hạ, thất phẩm huyện lệnh thăng lên thành tứ phẩm thiêm đô ngự sử, này cũng quá. Ông ấy sợ hoàng đế không vui nên vội cười khổ, giải thích, nô tài sợ triều thần không đồng ý. Bùi Việt ném sổ gấp xuống, cười khẩy, nói, với công lao của Tô Triều Sơn, nếu không phải đốc phủ một vùng thì cũng nên trở thành kinh quan tam phẩm từ sớm đô sát viện và lại bộ ti có trách nhiệm phân biệt đúng sai, cất nhắc người tài, loại bỏ kẻ kém. Vậy mà lại không đề bạt quan viên tốt như vậy, chấm không trị tội bọn họ đã là khai ân, ai dám phản đối nửa chữ, chấm chém đầu hắn ta. Lưu Khuê dùng mình không nói, không có lý triệt cản trở, ý chỉ của hoàng đế tới trung thư tỉnh, cố vân sinh không nói chữ nào mà chuyển ý chỉ sang lại bộ. Chờ mọi thủ tục xong xuôi thì đã là ba ngày sau. Ngày 28 tháng 10, chim khách hót vang, thư quân lười nhác vươn vai rời giường, đến hạnh hoa đường chăm sóc tô thị từ sớm tô thị được vài vị thái y thay phiên điều trị hiện giờ đã có thể xuống giường đi lại sáng sớm bà ấy đã đi quanh phòng vài vòng giờ đang dựa vào gối mềm để nghỉ ngơi thư quân ở bên cạnh nàng giúp tô thị uống thuốc viên xong thì nhàm chán mà bắt đầu thắt dây đeo tô thị không thể nhìn nàng lười biếng bà ấy thúc giục con đừng lười nhác ở chỗ của ta nếu con đã quyết tâm kén rể thì cửa hàng trong nhà đều sẽ giao cho con con phải tự học cách xử lý dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình tô thị định dạy dỗ thư quân cẩn thận việc làm thư quân không kiên nhẫn nhất chính là tính toán sổ sách nàng vừa mới chu môi thì bên ngoài truyền tới tiếng hô chuyện vui của thực dược phu nhân cô nương có chuyện vui chuyện vui lớn người còn chưa bước vào mà đã nghe thấy tiếng nàng ấy vịnh cửa thở hồn hển có lẽ nàng ấy lo hai người thư quân chờ sốt ruột nên vừa thở hồng hộc vừa vén rèm lên phu nhân lão gia vừa sai người đến đưa tin tức Cữu lão gia thăng chức thành tứ phẩm thiêm đô ngự sử lệnh điều động đã được thông chính ti phát ra từ một canh giờ trước đang được đưa đến ly thủy tô thị giật mình chén trà trong tay rơi xuống tô thị vốn là người giang nam trên có thứ huynh dưới có đệ đệ song bảo thai sau khi mẫu thân qua đời phụ thân phủ chính di nương mẹ ruột của thứ huynh tô thị tình cờ gặp được thư lan phong đang đi du ngoạn núi non sông nước hai người vừa gặp đã yêu bà ấy gả tới kinh thành sau khi phụ thân qua đời tình cảm của bà ấy với mọi người trong nhà cũng dần phai nhạt năm đó bà ấy gả tới kinh thành ấu đệ tô triều sơn vì muốn giúp đỡ bà ấy mà bán hết của hồi môn do mẫu thân để lại và cả gia sản trong tay đi để lấy tiền mặt mua hai gian cửa hàng cho bà ấy ở nơi kinh thành chẳng dễ sinh sống này tính tình của tô triều sơn xuất sắc hơn người sau lại đi nơi khác du ngoạn tham thú mấy năm sau ông ấy vào kinh đi thi trúng tuyển tiến sĩ nhưng lại bị điều đến nơi biên thùy làm huyện quan trong lòng tô thị vẫn luôn mong nhớ đệ đệ chỉ là mỗi khi viết thư Tô Triều Sơn chỉ nói bản thân ở ly thủy bảo vệ bá tánh nơi đây, vui vẻ hài lòng. Bảo Tô Thị không cần nhớ mong, nhưng dù gì cũng là cốt nhục chia lìa. Mấy năm nay Tô Thị mãi không khỏi bệnh cũng có nguyên nhân là do chuyện này. Bất chợt nghe nói đệ đệ sắp được điều nhiệm đến kinh thành, lại còn là quan lớn đến như vậy. Tô Thị khóc lên vì vui mừng. Bà ấy cầm khăn thêu khóc một lúc lâu, nỗi chân trở trong lòng đều tan biến hết, đến bệnh cũng khỏe hơn một nửa. Bà ấy vội vàng sai đầu bếp, Hôm nay dù có thế nào thì cũng phải làm hai bàn tiệc để người một nhà cùng nhau chúc mừng. Thư quân ngơ ngác mà nhìn mẫu thân đang vui mừng khôn xiết, chỉ thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng quay đầu liếc nhìn thực dược, thực dược nhón chân nói thầm bên tai nàng: Cô nương nhất định là bệ hạ đang nâng đỡ người đấy. Đợi cữu lão ra vào kinh, tam phòng có chỗ dựa để xem còn có ai dám bắt nạt phu nhân, cô nương của chúng ta. Thiện ma ma đứng ở một bên vui vẻ lau nước mắt nhiều năm như vậy. Lý do Tô Thị không đứng vững chân được ở thư ra ngoài trừ việc không có con trai ra thì còn là do không có người nhà mẹ để giúp đỡ. Lúc này thì tốt rồi, cứu lão ra thăng chức, cốt nhục ruột thịt gặp nhau, thật đúng là song hỉ lâm môn. Mọi người trong phòng đều vui mừng phấn khởi, còn vui hơn cả ăn Tết. Mắt thư quân ngân ngấn nước, chỉ thấy có hơi nóng đang bốc lên trong lồng ngực, nàng không kìm nén được. Nói với Tô Thị, mẫu thân, con có việc gấp phải ra ngoài một lát, ngài đừng chờ con, cứ ăn mừng với phụ thân đi ạ. À thực dược sợ tô thị lo lắng đợi thư quân chạy ra khỏi cửa nàng ấy vội vàng cười giải thích với tô thị phu nhân lần trước cô nương cùng đi bái phật với vương tiểu thư cô nương ước điều ước không ngờ phật tổ hiền linh điều ước trở thành hiện thực cô nương đây là vui vẻ nên muốn đi lễ tạ đấy ạ chuyện này là do hoàng đế làm vậy chẳng phải là đi lễ tạ hay sao tô thị rất vui không rảnh lo ràng buộc thư quân chỉ sai thực dược đem nhiều bà tử theo lúc này thư quân chạy về sân của chính mình ôm lấy y phục mà thời gian này nàng làm cho hắn trong sự ngượng ngùng nàng không nhớ đến việc xấu hổ cũng không nhớ đến phải rụt rè cứ vậy mà chạy ra ngoài có vết xe đổ nên để tiện cho thư quân vào cung mà hoàng đế cố ý để lại tai mắt ngầm thư quân vừa mới đến trà lâu ở gần thư ra thì xe ngựa đã đến cửa hông chủ tớ hai người lặng lẽ lên xe xe ngựa từ từ chạy tới hoàng cung vừa đến trưa bùi việt mệt mỏi từ tiền triều về cung bỗng nhìn thấy một cô nương có đôi mắt hồng hồng đang ngoan ngoãn xinh xắn mà đứng ở trong ngự thư phòng bệ hạ là ngài sao hai mắt nàng bị bao phủ bởi một lớp sương mù nhìn như sắp khóc đến cả giọng nói cũng bị lớp sương ấy ảnh hương mềm mại yếu ớt dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng trái tim bùi việt nóng lên nhưng lại không biểu hiện lên mặt hắn thong dòng ngồi xuống giường la hán tiện tay rót một chén trà cho bản thân rồi liếc nhìn gói đồ nàng đang ôm trong ngực hỏi nàng tới được bao lâu rồi thư quân không vui vì hắn né tránh không trả lời nàng ngồi xuống gần hắn nhìn hắn bằng đôi mắt to phân trắng đen rõ ràng thân nữ đang hỏi ngài mà vừa làm nũng vừa ỉ lại còn có chút oán trách vì được yêu chiều mà tự tin chưa từng có ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu này ánh mắt bùi việt sâu thăm thẳm hắn chăm chú nhìn nàng im lặng một lát rồi dần dần nở nụ cười nàng muốn nghe câu trả lời theo phép công hay câu trả lời thật lòng hắn thong thả uống cạn ngụm trà thư quân mím môi nhìn hắn không cần nói cũng biết nàng có ý gì thân hình cao gầy của bùi việt nhích lại gần nàng tìm một tư thế thoải mái Câu trả lời theo phép công chính là Tô Triều Sơn là tiến sĩ. Thành tích nổi bật, trung thành, biết phân rõ đúng sai, là người phù hợp nhất với vị trí thiêm đô ngự sử. Còn câu trả lời thật lòng thì, nam nhân có diện mạo đẹp đến mức xuất sắc nói với giọng lơ đãng là vì nàng. Ba chữ vô cùng đơn giản lại đâm thẳng vào trái tim. Thư quân chỉ thấy chán mình nóng lên, nàng chu đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, hết sức chuẩn xác mà nhào tới. Trưa mùa đông, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào qua ô cửa. Theo cử động của nàng, ánh sáng và bóng tối đan xen trên gò má hắn. Cô nương không biết việc gì cũng phải tiến hành từng bước một, nàng không cách nào thoát khỏi đôi môi hắn, qua loa đuổi bắt lấy rồi đuổi theo, làm mà không biết mệt, cực độ mê say. Thư quân dùng cách thức ngốc nghếch lại trắng trợn này để chút xuống những nỗi lòng khó có thể yên ổn. Lương Bùi Việt dựa vào phần dựa lưng của giường La Hán, lúc ban đầu hắn hơi bối rối và kinh ngạc trước khí thế của nàng, cơ thể hắn cứng đờ. Cuối cùng thư quân cũng tóm được cánh môi của Bùi Việt, tiếng mút triền miên cực kỳ kiều diễm, từng chút một nút chừng lý trí của hắn hắn chậm rãi thả lỏng mặc cho nàng cắn mút bùi việt mở to mắt muốn nhìn rõ thư quân nhớ kỹ dáng vẻ giờ phút này của nàng cặp chân mày đen dài và làn mi nhẹ nhàng cụp xuống đôi mắt như mặt hồ đầy nước sắp tràn ra bên ngoài bùi việt vươn tay ôm lấy thư quân thuận theo nhịp điệu hỗn loạn của nàng hắn từ từ siết chặt vòng tay trong chớp mắt hắn dường như nhớ đến điều gì đôi tay khẽ run lên một cái khó thấy cuối cùng hắn buông thõng cánh tay cánh tay đập vào mép giường la hắn làm hắn bị đau, vô thức hít một hơi. Thư quân hồn nhiên không có bất kỳ cảm giác gì, nàng như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, dùng hết sức để thể hiện sự yêu thích của mình. Ở đầu bên kia, thông chính ti đưa công văn khẩn, thông chính ti dúi nó vào tay Lưu Khuê, xin ông ấy nhanh chóng bẩm báo lên bệ hạ. Lưu Khuê vội vã cầm lấy gói công văn khẩn đi đến ngự thư phòng, khó khăn lắm mới đi vòng qua mấy tấm bình phong thì thấy cảnh tượng bên trong. Ông ấy đột ngột quay ngoắt lại, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Lúc đi ra ngoài, vạt áo của ông ấy không cẩn thận vướng vào bình phong, gây ra tiếng đập bốp. Lý trí của Bùi Việt quay về, hắn chợt buông lỏng thư quân ra. Thư quân vẫn trong cơn say tình, đôi mắt ướt nhẹp như mê như say đắm nhìn hắn, bệ hạ, từng sợi tơ tình kéo ra như mật đường, gắn bó như keo sơn. Ít hầu Bùi Việt lên xuống, hắn không nhịn nổi mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi lạnh. Quân quân, định lực của trẫm không nhiều như nàng tưởng đâu cô nương này lỗ mãng đâm đầu vào rất thích gây sự trước đó đã lăn lộn dày vào hắn rất nhiều lần hôm nay lại đến trêu chọc hắn ánh mắt bùi việt sôi trào sắc mặt giận dữ thư quân bị dáng vẻ này của hắn dọa sợ sau đó nàng mới nhận ra bản thân đang cưỡi trên người hắn đôi mắt ngập xương nháy mắt đầy ngượng ngùng nàng nhảy ra như đang chạy trốn cánh tay đụng phải đồ trên bàn thư quân bị đau nhưng không dám lên tiếng cơ thể mảnh mai mềm nhũn dựa vào người hắn không dám nhúc nhích Bùi Việt thấy vậy thì một lần nữa đỡ nàng lên, bàn tay chạm vào chỗ đau trên tay nàng, xoa phần đụng vào đồ gỗ cứng rắn trên thừa án. Thư quân trốn trong lòng hắn, nàng xấu hổ ngước mắt lên, cả người bị hắn nhìn chằm chằm, giống như một con vịt luộc, thần nữ, thần nữ không cố ý. Không cố ý, vậy vừa nãy chẳng phải nàng nhào đến ư. Bùi Việt mím môi, dục vọng trong mắt vẫn chưa vơi đi chút nào. Thư quân giận bản thân nóng nảy, bốc đồng gây chuyện, nàng không biết phải đối mặt với tình thế trước mắt ra sao cuối cùng thư quân dứt khoát giơ hai tay áo lên che mặt giọng nói lý nhí không nghe rõ cách lớp vải vóc vang lên hôn thì hôn thôi cũng đâu phải lần đầu lý lẽ hùng hồn ra phết bùi việt bị lời này của nàng chọc tức đến bật cười xem ra tiểu cô nương vốn không biết bản thân đã châm lửa như thế nào hắn giơ tay đẩy bàn nhỏ ra toàn bộ chén trà bình hoa trên bàn nhỏ rơi loảng xoảng xuống đất bùi việt lấn tới đè nàng xuống dưới thân đôi mắt u ám nhìn thẳng vào nàng sức lực ngày càng mạnh hắn chăm chú nhìn từng chút biểu cảm biến đổi trên mặt nàng hiện tại nàng đã biết lý do chưa cơ thể mềm mại của thư quân cứng đơ như thạch cao cuối cùng nàng cũng hiểu bản thân đã gây ra họa lớn ngập trời như thế nào thư quân như nay con lạc đường ánh mắt rối bời thở hồng hộc cầu xin tha thứ bệ hạ thần nữ sai rồi xin ngài tha cho thần nữ rõ ràng nàng đang cầu xin nhưng mặt mày cực kỳ sống động kiêu diễm quyến rũ cực kỳ hấp dẫn nàng không xin tha thì còn ổn nàng vừa cầu xin thì bùi việt càng ham muốn hơn tiểu cô nương này chắc chắn là kiếp số của hắn nhưng hắn không cách nào chống cự lại rốt cuộc bùi việt vẫn còn sót lại vài phần lý trí hắn biết bây giờ vẫn chưa phải lúc bùi việt nhanh chóng buông nàng ra co một đầu gối lại ngồi trên giường la hán nhắm mắt lấy lại bình tĩnh thư quân chậm rãi đứng dậy nàng nép vào một góc phòng nàng ôm bọc y phục trong ngực để tạo cảm giác an toàn sau đó lén lút liếc nhìn bùi việt vài lần nhân lúc hắn nhắm mắt lại thì nhìn vào chỗ nào đó ánh mắt nóng rực như lửa đốt Bùi Việt chú ý đến hành vi lén lút của nàng, hắn nhìn nàng một cái. Chẳng biết thư quân đang nghĩ gì mà ánh mắt khi thì ngước lên trên nhìn, khi thì cụp mắt xuống, trông có vẻ vắt óc suy tư. Bùi Việt mệt tim. Một lúc lâu sau, hai người không hề hé răng. Cung nhân nghe thấy tiếng động bên trong bèn hoảng sợ vội vàng kho người đi vào thu dọn những mảnh vụn sạch sẽ, sau đó dâng trà nước đến một lần nữa. Cổ họng bùi Việt khô khốc, hắn cầm tách trà lên nhấp một ngụm. May mà cung nhân xem như khá nhanh nhạy, pha nước trà không nóng, miễn cưỡng làm dịu sự khô nóng trong người Bùi Việt. Vì để nói lảng sang chuyện khác, hắn nhìn túi đồ trong lòng thư quân ra hiệu, hỏi đó là gì. À, thư quân tỉnh táo lại, nàng vội vàng mở túi đồ ra, đẩy cả túi ra trước mắt hắn. Đây là xiêm y thần nữ may cho bệ hạ. Bùi Việt tùy ý mở ra, bên trong có hai bộ trung y, một cái áo bối tử mới may, bên dưới là mấy cái bít tất, còn có cả tiết khố các kiểu. Thư quân thấy hắn nhìn không rời mắt nên nàng ngẩng cổ liếc nhìn. Được lắm nhìn thấy tiết khố bản thân tự tay may thư quân ngay lập tức mặt đỏ đến mang tai nàng hoảng hốt nhìn xung quanh chỉ hận không kiếm được cái lỗ nào để chui vào ngọn lửa dục vọng trong lòng bùi việt không hiểu sao tan biến cô nương này quá dễ dụ hắn chỉ cần nói dăm ba câu đã lừa được nàng làm chút gì cho hắn bùi việt chậm rãi khép bọc xiêm y lại hắn hỏi có phải thử một lần không lúc này thư quân đã thông minh hơn nàng khoát tay lia lịa không cần không cần không cần nàng bĩu môi nuốt nước bọt chắc là sẽ vừa. Nàng cố gắng làm kích thước càng lớn càng tốt, kích cỡ của thứ đó chắc không chênh nhau là bao đâu, nàng tự nhủ. Bùi Việt mỉm cười, hắn đưa cho tiểu nội thị, cất vào trong chỗ để y phục và vật dụng hàng ngày rồi sai người truyền lệnh. Các món dọn lên đều là món thư quân thích ăn, sau khi ăn chưa xong. Bùi Việt muốn để thư quân nghỉ ngơi một lúc nhưng thư quân sợ bản thân thèm muốn sắc đẹp của hắn rồi lại gây chuyện gì ngu ngốc nên vội vàng xin ra về. Thời điểm này đã bước vào những tháng mùa đông lạnh giá, trời đất phủ đầy bông tuyết. Nhờ sự chung tay chữa trị của mấy vị thái y mà sức khỏe của Tô Thị đã khá hơn năm trước nhiều, bà ấy được nha hoàn đỡ đứng ở cửa sổ ngắm tuyết. Thư quân lo bà ấy quá hào hứng, dù thế nào cũng không thể để bà ấy bị trùng gió. Tháng trước, Thư Linh thuận lợi gả vào liễu gia. Đến cuối năm nay, Phủ Hoài Dương Vương phái người đến thúc giục hôn sự, hy vọng Thư Chi và Bùi Giang Thành thành hôn càng sớm càng tốt. Thư gia dĩ nhiên vui lòng, hai bên gia đình ước hẹn ngày 18 tháng 12 đón dâu. Tô Triều Sơn nhậm chức thiêm đô ngự sử hiệu quả rất rõ rệt đại lão ra đối xử khách sáo hơn với tam phòng rất nhiều không cho phép bất cứ người hầu nào lơ là tam phòng tình trạng của tam phòng cải thiện rõ rệt lão thái thái sau khi bị đại lão ra dạy dỗ cho một trận thì không dám ra yêu sách nữa mặc dù không đến mức tỏ vẻ tươi cười niềm nở với thư quân nhưng chí ít bà ta không dám nói xấu chỉ bới nàng nhị phòng khá là thảm chủ mẫu bị ném vào am nico trong nhà rối loạn ngày nào nhị lão ra cũng dính trên giường di nương sống mơ mơ màng màng Thư Khiêm vẫn đến học đường như bình thường còn Thư Nhượng như ngựa hoang mất cương, một tháng thì có đến nửa tháng không ở trong phủ. Gần đến ngày Thư Chi xuất giá, trong am Nico truyền tin đến, nói là nhị phu nhân bệnh nàng, sắp sửa đi đời nhà ma, nhị lão ra quỳ xuống van xin đại lão ra đón bà ta về. Lúc trước làm cho người ngoài nhìn vào, bây giờ đã dạy cho bọn họ một bài học rồi, đại lão ra cũng không đuổi tận giết tuyệt. Sau khi hỏi ý phu nhân thì cho người đón nhị phu nhân về phủ, chẳng qua không cho phép bà ta ra khỏi cửa viện. Tô Triều Sơn nhận được lệnh điều động, thế nhưng vì núi cao đường xa mà tạm thời chưa về được kinh thành. Trong thư gửi cho Tô Thị có nói ước chừng sẽ về Tô Châu đón năm mới, đợi đến sau mùng 8 vào kinh nhậm chức. Tô Thị dặn dò Thư Lan Phong tìm nơi ở cho Tô Triều Sơn trước, nhà đệ ấy có năm miệng ăn. Hai trai một gái, nghe nói văn lão đại đã đến tuổi bàn chuyện gia thất, viện quá nhỏ thì sợ không chuyển được. Chàng nhắm trước một hộ ba viện, nếu để sang năm tìm thì e rằng không có giá tốt. Giá đất ở kinh thành cực kỳ đắt đỏ, muốn mua một tòa nhà tử tế thì không có vạn lượng bạc không tìm nổi thăng chức vào kinh làm quan là chuyện rất vinh quang nhưng muốn chân chính đặt chân ở kinh thành không dễ dàng chút nào quan tứ phẩm thiêm đô ngự sử nếu ở quá xa thì mất mặt còn nếu ở tòa nhà có vị trí tốt thì giá cả quá xa xỉ thư lan phong sầu não thư quân một bên chen miệng nói mẫu thân tòa nhà kia chẳng phải để không sao trước hết cứ để cả nhà cữu cữu qua đó ở đi đợi lúc nào dư giả thì đổi tòa nhà khác sau tô thị bật cười mẫu thân bằng lòng nhưng chỉ sợ cữu cữu con không chịu cái tính của cữu cữu con con cũng biết đó tô thị nhớ đến tính tình nóng nảy cố chấp của đệ đệ ruột mà đau đầu căn phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh thư quân chợt nhớ đến hai cửa hàng nào lật đật bò xuống từ giường la hán bò lên giường tô thị rồi nói mẫu thân hai cửa hàng của chúng ta không phải đều do cữu cữu mua à con thấy hay là đưa cho cữu cữu một gian trong nhà cữu cữu cũng có thêm chi phí sinh hoạt vừa hay tiền từ cửa hàng có thể trang trải tiền thuê nhà mẫu thân thấy sao tô thị và thư lan phong nhìn nhau không hẹn mà cùng nói đó đúng là ý kiến hay nói xong tô thị lạnh lùng liếc nhìn thư quân ném được củ khoai bỏng tay đi con vui chứ thư quân ngượng ngùng cười nàng vội trốn về giường la hán tiếp tục làm biếng đọc đống sổ sách mẫu thân đưa cho khiến nàng cảm thấy đầu óc choáng váng ngoại trừ có thể hiểu được dòng cuối cùng xem một năm thu về bao nhiêu bạc thư quân hoa cả mắt khi đọc những dòng còn lại tô thị nhìn nữ nhi không nên thân mà đau đầu không biết sau này có nam nhân nào chịu được cái tính tình của nàng không thư quân bị bùi việt nuôi ngày càng nũng nịu mặc dù khoảng thời gian này rất ít khi gặp mặt nhau nhưng đồ ăn vật hàng ngày không hề thiếu ngự trù trong cung căn cứ vào khẩu vị của nàng thay đổi thực đơn làm hại thái thượng hoàng cũng không nhịn được phàn nàn với bùi việt ngay cả các thái phi trong cung này cũng đều phải nhường đường cho kiều kiều nhà con nàng không thích ăn thì ngự thiện phòng sẽ không nấu con có bản lĩnh thì lừa người vào cung đi ta đây sẽ nuốt cơn giận này bùi việt không rảnh để ý đến ông Sắp đến cửa ải cuối năm, Trung thư tỉnh và lục bộ cực kỳ bận rộn. Lý Triệt nhân cơ hội này giật dây hữu tướng Tề Tranh và tả tướng Cố Vân Sinh đầu đá. Tình cờ bắt được có quan viên đút lót cho Cố Vân Sinh nên ông ta quấn lấy ngự sử của đô sát viện, vạch tội Cố Vân Sinh lên ngự thư phòng. Tuy Cố Vân Sinh không phải người giỏi giang gì nhưng ông ta là một kẻ xảo quyệt, sao có thể dễ dàng để cho kẻ khác nắm được nhược điểm. Ông ta sai thủ hạ gây rắc rối cho Tề Tranh, hai bên đấu đá túi bụi trong chiều. Tề Tranh âm thầm suy nghĩ, ông ta biết bùi việt hơi kiên kỵ lý triệt nên chạy theo hai hướng một mặt thì lấy lòng hoàng đế một mặt thì nịnh hót lý triệt ông ta thường xuyên qua lại hai bên dân ra trở thành cây cầu nối giữa quân và thần bùi việt mấy lần khen ngợi sự hiểu biết sâu rộng đạo làm thần tử của ông ta tề tranh lập tức hơi lâng lâng tự cho mình là đúng chiếm phần hơn trong cuộc tranh đấu với cố vân xanh trước mắt đã đến ngày 18 tháng chạp thư chi tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ tân nương bảy lớp vừa hân hoan vừa lo lắng không yên ngồi trong phòng tân hôn bên ngoài vang lên tiếng bước chân bận rộn của nhóm bà tử cảm giác không chân thật trong lòng thư chi giảm đi một chút nàng ta hít sâu một hơi nhớ lại những gì mà mẫu thân dạy cho đêm qua gò má bắt đầu đỏ ửng lên bây giờ nàng ta đã không còn là thiếu nữ ngây thơ suốt một năm nay vì để vừa được bùi giang thành mà nàng ta không ít lần để hắn ta nếm ngon ngọt chẳng qua dù như thế nào cũng không cho hắn ta có được trọn vẹn tuy nói thế nhưng chỉ trải qua vòn vẹn vài lần thư chi sinh ra cảm giác nghi ngờ đối với bùi giang thành nàng ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Mặc dù Hoài Dương Vương không thích nàng dâu này lắm nhưng vẫn chuẩn bị cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, hôn lễ diễn ra tưng bừng náo nhiệt khiến cho nỗi lo lắng trong lòng Thư Chi vơi đi không ít. Theo lý mà nói, tân hôn, bên nhà mẹ đẻ phải có tỉ muội tiễn gà nhưng Thư Linh không hòa hợp với muội muội mình, càng không nói đến Thư Quân, nàng chưa từng lộ diện trong hôn lễ. Cuối cùng, Thư Chi cho tứ muội Thư Tinh một cái vòng tay vàng khá lớn, năn nỉ nàng ấy tiễn gà Tính Thư Tinh chẳng có chủ kiến bằng Thư Quân, nghe vậy thì mơ màng theo sắp xếp lên kiệu đợi đưa thư chi vào động phòng thì nàng ấy ngồi thêm trong chốc lát rồi mượn cớ về phủ gió tuyết không che phủ được sự ồn ào vui vẻ ở ngoại viện thư chi ngồi một thân một mình trong phòng tân hôn cuối cùng nội tâm cũng bình tĩnh thế tử phủ hoài dương vương cưới vợ thái thượng hoàng tự mình đến chúc phúc càng đừng nói đến triều thần và các vương gia vương tôn không khí trong phủ tưng bừng náo nhiệt chưa từng có bùi giang thành bị chuốc cho say bí tỉ Hoài Dương Vương sợ còn kéo dài thêm nữa thì sẽ ảnh hưởng đêm động phòng nên dứt khoát nhờ mấy người cháu chắn rượu, cuối cùng cũng đỡ được Bùi Giang Thành xuống dưới. Tuyết rơi càng lúc càng dày, lửa than trong bếp lò dần dần tắt, khách hứa cũng tản đi. Hoài Dương Vương ngoái đầu nhìn Nhi Tử đang ghé vào trong ghế bành bất tỉnh nhân sự thì hít một hơi rồi ra lệnh cho quản gia dẫn Thế Tử vào động phòng chuẩn bị canh giải rượu cho nó uống một ngụ quản gia nghe lệnh sai hai gã sai vặt thường ngày hầu hạ bùi giang thành đỡ hắn ta về hậu viện Bùi Giang Thành dựa vào vai hai gã sai vặt, nghe thấy tiếng động ồn ào phía sau dần dần biến mất. Khi đi đến trước cửa chính viện, hắn ta đột nhiên mở hé mắt. Những mảnh băng tuyết đập vào mặt hắn ta, chúc mũi hắn ta hít vào, hơi lạnh thấm vào cơ thể. Bùi Giang Thành vẫn chưa uống say, không những không say mà hắn ta tương đối tỉnh táo. Từ sau Tết Nguyên Tiêu hồi đầu năm bị ngã và bị thương, hắn ta có chút khó khăn trong việc chân gối. Hắn ta từng gọi mấy nha hoàn thử một chút, thỉnh thoảng có thể ứng phó qua loa, có đôi khi lại không được đại phu khuyên hắn ta đừng nóng vội vì thế bùi giang thành đã nghỉ ngơi trọn vẹn nửa năm lúc ở hành cung quay về hắn ta bị thư chi gợi lên sự hứng thú nhưng ở thời điểm quan trọng thì nàng ta lại cắt ngang khiến hắn ta xỉ hơi mắt thấy hôn lễ sắp đến trong lòng bùi giang thành bắt đầu nôn nóng hắn ta lén lút gọi nha hoàn thị tẩm nhưng vẫn không được như mong muốn ánh sáng đỏ rực khuếch tán qua cửa sổ lắp kính tuyết trắng bị đèn lồng lay động nhìn thấy nha hoàn của thư chi đứng ở cửa tới chào bùi giang thành không khỏi toát mồ hôi vú nuôi của thư chi đã chuẩn bị canh giải rượu tương tất đợi gã sai vặt dìu người vào trong bà ta đưa canh tới trước mặt thư chi thư chi đã tháo trang sức thay giá y chỉ mặc đồ ngủ trắng nõn trong phòng đốt địa long hai gò má nàng ta nóng lên tự mình đi đến đỡ phu quân uống canh giải rượu không ngờ chưa uống được ngụm nào đã bị bùi giang thành say đến hai mắt lờ đờ đánh đổ hết hơn nữa còn tạt cả vào người nàng ta thư chi tức giận cau mày nhưng lại không dám nói gì một bên thì đi rửa mặt một lần nữa một bên thì sai người chuẩn bị thêm một bát canh. Cứ vậy, Bùi Giang Thành nghĩ, nếu Thư Chi không rót cho hắn ta tỉnh thì sẽ không chịu thôi nên đành miễn cưỡng uống vài ngụm rồi giả vờ yếu ớt tỉnh lại. Tắm rửa thay đồ ngủ, xong xuôi hết các bước thì cũng qua nửa đêm. Tấm màn đỏ được buông xuống, hai phu thê nằm trên chiếc giường lớn. Bùi Giang Thành nằm ngủ thẳng tắp không nhúc nhích, trông có vẻ mệt lạ. Thư Chi cởi một nửa y phục, nàng ta nhẹ nhàng kề sát lại, đôi tay mảnh khảnh đặt lên ngực và bụng Bùi Giang Thành khẽ cào hắn ta nhẹ như lông vũ rồi mập mờ gọi phu quân chàng tỉnh lại đi đêm nay là đêm động phòng hoa trúc của chúng ta đấy bùi giang thành cau mày lẩm bẩm một tiếng hắn ta giả vờ không nhúc nhích vì tự thử xem sao nhưng không có chuyển biến tốt đẹp hắn ta động viên thư chi bằng cách vươn tay nửa ôm cả người thê tử mới cưới thư chi hiểu ám chỉ nên cố gắng bày hết các kỹ năng ra nhưng không biết có phải do quá căng thẳng hay nguyên nhân khác mà bùi giang thành vẫn không lên được hắn ta mở con mắt mệt mỏi nói với giọng điệu say lè nhè để ngày mai đi hôm nay ta đón dâu mệt mỏi ngày mai bồi thường cho nàng dứt lời hắn ta lập tức giả vờ ngủ ánh mắt thư chi chợt trở nên chua chát nàng ta nhìn chằm chằm phu quân mình một lúc rồi nuốt cơn tức giận rồi đi vào phòng tắm rửa tay lúc này vú nuôi bước vào hỏi nàng có chuyện gì vậy thư chi muốn khóc nhưng không dám buồn bực lẩm bẩm thế tử ngủ rồi vú nuôi cực kỳ kinh ngạc bà ta đọc hiểu được manh mối từ đôi mắt thư chi thì nhẹ nhàng chấn an nàng ta đúng là nam tử sau khi say rượu thường sẽ như thế thư chi không tin khóc lóc nói nào phải như thế chẳng lẽ vũ nuôi chưa từng nghe qua khi nam tử say thì sẽ dễ hóa cầm thú hơn sao vũ nuôi bật cười cô nương tuổi còn nhỏ đừng tin mấy lời đồn thổi uống rượu vào mới không được đấy thư chi thấy vũ nuôi nói chắc chắn như thế thì trong lòng thoáng được chấn an nàng ta rửa tay sạch sẽ rồi quay lại phòng tân hôn nhưng lúc này xuyên qua tấm rèm nàng ta có thể nghe thấy tiếng phu quân mình đang ngáy khò khè thư chi đứng một mình trong phòng tân hôn trống rỗng không biết đang cảm thấy thế nào một đêm cứ thế trôi qua ngày hôm sau bùi giang thành thức dậy từ sáng sớm tinh thần sảng khoái giúp nương tử mới cưới trang điểm thư chi đành cho rằng tối qua hắn ta say thật đáy lòng chống trải được bù đắp phần nào nàng ta cũng mỉm cười ngượng ngùng nhìn hắn ta hai phu thế đến an vinh đường nơi vương phi ở để kính trà bên trong phòng có lò sưởi ngoại trừ vương gia và vương phi thì còn có thiếp thất và các thứ nữ của quý phủ. Ngoài vương phi, Hoài Dương vương có 10 thiếp thất, có 7 người từng mang thai sinh con. Sau khi Bùi Giang Thành hủy hôn với thư quân, vương gia lập tức thân cận với nhi tử của hai vị trắc phi hơn, điều đó khiến vương phi cảm thấy áp lực gấp đôi. Hiện tại, bà ta mong rằng Bùi Giang Thành và thư chi thuận lợi viên phòng, sinh cho bà ta một tôn tử kháu khỉnh mập mạp, củng cố địa vị của hai mẹ con bà ta sắc mặt vương gia bình thường còn vương phi thì hồi hộp nhìn chằm chằm vào nhi tử và nhi tức thoạt nhìn thì vẻ mặt nhi tử bà ta không khác gì dường như có chút vui vẻ khi tân hôn còn vẻ mặt nhi tức thì có phần tế nhị không có sự ngượng ngùng sau khi viên phòng còn hơi có chút không vui hiện rõ vương phi không xác định chắc chắn được đợi kính trà xong bà ta cũng không dám hỏi nhiều nhi tử bà ta đã nhắc không cho phép bà ta quản chuyện trong viện hắn ta nếu vương phi lắm miệng hỏi han thì sẽ cảm thấy phản cảm nếu dứt khoát hỏi thẳng nhi tức thì lại lo gây học cho nhi tử cả buổi kính trà trôi qua trong đau khổ sau khi lễ tiết ở vương phủ kết thúc hoài dương vương đứng lên nói theo bản vương vào cung thỉnh an thái thượng hoàng thái hoàng thái hậu và bệ hạ thư chi và bùi giang thành đứng dậy theo hai phu thê vương ra ra cửa bên ngoài gió lớn cả nhà đứng sau tấm rèm chờ hạ nhân lấy áo choàng lông cừu và mũ lông vũ hoài dương vương quay đầu liếc mắt nhìn thư chi chẳng hiểu sao lại nhớ đến thư quân y ngẩn ngơ nghĩ thầm nếu đứa bé kia gả đến đây thì tốt quá tiếc thay ván đã đóng thuyền ánh mắt y chậm rãi tập trung lại phát hiện vẻ mặt nhi tức xấu hổ hoài dương vương cố gắng thuyết phục bản thân từ bỏ thành kiến nhắc nhở nàng ta từ hôm nay con trở thành tôn tức hoàng thất thành nhi là hoàng trưởng tôn của thái thượng hoàng thì con sẽ là trưởng tôn tức tất cả mọi chỗ từ lời nói đến hành động đều phải thận trọng làm tấm gương cho các đệ muội đã hiểu chưa viên mắt thu chi chua sót kể từ lúc đính hôn hầu như hoài dương vương chưa từng để mắt đến nàng ta đây là lần đầu tiên y nghiêm túc nói chuyện với nàng ta trong lòng thư chi vừa tủi thân vừa vui mừng nàng ta vội quỳ gối đáp nhi tức sẽ tuân theo lời ngài chỉ dạy đợi cả nhà lên xe đi đến cổng đông hoa thư chi nhìn tường gạch và mái ngói đỏ đầy phong thái trang nghiêm của hoàng cung nàng ta bỗng nhiên ý thức được bản thân đã là thành viên của hoàng thất dù mẫu thân có xem thường nàng ta như thế nào tỷ tỷ thờ ơ thì đã sao vương gia nói đúng nàng ta là trưởng tôn tức của hoàng thất nàng ta được ngàn người dõi theo phong mắt nhìn quanh hoàng cung rộng lớn như chẳng có điểm cuối dường như hóa thành thịnh vượng vô tận chờ đón nàng ta thư chi ngẩng cao đầu ưỡn ngực nghênh đón thái thượng hoàng tổ chức ra yến kính trà ở cung nhân thọ lúc hoài dương vương dẫn theo nhi tử và nhi tức đi vào phát hiện ngoại trừ các vương gia vương tôn mỗi phủ thì tôn lão tiên sinh tế tiểu của quốc tử giám và ti nghiệp thư lan phong cũng có mặt ở đây thì trong đầu cảm thấy cực kỳ nghi ngờ vương phi dẫn nhi tức quỳ lại thái thượng hoàng rồi chào hỏi dư vương gia và vương phi thái thượng hoàng rất nể mặt bọn họ ban thưởng xa xỉ rồi giải thích với trưởng tử thái hoàng thái hậu sáng nay không khỏe đợi sau giờ ngọ hai đứa bé đến hành lễ bên ngoài cung tử ninh là được còn tôn tiên sinh và thư tiên sinh ha ha thái thượng hoàng cười nói hôm qua ta tìm thấy một bức họa cổ trong nhà kho riêng không biết thật giả ra sao nên mời hai vị vào cung đánh giá ta nhớ thư tiên sinh cũng là phận thúc bá của hoàng trưởng tôn nên dứt khoát giữ ông ấy lại dùng bữa hoài dương vương qua lại thân thiết với thư lan phong nên y dĩ nhiên bằng lòng lễ kính trà kết thúc nữ quyến lùi sang điện bên cạnh mở tiệc rượu trong chính điện chỉ còn một đám nam nhân hoài dương vương cứ ngồi cạnh thư lan phong trò chuyện còn bùi giang thành thì ngồi túm tụng với bùi ngạn sinh cách đây không lâu bùi ngạn sinh đã thành hôn sau khi thành hôn khi chất trên người y thay đổi hoàn toàn y trở nên không thích nói chuyện hơn nữa nam tử luôn giữ mình trong sạch sau khi tân hôn đã nạp hai thị thiếp điều đó làm bùi giang thành nhìn y với cặp mắt khác xưa lôi kéo đường đệ chỉ giáo thời gian dài ngắn sau khi thành hôn lúc này nội thị ở cửa bẩm báo hoàng thượng giá đáo ngoại trừ thái thượng hoàng tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ bùi việt mặc một thân áo bảo màu đen đi vào trong hắn thấy thư lan phong thì hơi sửng sốt rồi giơ tay lên nói miễn lễ lâm xuyên vương đang ngồi cạnh thái thượng hoàng thấy bùi việt đến thì vội vàng nhường ghế cho hắn mọi người lần lượt lùi về phía sau bùi việt ngồi xuống bên cạnh thái thượng hoàng đợi cung nhân dâng trà thái thượng hoàng chỉ vào thư lan phong và nói vị này là ti nghiệp của quốc tử giám thư tiên sinh con đã từng gặp rồi lần trước kiểm tra nho học cho các tôn tử ở hành cung lúc đó thư lan phong đã lộ mặt trước bùi việt hơn nữa bùi việt để mắt đến nữ nhi của người ta thì không thể không quan tâm đến phụ thân của nàng bởi vậy hắn lập tức hòa nhã nói trẫm đã từng gặp thư lan phong nhanh chóng đứng dậy làm đại lễ với hoàng đế nhưng trước khi ông ấy quỳ xuống bùi việt vội vã giơ tay đỡ lấy nếu là thường ngày hoàng đế chỉ cần ra động tác đỡ là được nhưng lúc này bùi việt thật sự đỡ lấy cánh tay thư lan phong chẳng qua động tác của hắn quá nhanh lại thêm có tay áo lớn che khuất nên trừ thư lan phong thì không ai biết thư lan phong cực kỳ khiếp sợ dạo gần đây ông ấy cảm nhận sâu sắc hoàng ân uy nghiêm cuồn cuộn không chỉ đề bạt ca ca ông ấy mà còn để thái y chữa bệnh cho thê tử ông ấy thư lan phong khắc ghi sâu vào trong lòng đồng thời ông ấy cũng sinh ra mấy phần nghi ngờ do thư quân bị hoàng thất hủy hôn nên thái thượng hoàng và hoàng đế mới trọng đãi như thế ý nghĩ vừa nảy ra thì ánh mắt ông ấy va vào cái đai thắt lưng của hoàng đế không biết thư lan phong bị hoa mắt hay là quá nhạy bén nhưng ông ấy cảm thấy chiếc đai thắt lưng này nhìn rất quen nhưng trước mặt thắng giá sao có thể thất lễ thư lan phong lùi một bước rồi quay lại ghế của mình nhưng sau khi ngồi xuống ông ấy không nhìn được lại liếc một cái tại sao nó lại có màu sắc và chất liệu giống hệt chiếc đai lưng mà quân nhi làm cho ông ấy thế ánh mắt thư lan phong nhìn thoáng qua chiếc đai lưng trên hồng hôm nay bùi việt mặc thường phục màu đen hắn tự thêm đai lưng vào đó là chiếc đai lưng thư quân làm cho hắn Gần đây vì công vụ bận rộn nên số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trời quá lạnh, thư quân lo lắng cho sức khỏe của mẫu thân nên không dám ra ngoài. Chỉ giải nỗi tương tư nên nàng lén lút làm đai lưng cho hắn. Ngày hôm qua Bùi Việt mới nhận được nó, hôm nay đã đeo lên ngay. Hắn không có ý khoe khoang gì, chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cho đến khi phát hiện ra thắt lưng của mình giống hệt thư lan phong, hắn mới có vẻ hơi mất tự nhiên. Thật ra cũng không phải ghen tị gì mà là hắn đoán được cô nương kia muốn may xiêm y cho hắn thì chắc chắn đã kéo phụ thân nàng làm lá chắn. Có điều lúc này hai người đụng mặt nhau, đúng là hơi xấu hổ. Phụ thân người ta ngang nhiên mặc còn hắn thì phải lén la lén lút. May mà cái đai lưng màu tràm, nếu không nhìn kỹ thì rất khó có ai phát hiện. Sắc mặt bùi Việt vẫn thâm sâu như thường lệ. Thái thượng hoàng chỉ vào bùi giang thành, còn không mau dập đầu hành lễ với hoàng thúc người. Bùi giang thành ngừng cười, chỉnh lại quần áo, quỳ xuống trước mặt bùi Việt vừa mới cúi đầu nửa đầu chợt khóe mắt nhìn thấy chiếc đai lưng bùi giang thành cảm thấy quen mắt hoa văn quen thuộc thật thói quen theo thùa của một người rất khó để thay đổi chẳng hạn như thư quân theo hoa văn thích thắt một vòng ở đuôi khi kết thúc trông có vẻ đáng yêu dễ thương hơn nữa thư quân cực kỳ thích theo hoa lan trước đây thư quân từng tặng hắn ta giày thêu và túi thơm sau khi từ hôn tuy đã trả hết nhưng chút ấn tượng thì vẫn còn nhớ chẳng lẽ là trùng hợp bùi giang thành không dám nghĩ nhiều được bùi việt ban cho lui thì lập tức lui xuống chẳng qua ánh mắt liên tục vòng qua eo thư lan phong rồi lại qua hông bùi việt trong lòng như có đá treo thư lan phong nhìn bùi việt chằm chằm nhưng bùi việt không cảm thấy bị xúc phạm nhưng bùi giang thành thì khác hắn ta là vị hôn phu cũ của thư quân liên tưởng đến tính tình mềm mại dễ dụ của cô nương kia hoàng đế vốn không uống giấm ghen đột nhiên cảm thấy chua loét ánh mắt lạnh như băng của hắn dừng trên người bùi giang thành gần đây thành nhi làm công vụ gì ở sở ti những con cháu hoàng thất không thi công danh thì sẽ lĩnh một chức quan nhàn rỗi ở tông nhân phủ để rèn luyện bùi việt chưa bao giờ để ý đến việc này nay đột nhiên cố ý hỏi đến chắc chắn không có chuyện gì tốt lành bùi giang thành cảm thấy gáy lạnh ngắt hắn ta vội vàng thẳng lưng ngồi đúng quy củ hoài dương vương trả lời thay hắn ta trong giọng nói xen lẫn mỉa mai và bất đắc dĩ nó thì có thể làm gì được suốt ngày rảnh rỗi uống rượu thần bảo nó làm trợ thủ cho chữ vương ghi chép lại sổ sách lão chữ vương là ấu đệ của thái thượng hoàng lần này tông nhân phủ nhiều thánh chỉ đợi hết năm nay thì hoài dương vương sẽ tiếp quản tông nhân phủ y dự định cho nhi tử đi theo chữ vương học hỏi thêm kinh nghiệm dù sau về sau nhi tử sẽ tiếp quản sự vụ của y hiển nhiên nhi tử y không có trí tiến thủ bùi việt vừa nghe đã biết ý định sắp xếp của hoài dương vương người như thế kia sao gánh vác được số lượng lệnh ban bố nhiều bùi việt lạnh lùng nói chơi bời lêu lỏng khác hẳn với việc gánh vác nhân tông phủ nếu đã muốn rèn luyện thì nên đi giám sát vận chuyển lương thực vận chuyển lương thực từ khu bắc lũng tây tất cả đều do thành nhi giám sát dứt lời mặt bùi giang thành cắt không còn giọt máu mới đầu nghe có vẻ là được xem trọng và thăng chức nhưng thực tế là đi chịu khổ phía bắc là nơi lạnh lẽo khắc nghiệt chuyến này hắn ta đi có khác nào đi uống gió tây bắc đâu hơn nữa làm việc chăm chỉ nhưng không được kết quả gì thái thượng hoàng nhìn thoáng qua bùi việt trong lòng có chút xíu bất mãn ông vẫn không nỡ để trưởng tôn chịu khổ hoài dương vương im lặng một lúc rồi không phản đối y nói thần tiếp chỉ sau đó nháy mắt với bùi giang thành ý bảo hắn ta khấu đầu cảm tạ hoàng ân bùi giang thành suýt thì bật khóc hắn ta trượt từ trên ghế xuống đôi mắt trông mong nhìn bùi việt vẻ mặt đầy đau khổ hoàng thúc cháu làm sai ở đâu mà ngài muốn phạt cháu bùi việt chưa đáp thì hoài dương vương nổi giận của trách tên vô liêm sỉ nhà ngươi bệ hạ để mắt đến ngươi nên mới để ngươi chịu khổ nhớ năm đó bệ hạ mới mười mấy tuổi đã ra biên quan nhiệm vụ đầu tiên là giám sát vận chuyển lương thực ngươi xem như may mắn rồi bùi giang thành không dám nói nữa đôi mắt hắn ta trông mong nhìn thái thượng hoàng thái thượng hoàng đặt tay lên tay ghế bành ma sát vài lần thấy sắc mặt bùi việt lạnh dần nhưng hắn không chịu mở cửa sau thư lan phong không khỏi cong môi cảm thấy hả giận quay lại vương phủ bùi giang thành như cà tím phơi xương nằm trên giường lấy chăn mỏng che kín đầu không lên tiếng thư chi nghe được tin từ chỗ vương phi trong lòng thầm oán trách bùi việt suốt cả đêm đang Yên đang lành mới vừa tân hôn đã nhất quyết đòi ném phu quân nàng ta đến cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi càn cỗi, không hiểu lý lẽ đến thế, bảo sao hoàng đế không cưới được thê tử. Phải nhân thời gian này có mang là tốt nhất. Vì vậy, thư chi dịu dàng như nước an ủi hắn ta, thậm chí không tiếc phái toàn bộ nha hoàn ra ngoài, dùng cơ thể mềm nhũn quyến rũ hắn ta. Bùi Giang Thành đúng là có hơi muốn, hắn ta dùng hết sức ôm ngang thư chi lên, hùng hổ đi vào giường. Thư chi kích động ôm cổ hắn ta khóc nấc lên cuối cùng cũng thành công. 15 phút sau, Thư Chi nhìn cái giường trống trơn, gương mặt lúc xanh lúc trắng. Chuyện này, tính sao đây? Lắc lư trước cửa hai cái là tước vũ khí đầu hàng. Bùi Giang Thành mải lau người trong phòng tắm cũng mất hết mặt mũi. Hắn ta do dự có nên quay lại dỗ dành kiều thê hay tìm nơi nào đó để vò mẻ lại sức chạy trốn. Vốn định chọn về trước nhưng khi nghe thấy tiếng khóc đè nén vang ra từ trong màn trước, Bùi Giang Thành mặc áo xong dứt khoát bỏ chạy. Bùi Giang Thành quay lại thư phòng, Nhớ đến thư quân từng làm cho hắn ta một cái túi thơm, lúc từ hôn không tìm thấy nên hắn ta nói dối là đã đốt rồi. Lúc này hắn ta chợt nhớ ra có khả năng nó ở trong thư phòng, sau khi lục tung lên khắp nơi, cuối cùng hắn ta cũng tìm thấy túi hương ở trong hộc tủ ngầm. Bùi Giang Thành do dự một lúc rồi đeo nó lên eo. Cùng lúc đó, Thư Lan Phong bận rộn cả một ngày vội vàng chạy về phủ. Cảnh tượng nhìn thấy ở cung nhân thọ thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sự trùng lập này không phải không có, dù sao trong cung nhiều tú nương đủ kiểu theo thùa trùng lập một số hoa văn cũng không có hại gì nhưng thư lan phong vẫn không yên lòng nếu nói cho thê tử sợ bà ấy lo lắng đổ bệnh sau khi cân nhắc một phen thư lan phong cương quyết đi đến sảnh trước bước chân đột ngột chuyển hướng về khuê phòng của thư quân dù là phụ thân nhưng cũng không thể tùy tiện vào khuê phòng của nữ nhi thư lan phong đi đến cửa viện thì lập tức có bà tử ra đón ông ấy chắp tay sau lưng đứng trong gió không nhúc nhích cô nương đầu bà tử vội vàng quỳ xuống nói chuyện trên mặt lộ ra vẻ lo lắng bẩm lão gia hôm nay cô nương ra ngoài chơi tuyết không cẩn thận bị ngã lộn mèo một cái hiện tại mắt cá chân sưng tấy nghiêm trọng vẫn đang nằm trên giường xoa bóp dầu thư lan phong nghe xong thì còn lòng dạ nào nhớ đến đai lưng có phải đai lưng không ông ấy vội hỏi thăm tình trạng vết thương của nữ nhi bà tử nói không có gì đáng lo ngại nhưng ông ấy vẫn lo lắng đến mức đi đi lại lại trên sân bây giờ trời vào đông giá rét thê tử lại ốm đau không thể ra ngoài chăm sóc nữ nhi nữ nhi của ông ấy phải chịu đau đớn một thân một mình lòng thư lan phong cực kỳ đau đớn ông an ủi nữ nhi qua lớp cửa sổ vài câu rồi lắc đầu đi bộ về hạnh hoa đường buổi tối dùng bữa xong thư lan phong nói chuyện với thê tử một lúc chờ tô thị đi ngủ ông ấy lo cho nữ nhi định lén đến xem sao ban ngày tuyết ngừng rơi ban đêm lại nổi gió lạnh cắt ra cắt thịt từng mảng tuyết như lông ngỗng rơi xuống sàn đất thư lan phong kéo chặt áo khoác dùng mình một cái hạnh hoa đường ở phía tây khuê phòng thư quân ở phía đông sau khi ra khỏi viện chỉ cần đi vòng qua sau chính viện là được ngoài ra dãy nhà của khuê phòng thư quân nối liền với góc đông nam của hạnh hoa đường người hầu sẽ đưa nước nóng cho chủ tử hai bên từ đây thư lan phong đi vòng từ phòng chính thê đến hành lang phía đông nương cửa hông thấy khuê phòng nữ nhi sáng trưng xác định thư quân chưa ngủ thì ông ấy mới thoải mái đi từ chính viện sang ngờ đâu đợi đến khi ông ấy đến trước cổng vòng khuê phòng trừ hành lang có mấy ngọn đèn lồng thì bên trong chính viện tối thui ngay cả bà tử thường ngày canh gác cũng không thấy đâu chỉ có mỗi thực dược ôm lò sưởi run lẩy bẩy hành lễ lão gia sau ngày đến nữa cô nương đã ngủ rồi ngủ ngủ từ bao giờ mặt thư lan phong đầy nghi ngờ thực dược cười khổ trả lời gần được nửa canh giờ ạ à. sắc mặt thư lan phong cứng lại hôm nay thư quân khá xui xẻo giờ thân buổi chiều nàng thấy hoa quế trên cây đọng một tầng tuyết dày nên muốn hái một ít về pha trà uống nhưng rồi lại bị trượt chân ngã một phát không chỉ làm mắt cá chân bị chật mà bên chân cũng bị trà rách một lớp da mỏng đau đến mức nàng nằm trên giường một lúc lâu không kêu nổi tiếng nào nàng sợ mẫu thân lo lắng rồi lại tới thăm nàng giữa trời giá lạnh nên dặn dò thiện ma ma không được phép tiết lộ chuyện này thiện ma ma biết tô thị vừa mới khỏe lại nên cũng biết phân nặng nhẹ đồng ý giữ kín chuyện này thực dược sức dầu thoa lên mắt cá chân cho nàng thư quân đau chết đi được nàng mệt mỏi nằm yên trên giường không nói lời nào khoảng chừng bữa tối bên ngoài có người báo tin bệ hạ muốn gặp nàng hẹn nàng khoảng nửa canh giờ nữa tới trả lâu gặp nhau dù sao bùi việt cũng là thiên tử không thể bỏ hết mặt mũi để đêm hôm xông vào khuê phòng của nữ tử nên chuẩn bị lát nữa sẽ cho nữ cận vệ có võ nghệ tốt đón thư quân tới trả lâu thư quân không còn cách nào khác đành phải sai người chuyển lời cho hắn biết nàng bị ngã nên không thể đi ra ngoài đế vương hay tin giật nảy mình bỏ giờ quyển tấu trương đang xem giờ lại không màng thể diện vội vàng cầm theo dược cao tới thư gia lúc hắn đến trời vừa sẩm tối tuyết động lóe sáng ánh bạc đột nhiên ngoài sân không còn thấy tiếng tôi tớ bốn bề tĩnh lặng nàng vừa mới ăn một chén cháo tổ yến nho nhỏ ánh mắt mơ màng chừng như muốn ngủ nhưng vẫn chưa hẳn là muốn ngủ cảm giác đau nhoi nhói khiến nàng vẫn còn tỉnh táo rèm trâu bị sốc lên gió lạnh lùa vào phòng ánh nến trong phòng tối xuống thư quân nheo mắt trông thấy bóng hình quen thuộc đứng trước sập của nàng nhìn từ góc này trông vóc dáng của hắn càng đĩnh đặc hơn cao lớn tựa như một ngọn núi nàng không hề cảm thấy áp lực trái lại còn cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn bao giờ hết dòng nước ấm phun trào trong tim nàng nước mắt rưng rưng trên bờ mi bệ hạ nàng đau đến mức không còn sức lực nhưng vẫn phải gượng cười trước mặt trưởng bối ngay khi vừa nhìn thấy hắn nàng lập tức vỡ ỏa không biết bắt đầu từ khi nào mà ở trước mặt nam nhân này nàng đã quên hết sạch chuyện giữ hình tượng bùi việt cởi chiếc áo khoác dính hơi xương ra cúi người ôm nữ tử vào lòng kiều kiều trẫm tới rồi thư quân ôm chặt cổ hắn cố gắng tìm kiếm sự chấn an từ trong ngực hắn tiếc là tranh lệch chiều cao quá lớn Nàng không với tới nổi. Bùi Việt bèn ngồi luôn xuống giường của nàng, Thư Quân nép sát người vào ngực hắn, cố gắng cọ vào cổ của hắn. Bùi Việt cũng để mặc cho nàng thích làm gì thì làm. Trong phòng có địa long, Thư Quân không mặc quần áo dày, chỉ có một chiếc áo màu hồng đào và váy vải sa màu vàng mơ, nằm gọn trong ngực Bùi Việt trông cực kỳ nhỏ nhắn, xinh xắn. Nàng đắp chăn che kín chân nên Bùi Việt không nhìn thấy vết thương. Hắn bèn vươn tay bế nàng ra khỏi chăn, đặt nàng ngồi lên người mình, đôi chân trắng như ngọc lộ ra trước mặt hắn mắt cá chân trái sưng to, đỏ rực, nhìn cực kỳ nhức mắt. Đau lắm phải không? Bùi Việt khẽ hỏi nàng. Tiểu cô nương rưng rưng nước mắt trên bờ mi, khóe mắt đỏ hồng, rõ ràng là đã khóc nhưng lại cố gắng không khóc, đau. Thực ra những vết thương thế này rất phổ biến trong quân doanh, vào những lúc khẩn cấp, binh lính bắt buộc phải ôm vết thương ra trận. Trước đây, khi ở biên quan, Bùi Việt không hề ra vẻ mình là đích hoàng tử chút nào, ngay ngay gối đầu lên cây giáo chờ tới bình minh. Ở trong quân doanh, hắn nổi tiếng là người thủ đoạn cứng rắn, xưa nay chưa từng có ai kêu đau trước mặt hắn. đây là lần đầu tiên. bùi việt rất đau lòng. hắn đặt lại thư quân xuống giường, kéo chiếc ghế bọc vải gấm lại gần giường, lấy lọ cao thuốc mang theo tới đây ra, đỡ lấy mất cá chân của nàng, nhẹ nhàng xoa thuốc. mới đầu thư quân rất sợ bàn tay to của hắn chạm vào nhưng không ngờ lại không hề đau như nàng tưởng. nàng cực kỳ tò mò, đôi mắt long lanh mở to tựa như viên minh châu. bùi việt buồn cười trước dáng vẻ này của nàng, ôn tồn nói nàng nằm xuống cho vững đi chấm sẽ tăng dần lực bóp thư quân ngoan ngoãn dịch người nghiêng người chống cằm nằm thật vững mái tóc đen nhánh trượt xuống qua vai nàng lộ ra dung nhan nghiêng nước nghiêng thành yêu kiểu đỏ hồng hàng may đưa tình nhưng đôi mắt lại đọng xương sáng long lanh trông nàng càng ngây thơ không dành sự đời thì lại càng khiến người ta thấy lòng mình dâm gian bùi việt vừa cẩn thận xoa bóp cho nàng vừa chăm chú ngắm nhìn nàng đôi mắt sâu thẳm hơn trước đây mấy phần bị thương là chuyện thường ngày ở quân doanh vậy nên quân y cũng nghiên cứu về loại thuốc này kỹ nhất thuốc mà chấm lấy cho nàng là loại tốt nhất chỉ cần bôi ba ngày là chắc chắn sẽ khỏi hẳn thư quân thấy giọng hắn vô cùng bình thường nhưng ánh mắt lại có phần là lạ nàng ngơ ngác hỏi ba ngày ạ à, vậy ngày mai bệ hạ sẽ tới nữa chứ nói xong nàng cũng nhận ra yêu cầu này của mình hơi vô lý vội vàng ly nhí giải thích bệ hạ xoa bóp rất dễ chịu tay nghề tốt hơn thực dược nhiều giọng nàng quá đỗi dịu dàng tựa như một sợi lông vũ lướt qua nơi mềm yếu nhất trong tim hắn giọng bùi việt khàn đi tay nghề của trẫm tốt à thư quân rất muốn gật đầu nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt của hắn có phần nguy hiểm nên cuối cùng chỉ ngẩn người nhìn hắn không trả lời đôi mắt của nàng vẫn còn vương nước mắt đôi mắt long lanh nước ngoan ngoãn nằm trên giường coi bộ rất dễ bị bắt nạt bùi việt đánh mắt nhìn đi chỗ khác liếc nhìn mắt cá chân của nàng hầu kết trượt lên trượt xuống nhưng giọng điệu vẫn không hề thay đổi kiều kiều đã khen tay nghề của trẫm thì đương nhiên trẫm không thể để kiều kiều thất vọng được rồi Thư quân cho là hắn đã đồng ý bèn nhoẻn miệng cười khe khẽ. Không hiểu sao nụ cười này lại làm gấu váy đong đưa, chạm vào vết thương ở chân làm nàng kêu đau suýt xoa. Bùi Việt tưởng là mình làm nàng đau bèn dừng lại, chẫm làm nàng bị đau à. Không phải vậy, thư quân áng chừng vị trí vết thương qua một lớp chăn, chỗ này bị rách mất một miếng da. Dựa theo vị trí mà nàng chỉ, bùi Việt đoán là ở đùi, hắn khựng lại hỏi nàng có muốn bôi thuốc ở đó không. Thư quân lắc nhẹ đầu, úp mặt vào lòng bàn tay, không cần đâu, không nên sức thuốc vào đó, dễ để lại sẹo lắm, cứ để yên đó mặc nó đau thì đau thôi. Bản tính của nữ tử đều yêu cái đẹp, bùi việt cũng không thể làm gì được, vậy lát nữa chấm sẽ đưa ngọc cơ cao cho nàng, bôi thuốc này không để lại sẹo. Sau đó hắn nói tiếp, dáng chịu một lát nhé, chấm bóp mạnh đây. Ừm, thư quân trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thế nhưng một giây sau, nàng lại không nhịn được kêu ôi một tiếng, đau tới mức chán túa mồ hôi. Bệ, bệ hạ, đau thần nữ đau không không thần nữ có thể chịu được có thể chịu được đôi mắt nàng đảo qua đảo lại nhìn xung quanh như nai con đi loạn dường như không tìm được chỗ dựa ngoài miệng nói có thể chịu được nhưng dáng vẻ lại nói lên rằng nàng không thể vì tốt cho nàng nên bùi việt không hề nhẹ tay quân quân cố gắng chịu đựng thêm một lát nữa nhé vâng ưm ưm ư ôi à thư quân hết gật đầu lại lắc đầu rồi lại sợ bị người bên ngoài nghe được nên phải hạ nhỏ giọng xuống yêu ớt bật lên từng tiếng rên rỉ đau đớn tiếng hít thở, tiếng than đau, xen lẫn với oán trách, tủi thân và đôi phần khó chịu, nức nở. Người biết thì sẽ nói là họ đang trị thương, còn người không biết khéo lại nghĩ là. Đôi mắt của vị đế vương trẻ tuổi cực kỳ sâu thẳm, không nhìn thấy đáy, trong bề ngoài thì sóng yên biển lặng nhưng thực ra lưng đã dịn ra lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng hắn vẫn không thể hiện ra, đợi xoa hết cao thuốc xong mới buông tay. Ngay khi hắn vừa buông tay ra, thư quân lập tức mềm người ngã xuống giường, ngón tay túm chặt chân mềm, chỉ thấy thở ra mà không thấy hít vào bùi việt vừa rửa tay vừa quan sát dáng vẻ này của nàng sắc mặt khó tả thành lời đã ngủ nửa canh giờ rồi sao giọng nói của thư lan phong còn lạnh lẽo hơn cả gió trước khi sự việc xảy ra thư lan phong không chú ý lắm lúc này ông ấy nhớ lại vừa hai lúc bước qua tiền sảnh thư lan phong mơ hồ nghe được tiếng khóc của kiều kiều thư lan phong chỉ nghĩ con mình đang vô cùng đau đớn nên bước chân nhanh hơn ai ngờ khi ông ấy đi đến cửa thì lại nghe nói kiều kiều đã ngủ nửa canh giờ Đừng nhìn Thư Lan Phong hào hoa phong nhã, mặc dù chỉ là cấp bậc lục phẩm, nhưng thật ra ông ấy cũng có một ít tài năng. Trong số ba huynh đệ của thư gia, ông ấy chính là người giống lão thái gia đã qua đời nhất. Thở nhỏ, Thư Lan Phong từng đi theo lão thái gia du sơn ngoạn thủy, người phiêu bạt giang hồ, không có một chút bản lĩnh là không được, Thư Lan Phong cũng học được đôi chút kỹ năng của đủ các hạng người. Chỉ là sau khi Thư Lan Phong thành hôn, ông ấy đã ở lại kinh thành, sau lại nhận dạy ở quốc tử giám lúc này Thư Lan Phong mới giấu đi mấy phần khí phách. Mặc dù Thư Lan Phong không thể có võ công cao cường như xưa nhưng ông ấy vẫn có một vài kỹ năng nhất định. Nếu giờ phút này, nữ nhi của ông ấy vẫn đang ngồi vui vẻ bên trong, Thư Lan Phong cũng sẽ không nghi ngờ. Nhưng thực dược trả lời như vậy, không khác gì giấu đầu lòi đuôi. Sắc mặt của người lúc nào cũng ôn hòa, lúc này lại trở tái nhợt, lộ ra vẻ sợ hãi. Sắc mặt Thư Lan Phong trở nên âm trầm, nhìn thực dược, thực dược thật sự không chịu nổi, sắp sửa quỳ xuống trước mặt Thư Lan Phong. Thư Lan Phong quay đầu phân phó đầy tớ già đi theo mình, "Bây giờ ngươi hãy đến chính viện mời Thiện Ma ma qua đây." Sau đó, Thư Lan Phong không quan tâm sắc mặt của Thực Dược như thế nào mà bước vào trong. Thực Dược hoảng hốt, không dám thốt lên một câu nào, đuổi theo bước chân Thư Lan Phong. "Lão gia, ngài đi chậm một chút, đường này trơn lắm, ngài chờ một chút, để nô tỳ đi hầu hạ tiểu thư thay quần áo rồi tới gặp ngài." Thực Dược cố ý cất cao giọng báo tin cho thư quân. Thư Lan Phong không thèm để ý đến Thực Dược bước thật nhanh đến phòng ngủ của thư quân là gian phòng phía đông. Ông ấy đi xuyên qua tấm rèm ngọc, bước vào bên trong là phòng ngủ của thư quân, thực dược vội vàng đốt một ngọn đèn nhỏ, đặt lên bàn, rồi đuổi theo thư lan phong. Dù thư lan phong có hoài nghi thế nào chăng nữa, thì ông ấy cũng không thể xông vào thẳng phòng ngủ của nữ nhi, ông ấy nhìn quanh một vòng. Tìm một chiếc ghế ở phía đông ngồi xuống, Cố nén cơn tức giận gọi vào bên trong, kiều kiều, phụ thân tới thăm con, con đã dậy chưa? Thư quân không những đã dậy mà nàng đã sợ đến thoát tim ám vệ chỉ vừa mới đưa tin khiến thư quân nhất thời đầu óc nóng bừng nàng vội vàng thổi tắt đèn đi khi thư quân ngủ luôn luôn tắt đèn thói quen này phụ thân nàng cũng biết chỉ có làm như vậy phụ thân mới có thể không đi vào bên trong không ngờ hôm nay phụ thân bị làm sao ông ấy phát hiện chỗ kỳ lạ nên nhất định phải đi vào thư quân liếc mắt nhìn nam nhân đứng sau bình phong nàng gấp đến độ muốn bật khóc thư quân hít sâu một hơi tựa người vào giường làm bộ như vừa tỉnh lại phụ thân nữ nhi vừa mới tỉnh dậy. Thư Lan Phong nghe được giọng điệu này của nàng, bên trong sự dịu dàng mang theo một chút nức nở, còn chứa đựng vài phần lo lắng. Con bé đang lo lắng chuyện gì? Đúng lúc này, thiện ma ma vội vàng chạy tới, liếc mắt nhìn vị chủ quân đang xa sầm mặt ngồi trên ghế, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thư Lan Phong bình tĩnh tìm cho mình một cái cớ, ta nhìn thấy một con cú mèo lẻn vào phòng tiểu thư, ngươi vào xem một chút, không được làm tiểu thư bị thương thiện ma ma bán tín bán nghi vén rèm ngọc bước vào trái tim thư quân đập loạn xạ như muốn nhảy lên tận cổ họng ánh mắt nàng len lén liếc nhìn chỗ bình phong hình như không thấy bóng dáng bùi việt thư quân dần bình tĩnh trở lại thiện ma ma cẩn thận từng ly từng tí đặt ngọn đèn gió trong tay ở góc tường sau đó lại thắp một ngọn đèn bạc khác đến khi cả căn phòng sáng lên bà ta bắt đầu tìm cú mèo ở xung quanh thư quân tựa vào gối ánh mắt nàng theo dõi bước chân của thiện ma ma Thiện ma ma tìm một vòng cũng không phát hiện gì, đứng ở bên cạnh rèm ngọc bẩm báo với Thư Lan Phong, lão ra, nô tỳ tì không tìm được con cú mèo nào cả. Thư Lan Phong thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Thư Lan Phong bị ma xui quỷ khiến thế nào mà ông ấy lo lắng trong phòng nữ nhi có người, nên mới cố ý dùng chiều này. Bây giờ Thư Lan Phong nghe trong phòng không có ai, trong lòng có chút thoải mái, chỉ là ông ấy vẫn không yên tâm. Thư Lan Phong cho nữ nhi một chút thời gian, ông ấy nghĩ chắc Thư Quân đã ăn mặc chỉnh tề, nên tự mình vén rèm đi vào thư lan phong lập tức nhìn về phía nữ nhi khuôn mặt nữ nhi trắng trẻo trên mặt vẫn còn nét ửng hồng tóc mai ướt đẫm còn vương trên trán cùng thái dương dính vào hai gò má đôi mắt phiếm hồng mang theo vài phần hờn rỗi hơi thở rõ ràng không ổn định thư lan phong là người từng trải dường như liếc mắt một cái đã nghi ngờ điều gì con đang đau sao thư quân tủi hờn bĩu môi nhẹ nhàng gật đầu thư lan phong nhìn thoáng qua giường ngủ sạch sẽ ông ấy ngửi thấy mùi thuốc trong phòng tựa chán lên chiếc ghế bành cạnh bình phong rồi ngồi xuống, trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Thiện ma ma chỉ cảm thấy lão gia có chút kỳ lạ, nhưng bà ta cũng không hỏi nhiều, thấy khuôn mặt thư quân ướt đẫm. Thiện ma ma vội vàng phân phó thực dược mang khăn lông nóng đến, tự mình lau chùi cho thư quân. Thư Lan Phong thản nhiên nhìn nữ nhi của mình, tâm trạng phức tạp, gần đây quân nhi vô cùng siêng năng, làm cho ta khăn tay, khăn lau, dây đai, áo trong, áo ngoài, ta còn đếm không hết. Thư quân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ không phải do nữ nhi rảnh rỗi thấy nhàm chán sao trong lòng thư quân âm thầm nhận lỗi với thư lan phong dù sao vật liệu nàng dùng cho bùi việt còn thừa gom lại cũng miễn cưỡng làm được cho phụ thân vài món đồ thư lan phong vuốt râu thở dài quả nhiên nữ nhi đã lớn rồi không hiểu sao thư lan phong lại đột nhiên nhớ tới dây đai ông ấy chuyển đề tài kiều kiều có phải con có chuyện gì giấu phụ thân đúng không khuôn mặt thư quân đỏ bừng yếu ớt đáp tại sao phụ thân lại hỏi con như vậy chỉ là phụ thân cứ cảm thấy trong lòng có chút không yên có phải là do phụ thân suy nghĩ nhiều hay không thư quân cũng muốn thành thật với phụ thân và mẫu thân chỉ là một khi nàng mở miệng sợ rằng nàng sẽ phải vào cung chuyện nàng thích bùi việt không sai nhưng hoàng cung đối với nàng mà nói quá xa lạ thư quân vẫn muốn ở nhà một khoảng thời gian nữa thư lan phong thở dài quả thực ông ấy đã nghĩ nhiều ông ấy vậy mà lại nghi ngờ nữ nhi có quan hệ gì đó với hoàng đế chuyện này làm sao có thể nếu nữ nhi của ông ấy thật sự được hoàng đế coi trọng, sợ rằng lúc này người đã ở trong cung. Đương Kim Thánh Thượng là người tài hoa, giỏi giang, khí độ phi phàm, tuyệt đối sẽ không có chuyện nửa đêm lẻn vào khuê phòng nữ nhi. Thư Lan Phong giữ người với nghi ngờ của chính mình, đúng là chuyện gì ông ấy cũng dám nghĩ. Thư Lan Phong xoa xoa ấn đường, sốc lại tinh thần, đứng dậy nói, vậy kiều kiều nghỉ ngơi cho tốt, chỉ là phụ thân không yên tâm nên đến xem, bây giờ ta sẽ trở về ngay. Đợi người rời đi, thư quân cũng thúc giục thiện ma ma quay về nàng nháy mắt với thực dược thực dược cũng vội vàng lui xuống trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại thư quân không chắc bùi việt đã rời đi hay chưa nàng nhỏ giọng gọi bệ hạ ngài còn ở đó không một lát sau bóng người tuấn tú kia một lần nữa bước ra từ sau bình phong thư quân nhìn thấy hắn vội vàng từ trên giường ngồi dậy xin lỗi bệ hạ để ngài phải khó chịu rồi sắc mặt của bùi việt không có gì thay đổi ngược lại hắn còn nhìn thư quân từ trên xuống dưới đã ổn hơn chưa Vừa rồi thư quân lo lắng quá, nên nàng còn chưa để ý bản thân. Lúc này thư quân mới cố ý xoa nắn, cặp mắt sáng lên, thân nữ đã khá hơn nhiều, bệ hạ, thuốc này thật thần kỳ. Sau đó, nàng mới ý thức được mình lỡ lời, thư quân cười tủm tỉm sửa lại là nhờ thủ pháp của bệ hạ tốt. Bùi Việt bật cười, giơ ngón tay lên che khóe mắt nàng, cố gắng che đi màu đỏ quyến rũ kia, lẩm bẩm nói, kiều kiều, thời gian đã không còn sớm, chẳng phải quay về hoàng cung. Thư quân bỗng nhiên có chút luyến tiếc, trong mắt hiện ra chút ẩm ướt, vậy ngày mai ngày còn tới không? Bùi Việt bị ánh mắt quyến rũ của nàng nhìn đến nỗi trong lòng không khỏi nóng lên, hắn trèo đèo lội suối chạy tới, dù sao cũng nên đòi một chút lợi ích trước khi trở về. Bùi Việt nhẹ nhàng hôn lên trán Thư Quân, thuận thế men xuống bắt lấy đôi môi của nàng mà mân mê, giọng hắn khàn khàn, nàng muốn chậm đến sao? Ừm, hai tay Thư Quân chống trên giường, cố gắng phối hợp với hắn để bù lại sự chênh lệch giữa dáng người của hai bên. Bùi Việt nhận ra động tác của Thư Quân, ngón tay len lỏi vào trong những sợi tóc của nàng ôm nàng thật chặt hắn hôn rất sâu mãnh liệt hơn bao giờ hết một hồi lâu sau khi bùi việt rời đi thư quân nằm một mình trong đêm tối tâm trí nàng còn đắm chìm trong nụ hôn không thở nổi kia bùi việt ở trước mặt nàng vẫn bị động và kiềm chế bản thân nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi hắn dường như muốn nuốt lấy nàng thư quân đỏ mặt vùi mình vào trong chăn ngày hôm sau trời chưa tối bùi việt đã tới thư quân vừa hưng phấn vừa lo lắng ánh mắt liên tục nhìn về phía cửa sổ. Ngài tới sớm như vậy, lỡ như lát nữa phụ thân thần nữ tới, lỡ như phải rằng con nữa thì sao? Bùi Việt nhìn tiểu cô nương đang hốt hoảng kia, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chấm có thể phòng bị cẩn thận. Ví dụ như hôm nay, chấm đã nghĩ ra một biện pháp, giữ phụ thân nàng ở lại tàng thư các. Thư quân mở to hai mắt, còn có thể làm như vậy sao? Bùi Việt giải thích với nàng, gần đây quốc tử giám và Hàn Lâm viện đang bàn bạc chuyện biên soạn một bộ thư. Phụ thân nàng phụ trách bộ phận kinh thư, chấm cho ông ấy đến tàng thư các sửa sang lại thư mục. Cho nên, lúc này phụ thân nàng đang lao vào làm, bây giờ vẫn chưa dùng bữa chưa đâu. Thư quân hé miệng cười khẽ, đấm nhẹ nhẹ vào ngực bùi việt, bệ hạ lại làm chuyện xấu rồi. Lời này rất rõ ràng nên không thể hiểu theo nghĩa khác, chỉ là phối hợp với giọng điệu làm nũng của nàng, lập tức khiến cho người ta mơ màng. Một hồi lâu sau, bùi việt cũng không nói gì. Thư quân nhìn vào đôi mắt mãnh liệt của hắn, nàng nhớ đến nụ hôn tối hôm qua, vội vàng trốn vào trong chăn chỉ để lộ bàn chân nhỏ trắng như tuyết ra ngoài chọc chọc vào bên người bùi viện hu hu bệ hạ chữa thương cho thần nữ đi bùi việt nhìn ngón chân đáng yêu trắng như ngọc của nàng trong lòng thầm cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần ở ngự thư phòng còn một đống việc nhưng hắn lại chạy tới nơi này nghe tiểu cô nương sai khiến bùi việt nghe lời thư quân nâng chân nàng lên thậm chí còn vỗ nhẹ một cái phát ra tiếng rắc rắc thư quân tức giận rút chân về lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp từ trong chăn buồn bực nói bệ hạ đánh thần nữ làm gì nàng không ngoan mặt bùi việt không biến sắc nắm lấy chân thư quân lần nữa lần này hắn bắt đầu chăm chú xoa so bóp cho nàng không bao lâu sau với lực đạo không nhẹ không nặng của bùi việt chân của thư quân đã về lại diện mạo vốn có đau thì cũng đau chỉ là tiếng kêu ngày hôm nay của nàng so với hôm qua không giống nhau nàng vui mình vào trong chăn tiếng kêu đau cũng bị lấp bởi tấm chăn dày kia trở nên mơ hồ không thôi còn tưởng có chăn đệm che chắn thư quân có thể không nghĩ ngợi gì mà đau đến xoay tới xoay lui ở trong chăn giống như một nàng tiên cá bị mắc cạn bùi việt nhắm mắt lại không nhìn nàng tiếng kêu của thư quân càng ngày càng rõ ràng ở bên tài giống như nước đường mật chảy ra từ trong hũ chầm chậm, chậm và trơn trượt chạy khắp cả người lan đến các giác quan có một chỗ ứ ừ máu ở chân thư quân mà thuốc mỡ hôm qua bôi vào chỗ bầm tím được thẩm thấu cho nên hôm nay chân nàng đã khá hơn một chút chỉ là còn một chỗ bị bầm bùi việt cố gắng khơi thông chỗ máu bầm kia thư quân chịu không nổi bò ra từ trong chăn nàng chui vào trong lòng bùi việt hai tay túm vạt áo hắn liên tục khẩn cầu ngài nhẹ một chút xin ngài tha cho ta đi mà thân hình bùi việt cao to lồng ngực rộng lớn đủ cho nàng vùng vẫy người nhẫn tâm kia thờ ơ đè lại chỗ đau của nàng giống như nắm lấy điểm yếu của thư quân mặc cho thư quân xin hắn thương xót thì bùi việt cũng không chịu buông tay tại sao bùi việt lại xấu xa như vậy trong lòng thư quân nghĩ thầm tiểu cô nương cũng không còn cách nào khác vụng về chạm vào đôi môi mỏng của hắn nghĩ hết mọi cách ép bùi việt dừng tay quả nhiên động tác của bùi việt đã dừng lại cơn đau ở mắt cá chân đã biến mất cô nương nếm được vị ngọt thì lập tức biến cái chạm nhẹ như tuyết rơi hóa thành sự giao hòa giữa băng tuyết một tay bùi việt giữ im mắt cá chân nàng bảo vệ cho vết thương không bị va phải tay kia dính đầy thuốc mỡ buông lỏng xuống một bên bùi việt chợt cảm thấy tư thế của nàng không đúng sau đó lại lo lắng khí huyết dưới chân nàng không thông vậy nên một tay hắn ôm lấy cả người nàng hai tay thư quân bám lên cổ bùi việt nàng cứ như vậy mà treo lơ lửng trên người hắn thư quân vẫn biết sức mạnh giữa nam nhân và nữ nhân cách xa nhau nhưng tranh lệch này cũng cách xa quá mức đáng sợ dường như bùi viện rất dễ dàng vặn người nàng lại thư quân hôn một lúc lâu nhưng nàng cũng không thể nào biến thép thành sợi chỉ mềm mại được đợi khi không còn không khí để hô hấp thư quân tỏ vẻ uất ức nhìn hắn chỉ thấy ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng một cách lạ thường bùi việt bình tĩnh hỏi nàng đã hôn đủ chưa thư quân khịt mũi không lên tiếng bùi việt nhìn nàng không nhúc nhích vậy thì ta tiếp tục sau đó bùi việt thả nàng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của thư quân lộ vẻ suy sụp rõ ràng chỉ là chị thương vậy mà hai người lại lăn qua lăn lại đến nỗi cả người lấm tấm mồ hôi sau khi vết bầm tím tan đi thư quân không thấy đau nữa nàng lười biếng nằm trong chăn ánh mắt giống như sợi củ sen mà dính trên người hắn sau này bệ hạ còn có thể thương ta như vậy không bùi việt đối xử với nàng cũng quá tốt đêm tuyết gió lạnh lại đến tận nơi trị thương cho nàng. Biểu cảm của Bùi Việt không chút thay đổi, trái tim đã sớm bị nàng chinh phục từng chút một, sau này, ngày nào chẫm cũng thương nàng. Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào Bùi Việt còn nói thêm một câu, đến lúc đó nàng cũng đừng kêu đau. Thư Quân chắc chắn lắc đầu, mang theo vẻ ngây thơ, "Không đâu, ta vui còn không hết." Bùi Việt cười cười, chẫm sẽ nhớ kỹ lời này của nàng. Dĩ nhiên, Thư Quân vẫn chưa ý thức được lời nói của hắn có hàm ý gì nàng nghe được có một chút gió lạnh luồn qua khe cửa sổ thúc giục nói với bùi việt bệ hạ đêm đã khuya rồi ngài mau quay về đi ngày mai ngài còn có chiều vụ nữa bùi việt nhìn nàng một cái biết được người thư quân ra mồ hôi nên nàng muốn thay quần áo hắn không ở lại thêm nữa bùi việt uống một ngụm trà nóng rồi rời đi cũng không biết ông trời có đối nghịch với hắn hay không đêm nay gió tuyết rơi vô cùng lớn không dễ gì bùi việt mới phóng ngựa chạy về đến phụng thiên điện lý công công túc trực nói cho bùi việt bệ hạ tế tử quốc tử giám tôn đại nhân và ti nghiệp thư đại nhân đang đợi ngài ở thiên điện nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với bệ hạ bùi việt sửng sốt bảo hai vị ái khanh chờ một chút trẫm thay y phục rồi sẽ đến mùa đông khắc nghiệt bùi việt cũng không tiện để hai người đợi lâu hắn đoán có lẽ là có liên quan đến chuyện biên sửa lại sách cho nên bùi việt chỉ thay một bộ long bào rồi đi tới chắc điện thư lan phong và tôn lão tiên sinh đang nghị luận không ngừng về chuyện biên sửa lại thư cho đến khi hình bóng của thánh thượng xuất hiện hai người mới ngậm miệng sau đó đồng loạt thỉnh an Bùi Việt. Bùi Việt đứng ở vị trí không xa không gần, phất tay với hai người, miễn lễ, đã muộn như vậy rồi, không biết hai vị ái khanh còn có chuyện gì. Thư Lan Phong nhìn hắn một cái, vì chuyện đêm qua nghi ngờ hoàng đế qua lại với nữ nhi của mình nên hôm nay ông ấy nhìn hoàng đế ít nhiều có vài phần trột dạ. Nhìn Bùi Việt không có ý ngồi xuống, có thể thấy được hắn không muốn nói nhiều với bọn họ. Trên thực tế, Thư Lan Phong và Tôn Đại Nhân cũng không hẳn là có chuyện gấp, vốn dĩ bọn họ cũng không cần đợi lâu như vậy chỉ là người làm trong cung không dám tùy ý để lộ hành tung của bùi việt nên mới nói hoàng đế không ở ngự thư phòng hai người nghĩ gió tuyết dày đặc cuối năm cũng sắp đến gặp hoàng đế một lần cũng không dễ dàng vậy nên bọn họ dứt khoát chờ một chút ai ngờ bọn họ chờ thêm một chút một canh giờ đã trôi qua tôn lão tiên sinh mở miệng giải thích nguyên nhân trước ông ta nhắc tới việc có thể phải ra vào tàng thư khác khẩn cầu hoàng đế viết một bức thư tay nữa cho thư lan phòng bùi việt gần như không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý Chuyện này dễ mà, người đâu, chuẩn bị bút mực. Bùi Việt đồng ý quá thoải mái, Thư Lan Phong không kìm được lòng vui mừng khôn xiết. Trong tàng thư các của Hoàng Cung có rất nhiều điển tịch chân quý nhất từ xưa đến nay, bên ngoài có nơi này cũng có, bên ngoài không có, nhưng nơi này lại có. Nếu như có bức thư tay này, trước khi hoàn thành biên sửa lại sách, Thư Lan Phong có thể ra vào thoải mái, đây là giấc mộng của bao nhiêu người đọc sách. Ban đêm, người làm trong cung không nhiều bằng ban ngày, khi một người trong đó cầm bút mực tới, tâm tình thư lan phong kích động với tư cách là thần tử hầu hạ chủ quân lúc này thư lan phong muốn đi lên phía trước hỗ trợ ông ấy vén tay áo lên đang muốn mài mực thì một mùi thuốc quen thuộc xông vào chóp mũi khiến cả người ông ấy nhất thời cứng nở bùi việt cũng không ngờ thư lan phong lại đến hầu hạ hắn mài mực sắc mặt hơi cứng nở bùi việt cố ý đứng xa một chút chính là muốn tránh thư lan phong không ngờ ngàn vạn tính toán ông trời vẫn không buông tha cho hắn đầu óc của thư lan phong như bị sét đánh dù nghĩ thế nào thì ông ấy cũng không nghĩ thông được đầu tiên là chuyện ở hành cung nhận được đãi ngộ đặc biệt thu hút rất nhiều sự chú ý sau đó là điều động cẩm y vệ và cả thái y viện để cứu thê tử của ông ấy ra khỏi nguy hiểm ngoài ra còn có dây đai lưng màu tràm gần như giống hệt đó và mùi hương của dầu thuốc dược liệu vương vấn khắp trên cơ thể mỗi một chuyện đều có thể được giải thích hợp lý nhưng với nhiều dấu hiệu như vậy gộp lại thư lan phong khó mà không nảy sinh nghi ngờ ông ấy âm thầm đưa mắt đánh giá vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn sau án dung mạo vô cùng tuấn tú cử chỉ nho nhã lúc ở trong triều thì biết nặng biết nhẹ ổn định triều cương trên chiến trường có thể anh dũng chiến đấu khó có thể tưởng tượng một nam nhân gần như có thể dung hai từ hoàn hảo để hình dung lại cùng với nữ nhi của mình thư lan phong không dám nghĩ tiếp trong lòng như đang bị một tảng đá lớn trói lại đè nặng ông ấy đến mức không thở nổi nhưng ông ấy vẫn có thể áp chế được dựa vào sự nhạy bén khi đã làm quan nhiều năm ông ấy lại đưa tay xuống cầm lấy thỏi mực và chậm rãi xoay nó theo một hướng nhất định im lặng không lên tiếng tiểu nội sử giúp bùi việt trải giấy viết ra sau đó lại dâng bút ngọc chu sa lên bùi việt nhận lấy cầm ở trong tay hắn nhìn thấy trong đáy mắt của thư lan phong trật lộ ra sự kinh ngạc rồi lại biến mất đêm qua thư lan phong vốn đã nảy sinh nghi ngờ hiện tại e là cũng đã tự có kết luận cả đời này bùi việt chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bối rối như giờ phút này len lút vụng trộm cùng với nữ nhi của người ta thậm chí còn bị đối phương bắt được ngay tại trận bùi việt nhíu mày trong mắt thư lan phong hắn vẫn đang duy trì sự bí hiểm mà một đế vương nên có nhưng thư lan phong thật sự đang ngùa ngạt muốn chết nhân lúc bùi việt vẫn còn chưa bắt đầu động bút ông ấy cắn răng hỏi một câu bệ hạ ngài đã bị thương sao cây bút chu sa trong tay của bùi việt khẽ động chẳng biết tại sao hắn lại cảm nhận được sự châm chọc trong giọng nói của thư lan phong ánh mắt của hắn vẫn đang dán chặt vào tờ giấy vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh trả lời sáng nay lúc tập võ không cẩn thận bị trẹo tay hắn bày ra dáng vẻ không muốn nhiều lời bắt đầu hạ bút ngay bây giờ đây hắn hoàn toàn có thể thừa nhận và bày tỏ tâm ý muốn cưới thư quân trước mặt thư lan phong nhưng một khi hắn thừa nhận thì không khác gì nói cho thư lan phong biết hắn đã bí mật lén lút qua lại với thư quân mặc dù đối với một hoàng đế thì chuyện này cũng không tính là chuyện gì quá to tát nhưng hắn vẫn không muốn cho vị nhạc phụ này nắm được bất cứ điểm yếu nào càng không thể cho ông ấy cơ hội chất vấn thư quân thư quân rất dễ xấu hổ nhất định nàng sẽ khóc đến sương mắt sau khi thư lan phong nghe xong lời này cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào vẻ mặt của bùi việt lại càng không có bất cứ điểm sơ hở nào trong lòng ông ấy càng thêm chắc chắn nhưng sau khi chắc chắn thì sao bất kể là đế vương có lý hay vô lý một khi đâm thủng tầng cửa sổ giấy này nữ nhi chắc chắn sẽ không thể không vào cung thư lan phong tuyệt đối không thể đưa nữ nhi mỏng manh yếu đuối của mình vào bên trong hoàng cung ăn thịt người đó được chính vì thế mà ông ấy đành giả vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra nhân lúc hoàng đế vẫn còn chưa hạ chỉ nghĩ biện pháp ứng đối thế là thư lan phong đã nói một câu thể hiện sự quan tâm sau khi mài mực xong thì lui sang một bên quân thần hai người đều có tâm tư riêng nhưng đều ngầm hiểu rằng không thể vạch trần đối phương tôn tế tiểu nghe được tin hoàng đế bị thương lập tức trở nên lo lắng cẩn thận hỏi nguyên nhân sau đó lại khẩn cầu hoàng đế yêu quý thân thể còn bùi việt chỉ mỉm cười và trả lời ứng phó vài câu sau khi viết xong bức thư tay hắn đưa cho thư lan phong thư lan phong dùng cả hai tay để nhận lấy dáng vẻ vô cùng cung kính không thể tìm ra một chút sơ hở thần cáo lui nhìn bóng đang cúi người dần dần lui đi của thư lan phong đáy lòng bùi việt bỗng cảm thấy trống rỗng vẻ mặt của thư lan phong không hề biểu hiện ra một chút vui mừng nào khi thấy nữ nhi của mình được hoàng đế sủng ái thậm chí đến một chút vinh hạnh gì đó cũng không có có nghĩa là thư lan phong không muốn cho thư quân vào cung bùi việt cảm thấy đau đầu hắn xoa xoa hai bên thái dương ý thức được chuyện này khá là khó để có thể giải quyết đêm đó thư lan phong cũng không hồi phủ ông ấy uống mấy ngụm trà đắng để giữ vững tinh thần ở lại tàng thư các tiếp tục tìm đọc văn thư hồ sơ trích lục riêng tất cả các mục gia sau đó lại giúp tiểu nội sử tìm sách ông ấy cứ như vậy bận rộn suốt cả một đêm mãi đến khi trời đã tờ mờ sáng tuyết cũng đã không còn rơi nữa ông ấy mới thu dọn đồ đạc rời khỏi tàng thư các lúc xuất cung xe ngựa của thư gia đã đợi ông ấy ở ngoài cửa tây hoa Thư Lan Phong bước lên xe ngựa với tâm trạng nặng nề. Ông ấy ngồi ở trong xe ngựa, hai bàn tay nắm lại với nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi, cả một đêm thức trắng, cơ thể của ông ấy lúc này đã vô cùng mệt mỏi, thế nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Hoàng đế vừa mới đề bà thê cữu vào kinh, điều này đã làm thay đổi hoàn toàn tình cảnh của Tam Phòng và Tô Gia. Bởi vì đây có thể được xem là ân nghĩa rất to lớn, nhưng nếu như phải lấy hạnh phúc, thậm chí là cả tính mạng của nữ nhi ra để trả giá thì thư lan phong chắc chắn không đồng ý và ông ấy tin rằng nếu như thê cữu biết được chân tướng cũng sẽ có lựa chọn giống như mình bất kể mọi việc có như thế nào trước khi hoàng đế hạ chỉ ông ấy cũng phải liều một phen nửa canh giờ sau xe ngựa đã ổn định vững vàng dừng lại trước cửa lớn thư gia lúc thư lan phong xuống xe một luồng gió lạnh ập thẳng vào mũi sau khi nhìn quanh bốn phía ông ấy mới phát hiện ra một điều rằng trong thời gian cả thành đều bị băng tuyết che phủ này không ngờ con ngõ nhỏ phía trước thư gia lại được dọn dẹp một cách sạch sẽ đến như thế hạ nhân của thư gia có tính cách như thế nào thư lan phong là người hiểu rõ nhất sở dĩ ông ấy có thể thuận lợi đi thẳng về đến phủ chắc chắn là do hoàng đế đã ra lệnh cho binh mã dọn dẹp từ trước để cho thư gia dễ dàng đi lại thư lan phong lắc lắc đầu rồi bước xuống xe ngựa đầu tiên ông ấy đi tới hậu viện thỉnh an lão thái thái sau đó thì trở lại tam phòng lúc đi ngang qua tiền sảnh theo bản năng ông ấy liếc mắt nhìn về phía viện của thư quân và hỏi bà tử giữ cửa cô nương đâu bà tử trả lời cô nương tỉnh dậy một lúc sáng sớm sau khi ăn cháo xong thì lại đi ngủ rồi hạ à. thư lan phong không nói gì sau khi đi tới chính viện rửa mặt tắm gội xong thì quay về phòng bây giờ đã là giờ tị ba khắc tô thị đã thức dậy từ lâu bà ấy đang dựa vào giường làm tất cho ông ấy thư lan phong lo lắng bà ấy sẽ mệt mỏi bèn khuyên nhủ quân nhi đã làm cho ta không ít nàng cũng đừng phí sức nữa tô thị mỉm cười nơi hàng lông mày vẫn toát ra vẻ xinh đẹp như lúc còn trẻ còn không phải là do ta rảnh rỗi quá sao. Thư Lan Phong nhớ tới nữ nhi mỏng manh, yếu đuối của mình bị thiên tử dụ dỗ làm nữ công cho hắn, thì ra đầu đột nhiên cảm thấy tê dại. Ông ấy trầm mặc một hồi sau đó nói với thê tử, lúc trước ta sợ nàng lo lắng nên có một chuyện ta đã không nói cho nàng biết. Mấy ngày nay quân nhi không tới đây không phải là bị cảm lạnh mà thực ra là con bé đã bị ngã. Tô Thị vừa nghe thấy thế, chiếc kim bỗng đâm vào tay, thất thanh nói, nghiêm trọng không, hiện tại con bé thế nào rồi thư lan phong thấy sắc mặt hoảng sợ của thê tử vội vàng trấn an cũng không có gì nghiêm trọng nàng đừng quá hoảng sợ hai ngày nay con bé đã khá hơn rất nhiều rồi nếu không ta cũng không dám nói cho nàng biết tô thị dần bình tĩnh lại hai hốc mắt đã ướt đẫm ta đã nói đứa nhỏ này bình thường khỏe mạnh tại sao lại không tới chính viện tận mấy ngày liền thiện ma ma nói là con bé bị cảm lạnh nên ta mới không chú ý đến không được ta muốn đi thăm con bé thư lan phong mỉm cười ngăn cản nàng đừng nóng vội hay là như thế này đi ta bảo thiện ma ma sai người cõng con bé đi từ bên cửa hông qua đây năm trước con bé ở chính viện còn ta thì lại bận ngược bận xuôi vừa mới trở về nên ta sẽ đóng cửa nghỉ ngơi trong thư phòng không làm phiền đến mẹ con các nàng đâu tô thị nghe vậy thì lộ ra ý cười cũng tốt vậy thì thiệt thòi cho lão ra rồi bà ấy hoàn toàn không biết thư lan phong còn có tính toán khác thư lan phong cười cười không nói tiếp quay lưng gọi thiện ma ma cõng thư quân qua khoảng chừng vào lúc gần trưa Thư Quân đang ngủ đến mê man, đột nhiên bị bà tử và nha hoàn chỉnh trang lại sau đó đưa tới chính viện. Đã nhiều ngày nàng không gặp mẫu thân, Thư Quân cũng rất nhớ bà ấy. Nàng nằm trong lòng Tô thị làm nũng một lúc, còn Tô thị thì chỉ lo xem nàng bị thương có nghiêm trọng không, ôm nàng đau lòng đến đứt ruột đứt gan. Thư Lan Phong ngẩn ngơ nhìn nữ nhi một lúc, hôm qua ông ấy đã thức trắng cả một đêm, lúc này cơ thể đã không chịu nổi nữa. Một bên phân phó người hầu đi chuẩn bị bữa ăn, một bên nói với Thư Quân, "Sau này, con hãy ngủ cùng mẫu thân con." phụ thân sẽ đến thư phòng nghỉ ngơi. Hà, thư quân vô cùng kinh ngạc. thư lan phong nheo mắt nhìn nàng. nếu như lại là trước kia thì không biết nàng sẽ vui đến mức nào, nhưng bây giờ nàng lại có phản ứng như thế này, có thể thấy được là nàng đang không vui. sao vậy? con không muốn ở bên cạnh mẫu thân à? tô thị là người đầu tiên phản ứng lại. bà ấy lay người thư quân. a, à, không phải như thế. tự nhiên nữ nhi muốn. thư quân trong lòng chợt trở nên bồn chồn, miễn cưỡng lộ ra nụ cười sợ bị Tô Thị phát hiện nên lập tức nhào vào trong lòng bà ấy. Tô Thị bị nàng làm cho cả người ngứa ngáy, cười vỗ về đầu của nàng. Thư Lan Phong đứng dậy đi ra ngoài, bước ra cửa, thấy thực dược bưng giỏ theo đi vào. Ông ấy bỗng nhiên gọi nàng ấy lại, khoan đã. Thực dược vội vàng dừng bước, quay lại thỉnh an Thư Lan Phong, lão ra, ngài gọi nô tỳ có việc gì sao. Thư Lan Phong liếc mắt nhìn qua chính phòng, sau đó cả hai tránh đến một góc ở hành lang nói chuyện, hậu viện nhiều người. Thiếu một người là ngươi cũng không sao, kể từ hôm nay trở đi ngươi đến thư phòng ở ngoại viện lo việc trả nước đi. Thực dược vừa nghe thấy thế thì biết đã có chuyện không ổn, sắc mặt trở nên trắng bệch, lập tức quỳ xuống, nước nở nói, lão ra, nô tỳ sai rồi. Ngài có chuyện gì phạt nô tỳ mấy trượng, hoặc là khấu trừ tiền lương của nô tỳ cũng được, ngàn vạn lần đừng bắt nô tỳ rời xa cô nương. Đương nhiên, Thư Lan Phong cũng biết rằng thư quân không có thực dược ở bên cạnh là không được, ông ấy chỉ là đang dọa chút thôi. Sắc mặt lạnh lùng trước nay chưa từng có, ngươi muốn ở lại bên cạnh quân nhi cũng không phải là không được. Thứ nhất, phải biết giữ mồm giữ miệng, một chữ cũng không được nói lung tung. Thứ hai, ngươi phải nhớ kỹ ai mới là chủ tử của ngươi. Thực dược như bị sét đánh, cả cơ thể cúi dạp xuống, dập đầu, nô tỳ hiểu rồi. Mỗi ngày thực dược đều sống trong thấp thỏm và bất an, sợ rằng một ngày nào đó sự việc sẽ bại lộ. Hiện giờ Thư Lan Phong đã biết được chuyện của Thư Quân và Hoàng đế. Không hiểu sao thực dược lại cảm thấy như chút được gánh nặng, nàng ấy rưng rưng nước mắt, dập đầu mấy cái nô tỳ sẽ nghe theo lão ra an bài chỉ là nô tỳ cầu xin lão ra đừng trách cô nương cô nương cũng không có cách nào khác thư lan phong làm sao không biết nữ nhi của mình bất lực cùng đường chứ con bé ngốc nghếch kia chắc chắn là vì nể tình hoàng đế cứu tô thị nên mới quyết tâm báo đáp bằng cả đời mình đi vào hầu hạ đi không được để lộ biết chưa ông ấy cau mày đi về phía ngoại viện thực dược vội vàng lau hết nước mắt trên mặt mình sau đó ôm cái sọt đi vào chính phòng ngày hôm nay tâm tình thư quân không được tốt cho lắm không phải là nàng nhất định phải gặp bùi việt cho bằng được nàng chỉ sợ đêm nay hắn đến thì sẽ trở thành công cốc sau khi ăn trưa xong nhân lúc tô thị nghỉ trưa thư quân bèn bảo thực dược nghĩ cách để đưa được tin tức ra ngoài thực dược ngoài mặt đồng ý nàng nhưng sau lưng thì lại không dám hành động thư lan phong bảo nàng ấy mặc kệ thế là nàng ấy đành giả vờ bị mù không biết gì cả thư lan phong ngủ một mạch đến tối Lúc ông ấy đi tới hậu viện thì nhìn thấy nữ nhi đang ngồi trên giường la hán ngẩn người. Thiện ma ma bưng ghế con ngồi ở trước mặt nàng, cầm một bình thuốc mỡ hoạt lạc, xoa bóp cho thư quân. Vẻ mặt của thư quân rất mệt mỏi, thỉnh thoảng còn nhíu nhíu mày. Thư Lan Phong chậm rãi bước tới bên cạnh nàng, cúi người hỏi, thiện ma ma xoa bóp không thoải mái bằng hắn sao. Ừm, thư quân không nghĩ ngợi gật đầu, sau đó lại lập tức phản ứng lại, không phải đâu, phụ thân. Thư Lan Phong nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi của nữ như, một tia may mắn cuối cùng trong lòng cũng không còn nữa. Đúng vậy, nam nhân đêm hôm khuya khoát lẻn vào khuê phòng của nữ nhi, giúp nữ nhi chữa thương không ai khác chính là đương kim thánh thượng. Thư Lan Phong ngồi đối diện thư quân, hai tay dày dày chán, cảm thấy tâm trạng hỗn tạp hơn bao giờ hết. Đường đường là một bậc đế vương lại đến xoa bóp chân cho một tiểu cô nương, thật đúng là mất hết thể diện. Thư Lan Phong không biết nên khấu tạ thiên ân hay là nên tức giận nữa. Thư quân nhìn thấy phụ thân sắc mặt u ám của phụ thân, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Gần đây, nàng vẫn do dự muốn tìm cơ hội để kể hết sự tình cho phụ thân biết nhưng mỗi khi định mở miệng nàng lại chần chừ hoặc là không có sức mạnh nói cho phụ thân để nàng vào cung cùng làm thiếp, hoặc là vì không đủ tự tin để nói với phụ thân rằng mình sẽ vào cung làm thiếp, hoặc là muốn tham lam hưởng thụ thêm một chút sự ấm áp trong nhà. Bây giờ phụ thân nàng lại hỏi nàng câu đó, rõ ràng là ông ấy đã nghi ngờ nàng lén lút gặp gỡ với nam nhân bên ngoài. Thư quân hít vào mấy hơi khí lạnh, nàng lau nước mắt, nói với thiện mama, mama, ngươi hãy tránh mặt một lúc đi ta có chuyện muốn nói với phụ thân nàng còn chưa nói xong thư lan phong đã đưa tay ngăn cản nàng không con không cần nói gì cả ta cũng không muốn biết gì cả thư lan phong đứng dậy đi về phía đông phòng tô thị khi đi ngang qua thư quân giọng nói chậm lại con à đây không phải lỗi của con tất cả mọi chuyện cứ giao cho phụ thân là được đêm càng khuya trong lòng thư quân càng trở nên bất an bên ngoài gió bắc gào thét từng cơn ma sát vào khung cửa sổ rít lên từng tiếng Nàng sợ Bùi Việt sẽ mặc kệ gió tuyết chạy tới tìm nàng. Mặc dù là một nữ tử hậu trạch không dành thế sự như nàng cũng hiểu được cuối năm là thời điểm bận rộn nhất trong triều. Ba ngày hắn đã phải bận rộn xử lý triều cương, ban đêm lại phải hứng chịu gió lạnh, thư quân vừa nghĩ đến đây, trong lồng ngực bỗng nhói lên đau đớn. Tô thị vốn nhạy bén, đột nhiên phát hiện hôm nay giữa Trưởng phu và nữ nhi của mình có gì đó không đúng lắm. Thế là bà ấy ôm Thu Quân vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng trấn an nàng, "Quân nhi, con và phụ thân có chuyện gì giấu ta phải không?" đâu có thư quân hai mắt đỏ hoe ngước mặt lên nhìn bà ấy phụ thân chọn cho nữ nhi một người con rể nhưng nữ nhi không thích đây là lý do thoái thác mà hai cha con nàng đã thương lượng xong tô thị nở nụ cười lại bắt đầu hỏi nam tử kia là người ở đâu giọng nói của bà ấy vô cùng dịu dàng mềm mại cứ như thế đang hát một bài hát du vậy ý thức của thư quân dần dần trở nên hỗn độn mơ mơ màng màng nói hắn sinh ra ở nơi vô cùng tốt tính tình trầm ổn tô thị càng ngày càng cảm thấy buồn cười xoa xoa mái tóc của nữ nhi, con đang mê sảng đó à? Trên đời này có nam nhân nào tốt như thế sao? Có mà, nếu đã tốt như vậy thì tại sao con lại không đồng ý? Thư quân ngủ thiếp đi. Bùi Việt quả thực là đã tới thư gia, hắn đứng giữa gió tuyết mịt mù suốt nửa đêm. Bản thân hắn cũng biết rõ rằng Thư Lan Phong nhất định sẽ không cho hắn gặp được thư quân nhưng hắn vẫn tới. Hắn chỉ là muốn nói cho thư quân biết rằng hắn không nuốt lời, cũng sẽ không bao giờ nuốt lời. Sáng sớm ngày 22 tháng Chạp, gió lớn tuyết trắng đan sen cửa lớn của điện phụng thiên kêu lên theo từng đợt gió quật phe cánh của cố vân sinh tìm được một số chứng cứ tề tranh cùng với đô sát viện ngự sử tham nhũng vạch tội tề tranh trên trong tấu trương trên chiều trong đó còn liên quan đến tả tướng lý triệt đời trước triều đình hỗn loạn toàn bộ kinh thành thần hồn nát thần tính khi thiên hạ mới mới được thành lập quy định các bộ vẫn chưa được hoàn thiện còn nhiều chỗ cho con người dễ dàng thao túng lách luật thế nhưng hiện tại thiên hạ đã ổn định giờ đây đã có lại bộ sát hạch hộ bộ phê duyệt đều nên có những luật lệ để có thể ổn định lâu dài gốc rễ bị hư thì phải rút cái gân bị thối giữa kia ra phần mục nát bên trong phải được loại bỏ hoàn toàn đợi đến khi xuân đến hoa tươi nở rộ thì đất nước mới có thể hưng thịnh phồn vinh bùi việt tâm như gương sáng ngư ông đắc lợi đợi đến khi cục diện không còn quá hỗn loạn hắn mới bắt đầu chỉnh đốn triều cương sau giờ ngọ hắn trở lại ngự thư phòng lưu khuê đưa cho hắn một tấm thiếp mời bệ hạ ti nghiệp thư đại nhân cầu kiến thái thượng hoàng bùi việt dừng lại ánh mắt lướt qua khẽ chật một tiếng hắn gặp thái thượng hoàng không phải là chuyện tốt thần tử trong triều nếu muốn đến bái kiến thái thượng hoàng trước tiên phải dâng thiệp tới ti lễ giám sau đó do ti lễ giám trình lên thái thượng hoàng nhưng trên thực tế bùi việt nghiêm khắc quản chế việc bái kiến thái thượng hoàng của thần tử cho nên mỗi khi có thiệp lưu khuê sẽ đưa đến đây trước bùi việt đương nhiên có nhiều cách để ngăn cản nhưng hắn lại càng muốn biết thư lan phong định làm gì để cho hắn đi gặp đi thư lan phong được tư lễ giám trả lời nửa canh giờ sau chạy tới cung vạn thọ của thái thượng hoàng thái thượng hoàng từ lâu đã ngóng trông thư lan phong đưa nữ nhi vào hoàng cung lúc này chính chủ tới ông rất vui vẻ đón tiếp cung nhân nên đón thư lan phong vào noãn các không đợi thư lan phong hành lễ đã cao hứng nói không cần đa lễ ngồi đi thư lan phong không nhanh không chậm nhấc đầu gối lên quỳ xuống trước mặt thái thượng hoàng thần khấu tạ ân cứu mạng của thái thượng hoàng hôm nay trong nhà mọi việc đều đã tốt trong lòng nhớ nhung ân tình của ngài đặc biệt dặn dò thần đến đây dập đầu thỉnh an ngài. Vẻ mặt Thái Thượng Hoàng có chút khó hiểu. Chữa bệnh cho Tô Thị chính là chiêu bài của ông, sự tình đã qua hồi lâu, Thư Lan Phong lúc trước cũng đã tạ ơn, hôm nay lại cố ý tới đây thêm một lần nữa, đúng là có chút kỳ quặc. Lão nhân ra thử thăm dò, chấm quan tâm ái khanh, tự nhiên cũng là có duyên cớ. Ông cố ý ngập ngừng để xem Thư Lan Phong có tiếp lời hay không. Thư Lan Phong ngước mắt nhìn Thái Thượng Hoàng một cái, nụ cười trên mặt vẫn không chút thay đổi, thần hiểu, Mối hôn sự trước đó của quân nhi không thành là vì thư gia nhà chúng thần không có phúc khí. Trước mắt hiện đang có một mối tốt, cũng được xem như là giải quyết được tâm sự của thần. Hôm nay thần tới đây cũng là vì muốn nói cho ngài biết, kính xin ngài không nên nhớ nhung nữa. Tim của Thái Thượng Hoàng bỗng đập mạnh, chuyện này rất không ổn. Mối tốt gì? Thư Lan Phong đứng thẳng lên và nói, thần nhờ thiên ân mà được phong làm ti nghiệp quốc tử giám, có cơ hội gặp được rất nhiều các sĩ tử từ Nam ra Bắc. Trước đó không lâu thần vừa vặn gặp được một học sinh người Giang Nam, cũng chính là đồng hương của thê tử của thần đứa nhỏ kia tính tình trầm ổn rất có trách nhiệm trong nhà bần hàn thần và thê tử muốn chiêu tế cuối cùng thái thượng hoàng cung đã không thể tiếp tục duy trì được bình tĩnh khóe mắt căng thẳng một cô nương tốt như thế tại sao muốn chiêu tế sắc mặt của ông chợt trở nên xám xịt vì tức giận thư lan phong cười khổ nói trong nhà thần chỉ có một cô con gái này cả nhà nâng niu yêu thương như châu báu tính tình con bé dịu dàng đơn thuần không hề có chút tâm cơ phức tạp nào nếu gả ra ngoài không chừng bị người khi dễ, cho nên thần dứt khoát để ở nhà. Hơn nữa, lúc trước cũng không phải không có người tới cửa cầu hôn, nhưng nữ nhi đã thề trước Phật tổ, nói cái gì phải làm chính thề mới được. Hơn nữa, trượng phu đến năm 40 tuổi nhưng vẫn không có con mới có thể nạp thiếp, nếu vi phạm lời thề. Con bé sẽ không được chết một cách tử tế, thần vất vả tìm kiếm cũng chẳng có nhà nào đáp ứng được yêu cầu như vậy nên đành phải chiêu tế. Hai tay thái thượng hoàng từ đầu gối trượt xuống, sắc mặt âm trầm như nước đây đâu phải là tìm một mối hôn sự tốt, rõ ràng là đang kiếm cơ khéo léo cự tuyệt hoàng gia. Thư Lan Phong biết rõ hoàng gia và các triều thần chắc chắn sẽ không chọn thư quân làm hậu, cho nên mới nói ra những lời này để chặn miệng hoàng đế. Đối đãi của chính thê còn không thể có chứ đừng nói đến việc 40 tuổi không có con mới được nạp thiếp. Quả thực là hoang đường. Nhưng Thư Lan Phong một chữ cũng không đề cập tới hoàng đế, khiến thái thượng hoàng rất khó nói. Có điều nói đi cũng phải nói lại, những lo lắng của Thư Lan Phong cũng không phải là không đúng. Tính tình của thư quân quả thực là không thích hợp với hoàng cung, trừ phi hoàng đế phải bảo vệ nàng hết mực. Nếu không cây cao đón gió, người nổi bật dễ bị người khác làm hại, ngày nào đó nàng phải chết trong lúc phi tần tranh sủng cũng không phải là chuyện không thể. Thái thượng hoàng nhớ lại dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh của thư quân, cuối cùng cũng quyết định không làm rõ. Chuyện của Bùi Việt thì cứ để cho hắn tự mình quyết định đi. Yêu cầu này của thư tiên sinh làm khó người khác quá, khắp kinh thành cũng khó có thể tìm ra được nam tử như vậy." Thái thượng hoàng thản nhiên nói thư lan phong cười nói cũng đúng cho nên chỉ có thể chiêu tế ông ấy đã cân nhắc suy nghĩ rất kỹ càng cẩn thận đợi đến khi tình hình bình ổn ông ấy sẽ từ chức ti nghiệp sau đó mang theo thê tử và nữ nhi trở về giang nam đợi đến khi hoàng đế cưới thê sinh con xong thì sẽ lập gia đình cho thư quân đến lúc đó bụi về bụi đất về đất ai cũng không nhớ rõ ai nữa thái thượng hoàng thấy thư lan phong khăng khăng như vậy cũng không muốn giữ lại lâu cuối cùng khoát tay thư tiên sinh đi làm việc đi thư lan phong liên tục dập đầu tạ ơn sau đó chậm rãi lui ra ngoài thái thượng hoàng ngồi trên ghế một hồi lâu vẫn không lên tiếng cung vạn thọ tiếp giáp với hồ thái dịch gió hồ rít từng cơn lạnh thấu xương đập liên tục vào cửa sổ khiến cho bầu không khí bên trong điện càng thêm yên tĩnh sau khi thư lan phong đã rời đi lúc này bùi việt mới đi ra từ phía sau tấm bình phong hắn cầm một chuỗi tràng hạt đứng thẳng người nhìn về phía tuyết trắng phủ đầy trên mặt hồ vẻ mặt không rõ đang vui hay đang buồn thái thượng hoàng nhất thời không thể nắm bắt được chủ ý của nhi tử Chào phúng cười nói, thấy chưa? Con cầm đầu chui lấy lòng người ta, người ta cũng chẳng thích con. Thế nào, bây giờ hạ chỉ hay là từ bỏ? Nếu thánh chỉ được ban xuống, huynh trưởng và tam huynh của con chắc sẽ mất hết mặt mũi. Chi bằng bây giờ dứt khoát từ bỏ đi, có nhan sắc, ngây thơ cũng có, lo gì không tìm được người trong lòng chứ? Nếu bùi ngạn sinh biết bùi Việt nạp thư quân làm phi, không biết phải khổ sở đến mức nào nữa. Bùi Việt liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Thái Thượng Hoàng. Hắn cười lạnh, cho tới hôm nay thái thượng hoàng còn cho rằng thư quân đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao có thể bị thay thế bất cứ lúc nào chứng tỏ lão nhân ra người chưa bao giờ thực sự quan tâm đến hắn nhớ lại những lời nói kia của thư lan phong thế mà bùi việt lại thở phào nhẹ nhõm hắn không sợ thư lan phong đưa ra điều kiện hắn sợ thư lan phong đến chết cũng không phụng chỉ bùi việt không nói lời nào rời khỏi cung vạn thọ giờ thân sáu khắc bùi việt trở lại điện phụng thiên bỗng nhiên thoáng nhìn trên ngự thư phòng bày một vật không tầm thường đây là cái gì? Hắn một mặt cởi bỏ áo khoác màu đen, chỉ về phía vật được lụa đen bao bọc. Lưu Khuê cười híp mắt nhận lấy áo khoác của hắn, đây là lúc ám vệ ngồi canh giữ ở thư gia, tận mắt nhìn thấy thư cô nương đặt trên bệ cửa sổ. Bùi Việt vừa nghe có liên quan đến thư quân, trong lòng không hiểu sao khẽ sao động động. Ngón tay thon dài chậm rãi vươn qua, mang theo cả cẩn thận và thấp thỏm, chậm rãi sốc lên, đập vào mắt chính là một khối nham thạch bình thường không có gì lạ. Khối nham thạch này đã phong hóa lộ ra hoa văn loang lổ, duy chỉ có chính giữa không biết đã bị cái gì mài qua sáng như gương sáng trái tim bùi việt giống như bị một kích nặng nề bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn đá chậm rãi lộ ra nụ cười sâu xa trái tim như một tảng đá vững vàng không thể lay chuyển nàng dũng cảm như vậy làm sao hắn có thể để nàng thất vọng đây bùi việt cất khối thạch đi bắt đầu công việc phê sổ con không ngừng nghỉ lưu khuê đứng ở một bên vừa hầu hạ bút mực vừa nhẹ nhàng hỏi bệ hạ ngài định xử lý chuyện của thư gia như thế nào vậy ạ à? bùi việt không trả lời ông ấy lưu khuê chăm chú nhìn khuôn mặt trong trẻo tuấn tú của hắn trong lòng đại khái đã hiểu bùi việt không phải kiểu người chuyện gì cũng thích nói ra hắn quen hành động lâu như vậy vẫn luôn không đón thư quân vào cung ban đầu có lẽ vì muốn chờ cô nương đó đồng ý không muốn ép buộc nàng dần dần sợ là đã có ý định muốn cưới nàng làm thê tử sở dĩ hắn vẫn luôn trì hoãn không ban chỉ dụ là vì muốn quét sạch những cản trở trong triều đến lúc đó khi có ý chỉ phong hậu được ban ra những cản trở sẽ ít đi rất nhiều công bằng mà nói lưu khuê không tán thành việc bùi việt phong thư quân làm hoàng hậu một cô nương dịu dàng duyên dáng như vậy thì sao có thể kiểm soát được hậu cung nhưng bùi việt lại không phải là một vị vua bốc đồng ngu xuẩn nếu hắn đã có ý định này tất nhiên đã chuẩn bị đường lui một cách kỹ càng chẳng lẽ hắn thật sự muốn đồng ý với điều kiện của thư lan phong rằng sẽ không nạp người khác làm phi lưu khuê chỉ cảm thấy khó tin nhưng lại không có gì để nói bùi việt luôn không cho phép người khác làm trái ý mình một khi hắn đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi. Lưu Khuê biết cho dù mình có nói nhiều cũng vô ích, cho nên dứt khoát thuận theo ý muốn của Hoàng thượng mới là cách tốt nhất. Đêm giao thừa đang đến gần, vào ngày 24 tháng Chạp, cuối cùng thời tiết cũng trở nên quang đãng, đường phố đều được quân lính dọn dẹp. Mọi người buồn chán ở nhà một thời gian dài đều đổ xô ra đường để mua đồ Tết, hai cửa hàng nhà họ thư cũng vô cùng tấp nập. Tô Thị bận rộn xem sổ sách, còn thư quân bị thư lan phong giữ ở nhà không được phép ra ngoài, chỉ đành phải giúp đỡ tô thị xử lý hậu viện nàng bèn gọi mấy tiểu nha hoàn đến cắt giấy để trang trí dán trên cửa sổ lấy cũ đổi mới bên phía nhị phòng sức khỏe của dương thị gần như đã khỏe lại chỉ là bị mất mặt như vậy cho nên rất ít ra ngoài cùng lắm là đến chỗ của lão thái thái ngồi một lát rồi trở về phòng chuyện của thư gia đã hoàn toàn do phu thê đại phu nhân làm chủ đứa con trai của đại phu nhân đã cưới thê tử hai người con gái cũng đã được gả đi cho nên cũng không có quá nhiều chuyện buồn phiền Cách đây hai tháng, đại thiếu nãi nãi được chẩn đoán mang thai, đại phu nhân Phương Thị chỉ đang chờ được ôm cháu trai. Năm trước, Thư Chi có trở về Thư ra một chuyến, tính tình nàng ta mạnh mẽ, không chịu nói những uất ức xảy ra ở vương phủ cho nhà mẹ đẻ biết. Nhưng rốt cuộc đại phu nhân vẫn từ vẻ mặt của con gái mà nhìn ra một chút manh mối, lập tức hỏi nàng ta lý do tại sao. Trước mặt mẫu thân, Thư Chi cũng không giấu giếm, nói cho đại phu nhân biết rằng Bùi Giang Thành có chút trở ngại trong việc quan hệ sinh hoạt phu thê đến bây giờ nàng ta vẫn còn chưa phá thân đại phu nhân không khỏi cảm thấy kinh hãi đây chính là chuyện cả đời sao con không nói sớm cho ta biết vì sợ mất mặt nên vào ngày lại mặt thư chi đã không nói lời nào đại phu nhân nhìn con gái nước mắt đầy mặt mặc dù trong lòng cảm thấy rất tức giận nhưng bà ta cũng không thể không vì con gái mà tính toán lên kế hoạch con suy nghĩ rồi quyết định hoặc là hòa ly rồi tái giá hoặc là nói cho mẫu thân của phu quân con để bà ta nghĩ cách Ta nghĩ hẳn là bà ta sẽ lo lắng sốt ruột hơn so với chúng ta. Thư Chi ngừng khóc, nói, quả thật bà ấy còn thấy sốt ruột hơn so với con. Nói vậy có phải đến bây giờ bà ta cũng chưa có cách nào tốt hơn phải không? Đại phu nhân nhướng mày hỏi. Thư Chi thất thần gật đầu, im lặng trong chốc lát. Nàng ta nghiến răng nói, cho dù thế nào đi chăng nữa, con cũng quyết định sẽ không hòa ly. Nàng ta phải bảo vệ cho tôn nghiêm và danh dự của cháu dâu trưởng hoàng gia. Đại phu nhân thật sự không thích cái tính coi trọng thể diện này của nàng ta, chỉ quan tâm vẻ ngoài mà không quan tâm bên trong, cuối cùng người chịu thiệt còn không phải là nàng ta hay sao. Ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, bà ta chỉ có thể nói, đợi khi ta quay về sẽ giúp con nghĩ thêm cách. Số người trong thư ra không nhiều, đêm giao thừa cũng không quá náo nhiệt, mọi người đều tụ tập ở phòng của lão thái thái để ăn cơm tất niên. Thư Lan Phong mượn lý do sức khỏe của Tô Thị không tốt, cùng thê tử và con gái trở về phòng trước. Pháo hoa pháo trúc được đốt thắp sáng toàn thành, tiếng động lớn vang lên không ngừng, càng làm nổi bật lên bầu không khí có vẻ đặc biệt yên tĩnh của tam phòng thư gia tô thị ra ngoài một chuyến bị gió thổi một trận sớm đã vào phòng trong nằm ngủ thư quân khoác một chiếc áo khoác xa tanh mỏng đứng trong sân xem pháo hoa thư lan phong thoáng nhìn thấy con gái có vẻ không vui bèn dỗ dành nàng nương của con đã ngủ tối nay con cùng ta đón giao thừa nhé thư quân khịt mũi trực tiếp quay mặt đi chỗ khác thư lan phong sờ mũi cười ngượng ngùng đối mặt với hình ảnh pháo hoa đang nở rộ ở phía xa Ông ấy nhẹ nhàng thở dài, "Đứa nhỏ ngốc, ta còn có thể làm hại đến con hay sao?" Thư Quân không nói gì, chỉ là hốc mắt dần dần ửng hồng. Thư Lan Phong cũng không giải thích nhiều. Thư Quân quan trọng chữ tín, chắc chắn đã đồng ý với người ta, nên bây giờ bởi vì ông ấy ngăn trở mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng về phần ông ấy, ông ấy không thể nào trơ mắt nhìn con gái của mình nhảy vào hố lửa. Mấy ngày nay, trong cung không có động tĩnh gì, Thư Lan Phong cũng mơ hồ cảm nhận được tính tình của Bùi Việt hắn cũng không phải là một vị vua thích ép buộc người khác, như thế là tốt nhất. Chỉ là Tết đến, ông ấy không thể để con gái của mình cứ ủ rũ như thế được. Con chờ một chút, ta sẽ đưa cho con một món bảo bối. Thư Lan Phong mỉm cười đi đến thư phòng ở sân trước. Thư quân chừng mắt liếc nhìn bóng lưng của cha mình một cái, nắm lấy vạt áo quấn chặt quanh người, sau đó dọc theo cửa bên đi về phía sân của mình. Vừa qua khỏi cửa bên, khi đi vào hành lang trong sân, bỗng nhiên nàng thoáng nhìn thấy ở đối diện có một nha hoàn mặc y phục của hạ nhân thư gia trong tay cầm một hộp gấm lớn cục mi đi về phía thư quân thư quân liếc mắt một cái đã nhận ra nàng ấy chính là tiểu cung nữ trong cung tên gọi là linh linh cũng không biết tại sao nàng ấy lại vào được thư gia không có thời gian để suy nghĩ nhịp tim thư quân đập nhanh hơn bỗng nhiên nàng ngừng bước chân quay người qua ngăn tầm mắt của thực dược tỉ tỉ ta đói bụng ngươi giúp ta đi nấu một chút bánh gạo được không thực dược sửng sốt cô nương không phải người mới vừa ăn cơm tối rồi sao? Cẩn thận nếu ăn nhiều quá có thể bị đau bụng đó. Thư quân bĩu môi, không phải là ngươi không nhìn thấy, vẻ mặt lão thái thái khó coi như vậy, vừa rồi ta cũng chỉ mới ăn được có mấy miếng. Đúng rồi, ngoại trừ bánh gạo, ngươi hãy nướng thêm một mâm trứng tôm để ăn thêm nữa nhé. Thực dược nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của thư quân thì trong lòng không khỏi dối rắm Khoảng thời gian gần đây, nàng ấy bị kẹp giữa lão gia và cô nương, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bây giờ thư quân lại đưa ra yêu cầu nhỏ như vậy sao thực dược có thể không đồng ý chỉ là nàng ấy lo lắng nếu mình rời đi trong phòng sẽ không có ai trông nom nàng vậy người đừng đi đâu hết đôi mắt đen nhánh của thư quân liếc nhìn về phía nàng ấy ta còn có thể đi đâu được chứ ngươi yên tâm ngài ấy cũng sẽ không tới thư quân nói tới đây trong lòng cảm thấy có hơi chua xót ngược lại thực dược không biết nên nói gì vì thế hành lễ với nàng sau đó quay người đi về dãy nhà phía sau thư quân thấy thế vội vàng quay đầu lại tìm linh 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 vừa nhìn xung quanh vừa bước nhanh đến trước mặt thư quân không nói một lời đã đặt hộp gấm vào trong tay của nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện lặng lẽ hành lễ rồi rời đi hộp gấm được đặt trong tay nàng vô cùng nặng suýt nữa thư quân đã không cầm nổi đợi đến khi nàng quay đầu tìm linh linh thì đã không thấy bóng dáng của linh linh đâu nữa thư quân bỏ hộp gấm vào trong túi vội vàng trở về chính phòng đuổi mấy tiểu nha đầu đang đốt than ra ngoài sau đó ngồi xuống trên chiếc giường la hán Bắt đầu mở hộp gấm kia ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một chiếc vòng tay san hô đỏ hồng, màu sắc rực rỡ, tựa như mỡ đặc, phía trên được chạm khắc hoa văn hình long phượng biểu hiện sự tốt lành. Thư quân cũng không hiểu quy củ của hoàng gia, nếu có vương ấu quân ở đây, chắc chắn nàng ấy sẽ biết được chiếc vòng tay như vậy có ý nghĩa gì. Thư quân đoán đây có lẽ là quà mừng năm mới Bùi Việt tặng cho nàng, nàng không hề do dự mà đeo chiếc vòng tay này lên, cổ tay trắng như tuyết kết hợp với chiếc vòng tay san hô rực rỡ khiến màu sắc chiếc vòng tay càng thêm nổi bật làn da trắng nõn dường như lại càng trắng thêm trông vô cùng xinh đẹp thư quân rất thích bởi vì món quà này là do hắn tặng nên nàng lại càng thích ngoại trừ vòng tay trong hộp gấm còn có một túi vải màu vàng tươi thư quân mở ra thì thấy bên trong túi là những con cá nho nhỏ được làm bằng vàng tỏa ánh sáng rực rỡ đây có phải là tiền mừng tuổi hắn cho nàng không thư quân nhếch miệng mỉm cười đuôi lông mày như tỏa ánh sáng mùa xuân từ nhỏ đến lớn Nàng cũng nhận không ít tiền mừng tuổi của phụ mẫu, nhiều nhất là 10 lượng bạc, 8 lượng bạc, nhưng Bùi Việt lại khá hào phóng, hắn đưa cho nàng hẳn một túi cá vàng nhỏ. Thư Quân ôm vào trong ngực, trong lòng cũng theo đó trở nên nặng trĩu. Bình thường nàng rất tiết kiệm, không phải kiểu cô nương thích khoe khoang, chỉ cần chi phí ăn mặc đủ dùng là được. Nàng không có quá nhiều ham muốn với vàng bạc châu báu, chỉ vì là người trong lòng đưa, nên Thư Quân mới cảm thấy vui vẻ như thế. Nàng đang cảm thấy rất hạnh phúc chợt nghe thấy tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến của phụ thân quân quân nhìn cha chuẩn bị cho con cái gì này thư quân hoảng sợ vội vàng giấu hết túi vải và hộp gấm ra sau lưng thư lan phong bước nhanh đi vào thấy thư quân đang ngồi yên không nhúc nhích cũng không so đo việc con gái thất lễ lập tức mở lòng bàn tay ra đưa đến trước mặt nàng dỗ dành nói con nhìn xem đây là cá vàng nhỏ mà ta đã dùng tiền riêng của năm nay để chuẩn bị cho con món đồ này nhỏ nhưng rất quý giá nào con cầm lấy đi Thư Lan Phong nhìn về con gái với vẻ mong chờ. Trên khuôn mặt Thư Quân không có vẻ gì là vui mừng, nàng lẩm bẩm vài tiếng, thậm chí còn có vẻ hơi căng thẳng, nói cảm ơn cha. Nàng từ từ đưa bàn tay ra. Thư Lan Phong đang định đưa con cá vàng nhỏ trong lòng bàn tay của mình qua thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy phía sau Thư Quân lộ ra một góc màu vàng tươi. Người bình thường không được phép dùng những thứ màu vàng tươi trong nhà, ngoài trừ hoàng đế. Vẻ mặt Thư Lan Phong nhất thời xa sầm, phía sau của con đang giấu cái gì thế? thư quân bị bắt quả tang đau lòng nhìn về phía thư lan phong ca đôi lông mày mỏng của nàng nhíu lại dáng vẻ bối rối không dám nói gì ngoài ra còn mang theo một chút khẩn cầu thư lan phong trừng mắt thư quân đành mím môi không tình nguyện lấy hộp gấm và túi vải ra trước tiên thư lan phong mạnh mẽ nhét con cá vàng nhỏ quý giá kia của mình vào tay thư quân tiếp theo nhận lấy túi vải và hộp gấm được đưa đến mở túi vải màu vàng tươi kia ra nhìn một túi chứa đầy cá vàng nhỏ suýt chút nữa đã làm mù mắt ông ấy. Ước lượng một chút, sợ là phải khoảng 1-2 cân. Ông ấy lại nhìn thoáng qua con cá vàng nhỏ mà bản thân đã phải ăn mặc tiết kiệm mới có thể có được, ngay lập tức trở nên mệt mỏi. Chẳng trách con gái lại thờ ơ với tiền mừng tuổi của ông ấy. Quả thật rất hào phóng. Thư Lan Phong nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật sâu, đè nén ngọn lửa đang sôi trào trong lòng, hỏi Thư Quân, ngoại trừ túi cá vàng nhỏ này, còn có cái gì khác không? Thư Quân cẩn thận rụt tay lại, đôi mắt rưng rưng ngập ngừng lắc đầu ít nhất cũng nên để lại cho nàng một cái để tưởng niệm thư lan phong cũng không nghĩ nhiều nhét túi vải lại vào trong hộp gấm lúc gần đi còn hung hăng liếc nhìn con gái một cái chỉ vào tiền mừng tuổi ông ấy đã đưa giữ cẩn thận đấy thư quân ngưng hắc dạ một tiếng thư lan phong lập tức cầm hộp gấm rời đi thư quân vội vàng đuổi theo đến cửa sổ nhoài người nhìn ông ấy bước ra khỏi sân sau đó nàng tranh chóng tháo chiếc vòng tay săn hô ra tìm một nơi thật kín để giấu nó thư lan phong gói hộp gấm lại bằng một cái túi rồi dùng gậy trúc đưa nó lên nóc nhà ở phòng ngoài không cần phải nói ở thư gia cũng có tai mắt do hoàng thượng sắp xếp chỉ cần đặt hộp gấm lên đó tự nhiên sẽ có người đến lấy nó đi thư lan phong làm xong hết tất cả tức giận đến mức quay trở lại sân của thư quân không nói lời nào đã kéo con gái đi đến chính viện để đón giao thừa tối nay ông ấy sẽ canh giữ ở đây xem hoàng đế còn có gan đến hay không thiện ma ma chỉ cho rằng hai cha con họ muốn đón giao thừa nên đã chuẩn bị một cái lò sưởi nhỏ ở nhà chính, đưa cho mỗi người một tấm thảm nhung thật dày. Hai cha con ngồi cách nhau một cái lò sưởi, nhưng trông họ giống như hai khúc gỗ, ngồi ở trước cửa bị gió thổi lạnh, không ai thèm để ý đến ai. Khoảng 15 phút sau, vú già bẩm báo với thư Lan Phong, "Lão gia, đồ vật đã được lấy đi rồi." Lúc này thư Lan Phong mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp thở xong một hơi, chợt có một tiếng pháo vang lên, một quả pháo hoa khổng lồ nổ tung trên không trung trông giống như một thiên nữ giải hoa đang nghiêng người rũ xuống. Thư quân chưa bao giờ nhìn thấy một màn pháo hoa đẹp như vậy, vì thế vui vẻ đứng lên chạy ra ngoài hành lang, đẹp quá, Thư Lan Phong sửng sốt, trên mặt hiện lên chút nghi ngờ. Vị trí của Thư gia không được tốt lắm, vừa không phải ở cạnh tường thành, vừa không phải chỗ gì náo nhiệt, cho nên mỗi năm vào đêm giao thừa, khi Hoàng Thành Ti bắn pháo hoa, Thư gia cũng chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng một vài hình ảnh pháo hoa, hoặc đơn giản chỉ nghe tiếng pháo để cảm nhận không khí Tết đến nhưng trước mắt hết màn pháo hoa này đến màn pháo hoa khác lộng lẫy hoa lệ lại thấy rõ như vậy chắc chắn nơi bắn pháo bông chỉ ở gần đây hơn nữa màn pháo hoa kia vẫn là đủ loại kiểu dáng hoa lan tất cả những kiểu dáng mà thư quân đã theo đều được thể hiện ra hết thư lan phong không thể không hoài nghi rằng đây là tác phẩm của hoàng đế đưa tiền mừng tuổi thì ông ấy còn có thể trả về nhưng với màn pháo hoa trong sân như vậy thì muốn ông ấy phải làm sao bây giờ chỉ thấy thư quân đang nhảy nhót trong sân trông nàng vô cùng vui vẻ cứ như muốn bay lên trời. Đây là pháo hoa chỉ thuộc về một mình nàng. Mùa đông lạnh lẽo trôi qua nhanh như chớp mắt, chào mừng mùa xuân cỏ mọc chim bay. Vào một buổi đêm của trung tuần tháng 2, gió vẫn còn có chút xe xe lạnh. Thôi Phượng Lâm khoác áo khoác ngoài, hỏi nha hoàn, đã chuẩn bị xong canh tổ yến hầm nhân sâm chưa? Ta muốn đi đưa canh cho cha. Nha hoàn bẩm, vậy để nô tỳ đến phòng bếp nhỏ lấy. Đợi nàng ta rời đi, Thôi Phượng Lâm đẩy cửa phòng ra, đi đến dưới hiên nhà. Đêm nay ánh trăng mờ mịt, từng đám mây trôi lững lờ trên bầu trời chim xuân hót ríu rít đợi được một lúc một nha đầu cầm một hộp đựng thức ăn đi đến thôi phượng lâm bình tĩnh nhận lấy ngươi đi nghỉ ngươi đi không cần đi theo ta nói xong nàng ta tự mình cầm hộp cơm đi ra khỏi khuê phòng đi vào hành lang qua cổng thủy hoa đi về phía tây lúc đi đến bên ngoài thư phòng của cha nàng dõi mắt nhìn vào phòng thấy đèn đóm trong thư phòng vẫn chưa tắt người ra người vào có thể thấy cha vẫn đang làm việc thôi phượng lâm chậm rãi đi vào dưới mái hiên có tôi tớ nhìn thấy nàng ta bèn vội vàng hành lễ cũng đã tập mãi thành quen với sự xuất hiện của nàng nên cung kính chỉ vào trong phòng sau khi thôi phượng lâm đi vào tôi tớ đóng cửa lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc hộ bộ thượng thư thôi minh tu cũng không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ nói y y tới rồi à thôi phượng lâm nghe thấy xưng hô thân mật này thì nhớ mày cha con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi nữ nhi đã lớn rồi đừng nhắc lại nhũ danh này nữa thôi phụ chỉ cười mà không nói gì tiếp tục nâng bút viết chữ Thôi Phượng Lâm đặt hộp cơm lên bàn, lấy tổ yến hầm nhân sâm ra, đẩy tới bên cạnh phụ thân. Cha nghỉ một lát đã. Thôi phụ viết xong một tờ bút pháp thì để bút xuống rửa tay, sau đó mới bưng bát súp nhân sâm lên từ từ thưởng thức. Thôi Phượng Lâm ngồi trên ghế gấm bên cạnh hỏi ông ấy: "Cha, hai đảng ly cố đang tranh chấp, cũng đã sắp lộ bộ mặt thật rồi, cha thấy thế nào?" Đôi mắt phượng hẹp dài của Thôi phụ ngước lên, nhìn nữ nhi một cái rồi lại tiếp tục ung dung uống canh. Theo ta thấy, lý gia e là không chống chọi được bao lâu nữa đâu sao cha biết thôi phụ nhìn thôi phượng lâm vui vẻ ra mặt nữ nhi này từ nhỏ đã thông minh huynh đệ nhà họ lý không có lấy một ai có thể vượt qua nàng ta thôi phụ cũng cố ý bồi dưỡng nữ nhi cho nên mọi việc trong triều ông ấy cũng không giấu giếm nàng ta thiên đô ngự sử tân nhiệm tô triều sơn cũng không phải nhân vật tầm thường ta từng nghe loáng thoáng rằng quê quán ông ta ở giang nam một thiên đô ngự sử như ông ta nhận được lệnh điều động cũng không vội vã vào kinh ngậm chức mà trái lại lại còn về quê nhà sống một hai tháng, lấy danh đẹp là áo gấm về làng. Nói đến đây, thôi phụ tạm dừng, vuốt dâu nói, trước đây ta cũng tin là như thế, thế nhưng sau khi tô triều sơn vào kinh, ta đã chạm mặt ông ta vào lần. Người này tướng mạo oai hùng, tuyệt đối không phải hạng người mua danh chuộc tiếng, lão trạch lý ra ở ngay tại dư hàng. Nếu như ta không đoán nhầm, sở dĩ ông ta dừng chân ở Giang Nam, e rằng là do phụng lệnh mật chiếu. Đang điều tra nội tình của Lý Gia, chỉ đợi đến lúc thích hợp sẽ giải quyết dứt khoát, thay bệ hạ triệt hạ lý triệt. Thôi Phượng Lâm nghe vậy thì nói có vẻ hàm ý sâu xa, thì ra là thế. Con đã nói thêm đô ngự sử này vừa vào kinh đã ẩm ý đến mức khắp thành xôn xao, hóa ra là làm theo ý của bệ hạ. Cha, bệ hạ động đến lý gia chính là tên đã lên dây không được, vậy lý gia sẽ không có cơ hội xoay người nữa sao? Có, thôi phụ để bát canh xâm xuống, ngồi thẳng người lên, hai tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, thờ ơ nói tiên đế sáng lập thiên hạ đã từng hứa chỉ cần con cháu đích tôn của tứ đại công huân thế gia theo ngài ấy khởi binh không tiến hành tạo phản thì có thể miễn tội người thay lý triệt thu xếp lão trạch chính là đệ đệ cùng tộc của ông ta bất kể tô triều sơn điều tra được gì chỉ cần đẩy chuyện này cho người khác gánh tội thì dòng chính lý gia có thể an toàn cùng lắm bệ hạ cũng chỉ tước quan bãi chức của bọn họ nhưng gốc rễ của lý gia rất lớn mạnh con xem tề tranh này không phải chính là người của lý triệt sao chỉ cần gốc rễ vẫn vững chắc sức ảnh hưởng của Lý Gia vẫn còn. Thôi Phượng Lâm cười lạnh, nói như vậy, chẳng phải bệ hạ sẽ khó chịu như nuốt phải rồi sao. Thôi Phụ cười cười, nếu không con cho rằng bệ hạ đang chờ điều gì, ngài ấy đang ép Lý Triệt tạo phản. Lý Triệt nắm giữ quyền lực trung tâm nhiều năm, môn sinh cựu quan trải rộng khắp triều đình, bệ hạ muốn thi hành chính sách mới thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc Lý Gia. Thôi Phượng Lâm nhìn Thôi Phụ, thế cha chuẩn bị làm gì, cần phải giúp bệ hạ một tay không. Thôi Phụ nở nụ cười cao thâm khó giỏ thật ra ta cũng muốn giúp bệ hạ đấy cơ mà cũng phải cần bệ hạ có thành ý mới được ta chấp trưởng hộ bộ thay bệ hạ nữ nhi của ta lại đoan trang hiền thục thanh tú như vậy nếu bệ hạ chịu lập con làm hậu tất nhiên ta sẵn lòng xông pha khói lửa chẳng hề từ nan thôi phượng lâm nghe vậy cũng không làm bộ làm tịch ra vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn nữa trái lại nàng ta khẽ than thở một tiếng cha bệ hạ là đấng quân vương đầy hứa hẹn tính tình ngài ấy khác xa với thái thượng hoàng thái thượng hoàng co được giãn được sẵn lòng cho hạ thần thể diện, thực chất sâu bên trong bệ hạ lại có sự kiêu ngạo của nam lương tiêu thị năm đó. Nếu cha thật sự muốn quy hàng, trước tiên cần phải đưa bái mã đầu mới được. Thôi phụ nghe vậy, có đôi chút khó xử nói, ta ở trong triều đã nhiều năm, khi làm việc luôn nguyên tắc, công bằng, nếu tùy tiện ra tay sợ rằng sẽ bị chỉ trích. Thôi Phượng Lâm nói, một đời vua một đời thần, cha cần phải suy nghĩ rõ ràng mới được. Thôi phụ không lên tiếng. Thôi Phượng Lâm cũng không khuyên nhiều, sau khi trời khỏi thư phòng nàng ta ngẩng đầu nhìn trời cao bệ hạ kiêu ngạo sao cha lại không kiêu ngạo chứ bàn cơ quần thần này ai thua ai thắng có lúc chỉ trong một suy nghĩ thôi phượng lâm chợt nhớ đến khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của thư quân trong mắt lập tức lạnh lùng đến đóng băng giờ tị sáng ngày hôm sau nàng ta hẹn lý anh ở nghinh phong lâu uống trà nghinh phong lâu ở ngay gần cổng chính dương mặt tiền quay về phía khu sở quan ngay thường quan lại hạ nha cũng thích dừng chân nơi này nơi này vốn dĩ tên là nghinh phượng lâu sau đó lại sợ phạm vào kiên kỵ của hoàng gia nên đổi tên thành ninh phong lâu thư của thôi phượng lâm gửi đi chưa đến một khắc đồng hồ lý anh đã đến nàng ta vất vả mệt mỏi vừa ngồi xuống đã tự rót cho mình một tách trà phượng lâm muội muội không có chuyện không đăng điện tam bảo tại sao hôm nay lại hẹn ta ra đây có chuyện gì thì nói thẳng đi ta cũng không có thời gian rảnh để nói chuyện phiếm đâu thôi phượng lâm cong cong khóe môi thấy khóe môi lý anh có vài vệt nước thế là nàng ta đưa một cái khăn thêu sạch qua cho lý anh lý anh là người khuôn phép từ tận trong xương cốt hôm nay lại mắc sai lầm có thể thấy được lý gia đã rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn dĩ nhiên ta biết tỷ rất bận rồi đêm qua ta lấy được chút tin tức từ chỗ cha ta nên hôm nay cố ý đến để tiết lộ cho tỷ tỷ biết lý anh nghe vậy thì liếc mắt nhìn nàng ta dáng vẻ có chút khó tin hỏi chuyện gì thôi phượng lâm thờ ơ lên tiếng nói trước vào kinh thành thiên đô ngự sử tân nhiệm tô triều sơn đã bí mật đi một chuyến đến tô hàng Ông ta phải thu thập chứng cứ ở Tô Hàng để đến hỏi tội Lý Gia. Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt Lý Anh lập tức thay đổi, sao có thể chứ? Ngươi biết tin tức này từ đâu? Lý Anh vẫn không tin, nghiến răng oán hận nói, người này là quan mới nhậm chức, không có chỗ dựa, cũng không thấy ông ta có bao nhiêu bản lĩnh, kiến càng sao có thể lay nổi cây lớn. Đã đến lúc này rồi mà Lý Anh vẫn còn mạnh miệng. Thôi Phượng Lâm cũng im lặng không nói gì. Sau đó, nàng ta bình tĩnh nói, Lý tỷ tỷ chớ xem thường vị Tô đại nhân này ngươi có biết lai lịch của ông ta như thế nào không lý anh vẫn không coi một vị ngự sử tứ phẩm ra gì nàng ta liếc mắt nhìn thôi phượng lâm lai lịch ông ta như thế nào thôi phượng lâm cười khẽ một tiếng cầm tách trà lên nói ông ta là thê đệ của ti nghiệp quốc tử giám thư lan phong thân cữu cữu của thư quân lý anh nhướng mày không nói thôi phượng lâm nhấp một ngụm trà chậm rãi nói thư ra được thái thượng hoàng đánh giá rất cao thư quân và hoàng gia lại không hiểu rõ về nhau không biết tô triều sơn có thể mượn nước thư quân trèo lên thái thượng hay thậm chí là bệ hạ hay không tỷ tỷ cần phải cẩn thận lý anh suýt nữa tức đến nỗi trào nước mắt giống như cây cao chống trời bỗng nhiên bị một đám sâu kiến coi thường khiến nàng ta cảm thấy vô cùng nhục nhã cũng hết sức cam giận người si nói mộng lý anh tức giận đập tay lên bàn đứng lên gió mát ngoài cửa sổ thổi thẳng vào mặt nàng ta hít sâu một hơi để bình tĩnh lại nhìn về phía thôi phượng lâm nói ý tốt của muội muội ta xin chân thành ghi nhớ Ta biết nên làm như thế nào, chỉ có điều." Giọng điệu của nàng ta bỗng nhiên thay đổi, vẻ mặt dò xét nhìn Thôi Phượng Lâm. "Tuy ta và muội muội có chút quen biết nhưng cũng không đáng để muội muội thật lòng giúp ta, muội muội có mục đích gì, không ngại nói thẳng ra." Ngón tay thon dài của Thôi Phượng Lâm cầm lấy tách trà, vẻ mặt lạnh lùng nói, "Ta giúp tỷ tỷ bảo vệ Lý gia, vẫn xin tỷ tỷ để đại thần dưới trướng Lý gia giúp ta làm hậu." Sắc mặt Lý Anh có vẻ thẳng thốt, khoảng thời gian này nàng ta đã nhìn rõ Bùi Việt không hề có ý định lấy nàng ta. Thế là nàng ta đứng thẳng người lên, cười ngạo nghễ, trong đôi mắt còn ẩn chưa chút tự diễu, ta và bệ hạ e là không có duyên, tại đây ta chúc mừng muội muội trước vậy. Nói xong câu này, Lý Anh quay người rời đi. Trong suốt cuộc trò chuyện, trong mắt Thôi Phượng Lâm không có bất cứ cảm xúc gì, nàng ta ngồi một mình dưới cửa sổ, nhìn ra phía điện Phụng Thiên xa xa, lẩm bẩm nói. Bệ hạ, Phượng Lâm giúp ngài đến đây thôi. Mồng 3 tháng 3 là tiết thượng tị, còn có tên gọi khác là ngày tắm xuân. Vào ngày hôm đó, miếu hiên viên gần sông Tam Giao ở ngoại ô kín người hết chỗ, thư quân bị Thư Lan Phong tức giận mấy tháng. Hôm nay biểu huynh và biểu muội tô ra đến cửa mời nàng ra ngoài du xuân, Thư Lan Phong lại không đành lòng bèn cho phép nàng ra ngoài du ngoạn. Tô phu nhân biết phu thê Thư Lan Phong không yên tâm về thư quân nên chủ động xin đi theo để trông chừng mấy đứa bé. Tô ra đến Kinh Thành vào ngày mùng 10 Tết, Thư Lan Phong đã sớm thu xếp xong xuôi phòng ở cho bọn họ tiện thể nói đến chuyện tặng cửa hàng cho Tô Gia. Phu thê Tô Gia nói thế nào cũng không chịu nhận, cuối cùng Tô Thị cho ba đứa ngoại xanh tôn mỗi đứa một ngàn lượng bạc, xem như bỏ qua chuyện này. Hai tháng qua, Tô Triều Sơn chỉ ghé qua thư ra một lần, ăn một chầu tiệc rượu rồi lại đâm đầu vào công việc ở Đô Sát Viện. Thủ tọa của Đô Sát Viện là một tên cáo già, ném mấy vụ án lớn trong chiều cho một vị quan mới là ông ấy, Tô Triều Sơn cũng rất biết thời biết thế. Hoàng đế đề bạt ông ấy, nếu ông ấy không làm ra chút thành tích thì sẽ không dễ gì ăn nói với hoàng đế thế nên việc đáng làm thì phải làm đành nhận lấy trọng trách này trượng phu mới vào kinh thành đã bộc lộ tài năng khiến cho cõi lòng tô phu nhân ngày nào cũng như lưng lâng đừng nhìn tô phu nhân xuất thân không cao mà coi thường bà ấy cũng rất thông minh lanh lợi hai tháng nay bà ấy móc nối không ít mối quan hệ thân thiết thay trượng phu làm quen một vài phu nhân quan lại con đường tô phu nhân làm quen với gia quyến quan lại tương đối đặc biệt bà ấy biết ra thế của bản thân không nổi bật những nhà quyền quý kia không chắc chắn sẽ sẵn lòng nể mặt bà ấy, cho nên bà ấy đã nghĩ cách khác. Ly thủy tiếp giáp phiên ngu, tô phu nhân từng đến phiên ngu nhiều lần, từng gặp không ít gì bà ngoại thần. ở phiên ngu, bà ấy tham gia một tác phường, tác phường này chuyên giao dịch với thương nhân hàng hải phiên ngu, thu mua hương liệu đến từ nam dương. tô phu nhân am hiểu cách điều hương, bà ấy nghiên cứu chế tạo một loại cao hương vô cùng đặc biệt, tên là hoàng ngọc cao. chất của loại cao này màu vàng kim, có tác dụng mờ nám sáng da lần đầu tiên tô phu nhân xuất hiện mùi thơm ngát khác với tất cả mọi người đã thu hút sự chú ý của các phụ nhà người bên ngoài nhân tiện bèn nghe ngóng tô phu nhân bôi hương liệu gì mua ở đâu tô phu nhân mượn nước nói chỗ điều hương của mình cũng hào phóng bày tỏ sẵn lòng tặng một chút cho đối phương thường xuyên qua lại tô phu nhân dựa vào hương thơm ngọt ngào bí truyền này mà khai thông mối quan hệ ví dụ như hôm nay người đi theo còn có trưởng tàu của vương ấu quân vương đại phu nhân đã sinh mấy đứa bé tuổi tác cũng xem xem tô phu nhân hai gò má bà ấy có tàn nhang có lúc đến son phấn cũng không che giấu được lần này bà ấy chạm mặt tô phu nhân ở miếu hiên viên nên hai người nói chuyện với nhau mấy vị cô nương được huynh đệ trong nhà che chở đi đến bờ sông làm lễ tế trừ tà ma lại bái lại thần hiên viên dạo chơi bên ngoài hơn nửa ngày chân cũng đã bắt đầu đau eo cũng đã mỏi lúc này mọi người mới định hồi phủ vương phu nhân và tô phu nhân mới quen đã thân bà ấy cứ thế kéo tô phu nhân lên xe ngựa nhà mình hăng say nói về cách loại bỏ tàn nhang Thế là vương ấu quân phải chen chúc ngồi chung với thư quân, ngồi cùng thư quân còn có biểu muội Tô Nhân Nhân của nàng. Đôi mắt Tô Nhân Nhân hết sức tinh tường, ngay lập tức phát hiện vòng tay san hô thư quân đang đeo, tỷ tỷ, vòng tay này của tỷ đẹp thật đó. Thư quân mím môi cười nhẹ, còn chớp chớp mắt nhìn vương ấu quân, vương ấu quân biết ngay là hoàng đế tặng nên lập tức nhìn nàng đầy chế nhạo. Thư quân cũng chỉ lén lút đeo lên nên đã dặn dò Tô Nhân Nhân, đây là vòng ta mua bằng tiền riêng, muội cũng đừng nói ra ngoài. Tô Nhân Nhân chỉ mới 14 tuổi, rất dễ bị lừa. Nghe thấy thư quân nói thế thì tin nàng ngay, tỷ có nhiều tiền riêng thật đó. Thư quân và vương ấu quân cười khúc khích, ai bảo muội còn nhỏ chứ, đợi đến lúc muội cập kê sẽ có nhiều tiền riêng hơn thôi. Thật sao? Tô nhân nhân nghiêm túc hỏi, nói như vậy, đợi muội cập kê, mẫu thân muội sẽ tăng tiền hàng tháng cho muội sao? Thư quân chợt phát hiện mình đã gây ra một chuyện phiền phức, vội vàng ngăn suy nghĩ của tô nhân nhân lại. Muội đừng đòi cứu mẫu, ta cho, ta cho muội tiền tiêu vặt hàng tháng còn không được sao? Cô Nhân Nhân vui vẻ, nhào sang cù eo nàng, tỷ tỷ có sao, tỷ cũng đừng gạt muội. Thư Quân cười đau cả bụng, không nói nên lời, Vương Ấu Quân nửa ghen tị nửa pha trò nói, bây giờ tỷ tỷ muội là eo rất vạn quan, muội quên khoảng thời gian trước hai gian cửa hàng gần nhau của muội ấy bắt lửa, ngay cả khố phòng của muội ấy cũng bị cháy. Trong chiều không có ai phát hiện việc này, bỗng nhiên nảy lòng tham muốn xây một tòa miếu hỏa thần tại chỗ đó, cửa hàng của tỷ tỷ muội cứ được trưng dụng như vậy cho nên quan phủ đền bù hơn 10 gian cửa hàng ở một con phố khác cho tỷ tỷ muội, đứng tên cửa hàng đều là tên tỷ tỷ muội. Muội nói xem sao chuyện tốt như cái bánh từ trên trời rơi xuống này không đập vào người ta chứ. Vương Ấu Quân nháy mắt ra hiệu đẩy Thư Quân, gương mặt xinh đẹp của Thư Quân nóng bừng lên, đỏ ao giống như trái cây chín mọng. Được rồi, đừng nói nữa. Tô Nhân Nhân không biết chuyện ẩn sâu bên trong, ra vẻ kinh ngạc nói, tỷ tỷ đúng là giàu sang từ trong số rồi. Thư Quân vô cùng xấu hổ vương ấu quân lại nhéo mặt nàng ấy muội ấy nào chỉ là giàu sang từ trong số chứ muội ấy là số phú quý trời sinh ta thấy chẳng bao lâu nữa đâu hơn 10 gian cửa hàng kia của muội ấy cũng sẽ được trưng dụng để xem bây giờ người kia lấy cớ gì để thể hiện tình yêu với tỷ tỷ muội thư quân lo vương ấu quân lỡ miệng nói hết ra bèn thạnh quá hóa giận nhào qua che miệng nàng ấy tỷ mà nói nữa muội xé miệng của tỷ đấy ba cô nương hoạt bát vui đùa ầm ĩ trong xe ngựa không hề hay biết xe ngựa chạy xuống núi theo đường sườn núi tốc độ chạy càng lúc càng nhanh đến cả việc xa phu đổi người cũng không hề hay biết lý anh đứng ở rìa sườn núi lẳng lặng nhìn chiếc xe ngựa kia chạy trên đường núi nói với ám vệ dừng xe ngựa ở phía sau núi dùng mê hương đánh ngất các nàng nhớ rõ không có mệnh lệnh của ta không ai được động đến họ phái người đưa tin cho tô triều sơn nói cho ông ta biết giao chứng cứ ra thì sẽ thả hai cô nương lý anh xuất thân là nữ tử vốn dĩ cũng không muốn làm khó nữ tử thế nhưng gia tộc sắp sửa sụp đổ Nàng ta không thể không lợi dụng thư quân và Tô Nhân Nhân để đổi lấy sự bàng quang khoanh tay đứng nhìn của Tô Triều Sơn. Đáng tiếc nàng ta lại không tính đến một chuyện, nàng ta không biết vương ấu quân cũng ở trong xe ngựa. Hoàng đế phái hai tên ám vệ theo sau thư quân, hôm nay nhiều người phức tạp. Cọc ngầm của Lý Gia hết sức gian xảo, lặng lẽ ngụy trang thành sa phu, lúc đầu ám vệ cũng không nhận ra có gì không đúng. Sau này lúc xuống núi thấy tốc độ ngựa chạy quá nhanh, hai ám vệ nhanh chóng tiến lên chuẩn bị cướp xe ngựa đáng tiếc người mặc áo đen của lý gia đang lẩn trốn sông ra chém giết một ám vệ lập tức thoát ra hồi cung báo tin một người khác thì liều chết đánh trả đáng tiếc cuối cùng bị người mặc áo đen ngăn lại ám vệ bị thương đi thẳng đến bắc trấn phủ ti bẩm báo tin tức cho lận tuần lận tuần vừa phái thị vệ đi nghĩ cách cứu thư quân vừa vội vàng vào cung diện thánh buổi sáng bùi việt chủ trì chiều hội buổi chiều dự thính tam ti hội thẩm ở điện văn hoa người tọa trấn tam ti hội thẩm chính là ba vị đại thần của đô sát viện tả đô ngự sử hình bộ thượng thư và đại lý tự khanh hôm nay hội thẩm vụ án tham nhũng của tề tranh trong đó dính dáng đến lý triệt vốn dĩ ban đầu tô triều sơn định cung cấp chứng cứ vụ án nô bộc lý ra chiếm đoạt dụng đất của dân vào buổi hội thẩm hôm nay tiếc rằng xảy ra sự cố nếu hôm nay lý ra muốn động đến thư quân dĩ nhiên đã có chuẩn bị từ trước đầu tiên tô triều sơn vừa vào cung là lệnh bài bỗng dưng biến mất bị một ngự sử nhìn thấy đã tham gia một tấu sau đó phát hiện ra có người lấy lệnh bài của tô triều sơn vào cung làm chuyện lén lút Tô Triều Sơn cứ bị thị vệ ở cửa cung khống chế. Sau khi bị khống chế, bởi vì Tô Triều Sơn là đô sát viện ngự sử cho nên vụ án này giao lại cho hình bộ. Trên đường đến hình bộ, Tô Triều Sơn bị người khác dẫn đi, giam lỏng ở một phòng trong trà lâu. Giết Tô Triều Sơn là chuyện dễ dàng nhưng Tô Triều Sơn đã điều tra được bao nhiêu chứng cứ? Chứng cứ được cất giữ ở đâu? Lý gia cũng không biết chắc nên muốn dùng thư quân và Tô Nhân Nhân để uy hiếp Tô Triều Sơn. Tô Triều Sơn là một người cứng rắn, ông ấy biết rõ chỉ cần ông ấy không mở miệng thư quân và tô nhân nhân sẽ an toàn. Hơn nữa, ông ấy tin chắc nếu hoàng đế đã sắp xếp cử ông ấy làm việc thì nhất định ngài ấy đã có chuẩn bị trước. Ông ấy chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc hoàng đế cứu người ra, như vậy ngày tàn của Lý Gia đã đến. Lận Tuần đã gửi tin tức đến Điện Văn Hoa, khiến Bùi Việt vô cùng sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Quân Nhi bỗng dưng mất tích. Lận Tuần cũng hoảng hốt đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vâng, thần cũng mới nhận được tin. Bệ hạ, cửa ải quan trọng như hiện nay mà lại không thấy thư cô nương đâu. Tô Đại Nhân cũng không thấy tin tức gì, thần lo lắng Lý Gia đang âm thầm gây rối. Bùi Việt tức giận trầm giọng cười một tiếng, giỏi lắm, dám động thủ trên đầu thái tuế, Lý Gia thật sự ăn gan hùm mật gấu rồi. Hàn chắp tay nhanh chân sải bước đi về phía điện Phụng Thiên, dặn dò lận tuần, người đích thân dẫn theo cẩm y vệ phong tỏa Lý Gia. Bước chân lận tuần lập tức khựng lại, nghiêm mặt nói, bệ hạ, bản án của Lý Gia còn chưa kết thúc, thần lấy lý do gì để xuất binh? một loạt tiếng sấm đùng đoàng vang lên bọt mưa bắn tung tóe trên mặt đất trong mắt bùi việt lạnh lùng đến mức đóng băng ngươi cứ việc đi chấm sẽ cho khắp thiên hạ một lý do danh chính ngôn thuận lận tuần thi lễ một cái với bóng lưng cao lớn của hắn không nói hai lời nhanh chóng xuất cung điều bình bùi việt quay về điện phụng thiên một chuyến viết xong một chiếu thư rồi giao cho lưu khuê lại quay trở lại triệu tập thành lâm dẫn theo thân binh tiến về phía ngoại ô hết phần 4.